Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 160. Diệp Thần nhìn lướt qua chiến trường sau đó, quay đầu, khẽ vuốt trong tay sát kiếm kiếm phong, ngưng mắt nhìn Lý Tú Nga nói, cho nên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lão thân muốn phải nói cho ngươi, buông tha giấy giụa vô nghĩa đi, đi qua xem xét mới vừa rồi ngươi cùng vậy ma tộc đánh một trận, lão thân đã có thể khẳng định Dư Thịnh liên quan tới chuyện ngươi. Có một chút ngược lại là không có nói sai, người tu võ thiên phú, quả thật không tệ. Ở người cái tuổi này, có thể lãnh ngộ hủy diệt mộ đạo, cho dù ở vực ngoại và thượng giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, người có thừa nhập lãnh ra tư cách. Lý Tú Nga nâng lên thanh âm nói, Diệp Thần, người nếu là nguyện ý gia nhập lãnh ra, lão thần có thể vì ngươi đề cử, như vậy cơ hội ý vị như thế nào, người biết không? Cho dù ở vực ngoại và thượng giới, vậy có vô số thiên tài, vì một cái gia nhập lãnh ra cơ hội, vắt bể đầu. Lấy ngươi thiên phú, thậm chí, có cơ hội ở lãnh ra đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, người tương lai đem sẽ không so vô cùng được quang minh. Một cái nho nhỏ linh võ đại lục, nho nhỏ thần quốc, đáng ngươi hy sinh hết thảy các thứ này đi bảo vệ sao? Hơn nữa, cho dù ngươi bảo vệ, thì phải làm thế nào đây, cuối cùng chỉ sẽ là cái gì cũng không có, cái gì cũng không thay đổi được, ngược lại. Còn sẽ đem mình mệnh, phối hợp đi. Như thế nào lựa chọn, không cần ta chỉ ngươi chứ. Nàng trong mắt tràn đầy cao ngạo mắt nhìn xuống Diệp Thần, tựa như cái này một cái gia nhập lãnh ra tư cách, đối với Diệp Thần, là thiên đại ban cho vậy. Mà Diệp Thần nghe vậy, nhưng là cười, nhàn nhạt cười. Đứng ở bà lão bên cạnh thanh niên, tên là Lãnh Cách, là một người lãnh gia thiếu gia. Bất quá, lãnh gia ở vực ngoại cũng là đồ vật khổng lồ. Gia tộc quy mô là người bình thường không cách nào tưởng tượng, kỳ tử tự đâu chỉ hàng trăm triệu vạn. Lãnh Cách là một tên thông thường thiếu gia, ở lãnh gia địa vị không tính là quá cao. Lần này, sở dĩ theo Lý Tú Nga đi tới nơi này, cũng bất quá là muốn bắt cơ hội, tại gia chủ trước mặt biểu hiện một chút thôi. Còn như khí vận tổn thất. Ha ha, Lãnh Cách thân phận, không phải Dư Thịnh có thể so, đền bù khí vận phương pháp, đối với Dư Thịnh mà nói. Có thể không cách nào làm được, nhưng, đối với Lãnh Cách cũng không coi là quá khó khăn chuyện. Lúc này, hắn hướng về phía Diệp Thần vô cùng là lạnh lùng, gần như là lấy bố thí giống vậy giọng, mở miệng nói, hừ, Diệp Thần đúng không? Ngươi cười cái gì? Ngươi không biết mình đi vận cứt chó gì liền sao? Bị chúng ta lãnh ra vừa ý, còn không lập tức quỳ cảm ơn Lý chấp sự cùng bổn công tử đại ân đại đức, chính ở chỗ này cười. Ngươi lấy là chính ngươi rất thiên tài. Rất vô địch. Bổn công tử nói cho ngươi, ngươi tầm mắt, quá nhỏ mọn, chúng ta lãnh ra thiên tài như chó, so ngươi cường đại người tuổi trẻ, nơi nơi, ngươi trang cái gì chứ? Bổn công tử nói cho ngươi cái loại này sơ đẳng người, mất đi cái này cơ hội, ngươi sẽ trở hối hận cả đời đi. Hiện tại, bổn công tử chính là để cho ngươi liếm giày của ta, ngươi cũng hẳn lập tức cúi đầu, biết không? Diệp Thần chậm rãi đưa mắt, rời về phía Lãnh Cách. Mỉm cười nói, Lãnh công tử. Lãnh Cách nghe vậy, hài lòng gật đầu một cái nói, không sai, đây mới là ngươi có thái độ. Có thể một khắc sau, Diệp Thần giọng nhưng là bỗng nhiên băng lạnh xuống nói, ngươi nói nhiều, ta một mực đều không thích, để cho ngươi thả như thế nhiều dám, mới đưa ngươi đi chết, hẳn cũng coi là cho chân lãnh ra mặt mũi chứ. Lãnh Cách cùng Lý Tú Nga nghe vậy, đều là có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Lãnh Cách sắc mặt vô cùng là khó coi nhìn Diệp Thần nói, người điên rồi sao? Thằng nhóc này, đầu óc nước vào. Đều như vậy, còn muốn và lãnh ra đấu. Không nói khác, chỉ là Lý Tú Nga, là có thể giết chết hắn vượt quá 10 lần chứ. Lãnh Cách lớn như vậy, đã gặp tất cả người, ở lãnh ra trước mặt, đều là nhún nhường thái độ, đừng nói là dành cho đối phương gia nhập lãnh ra cơ hội, chính là lấy lãnh ra thân phận, và đối phương nói chuyện. Cũng có thể làm cho những cái kia kiêu ngạo vô cùng thiên tài, thụ sủng nhược kinh ngà. Diệp Thần chẳng lẽ không biết, mình buông tha cái gì? Lấy Lãnh Cách sinh trưởng hoàn cảnh mà nói, hắn lại làm sao có thể thấy xem Diệp Thần như vậy điên cuồng, không để ý hết thảy người tàn nhẫn. Cho nên, Lãnh Cách cảm thấy Diệp Thần là tên điên. Nói thật, Diệp Thần ở linh võ đại lục, thậm chí là thần quốc, thật người thân, có thể cũng chỉ những phụ nữ kia. Nếu như Diệp Thần thật lựa chọn gia nhập lãnh gia sẽ cự tuyệt để cho Diệp Thần cầm người phụ nữ mang theo. Tự nhiên không thể nào.
Nhưng mà, chẳng lẽ Diệp Thần thật thì phải vì thế, phản bội Linh Võ Đại Lục cùng với Thần Quốc, phản bội đi theo các chiến sĩ của mình tín nhiệm, phản bội mình đối với Đồ Lan Tâm làm ra cam kết, phản bội những cái kia chân chính người quan tâm mình cửa sao? Diệp Thần và những người này có lẽ không có liên hệ máu mủ, nhưng, tình cảm của bọn họ nhưng là thật. Nếu như, Diệp Thần dùng máu mủ làm mượn cớ, coi phần cảm tình này là không có gì, như vậy, bán đứng người nhà mình, cũng không quá chỉ là một cái giá gõ vấn đề thôi. Diệp Thần, tuyệt không phải loại người này. Cho nên, Diệp Thần cùng lãnh gia tới giữa, hoàn toàn không có gì thỏa hiệp, đàm phán có thể nói. Ngay tại Lý Tú Nga cùng lãnh cách khiếp sợ bên trong, Diệp Thần bỗng nhiên ra tay. Vô cùng quả quyết, không chút do dự nào ra tay. Hơn nữa, ra tay một cái, chính là thiêu đốt căn nguyên. Úm, bá, ni, ba, nghị, mờ u, ô, ba. Diệp Thần lại là trực tiếp vận dụng Thiên Long Bát Thần Âm. Thiên Long Bát Thần Âm hội tụ toàn thân. Cuồn cuộn trang nghiêm thiên Phật thánh hát, và trí cường võ đạo ý, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Phần huyết quyết, phá thiên lực, diệt thiên kiếm quyết vân. Vân, toàn bộ phát huy đến mức tận cùng ra tay. Liền từng tia đường lui, cũng không lưu cho mình ra tay. Diệp Thần biết, nếu như muốn chiến thắng so mình đối thủ cường đại, lại không thể có do dự chút nào, nếu không, không có từng tia cơ hội. Mà Lý Tú Nga thấy vậy, một gương mặt già nua chính là hoàn toàn âm trầm xuống, cười lạnh nói, cuồng ngông rốt nát đồ, tu võ thiên phú khá hơn nữa, thì có ích lợi gì? Ngươi loại người này, cho dù đến vực ngoại, vậy định trước sống không lâu dài. Một khắc sau, Lý Tú Nga trong tay nhiều hơn một chuôi quải trượng đầu rồng, cái này quải trượng đầu rồng hơi thở, hoàn toàn không kém gì lạnh cách bảo kiếm trong tay. Lý Tú Nga khẽ quát một tiếng, cả người chân võ ý kích động, quải trượng đầu rồng bên trên, tản mát ra một cổ làm người sợ hãi võ đạo chập chờn, một đạo long hồn hư ảnh, sau đó ra. Cái này chập chờn cùng nhau, chiến trường bên trong nhân tộc, yêu tộc, thậm chí là ma tộc, lại động tác có trong nháy mắt ngưng trệ một cái. Quá mạnh mẽ, mạnh đến cho dù ở đại chiến sinh tử bên trong mọi người, thân thể, đều là không tự chủ được ở nơi này chập chờn dưới ảnh hưởng, không cách nào nhúc nhích, bọn họ trong lòng dâng lên vô cùng nguy hiểm cảm giác, tất cả mọi người sự chú ý, đều tập trung vào Lý Tú Nga cái này một quải trượng bên trên. Ngay tại lúc này, ầm một tiếng, quải trượng đầu rồng cùng sát kiếm, đụng nhau. Lần đầu tiên, Diệp Thần kiếm quang, lần đầu tiên xuất hiện bể tan tành. Mọi người con người run rẩy. Vậy giống như hủy diệt vực sâu giống vậy kiếm mang, cùng quải trượng đầu rồng trên long hồn hư ảnh va chạm sau đó, lại là trực tiếp bể nát à. Diệp Thần thần sắc biến đổi, cả người lại là bạo phát ra một hồi xương máu, thân hình trực tiếp đảo phi nhi xuất, hung hãn đụng vào một tòa phục ma trên núi. Đá vụn phân bay, may là vô cùng cứng rắn phục ma núi, đều bị Diệp Thần một cái đụng này, đụng ra vô số vết rách, thuộc về sụp đổ bên bờ. Vô số người tộc, yêu tộc chiến sĩ, tim đều lạnh. Mới vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Bọn họ suy nghĩ bên trong chiến thần, làm sao bị một cái khó hiểu xuất hiện bà lão, một quải trượng đánh bay. Mà Đồ Lan Tâm, Tử Ngưng, Sở Doanh cùng nữ, lại là vô cùng là lo lắng kinh hô, Diệp Thần. Đột nhiên, ở đó phân dương bụi mù bên trong, vọt ra khỏi một đạo thân ảnh. Diệp Thần đứng bất động ở trong hư không. Lau một cái vết máu ở khóe miệng, quát to, chuyên tâm cùng ma tộc chiến đấu, không cần lo lắng ta, ta Diệp Thần ở chỗ này thề, đánh bại vực ngoại thiên ma trước, bất luận phát sinh cái gì, ta cũng tuyệt sẽ không ngã xuống. Tất cả người, cho ta tiếp tục chiến đấu. Cái này một tiếng quát to, để cho tất cả người hơi dao động tâm cảnh, lập tức vững chắc. Từng tên một võ giả trong mắt chiến ý, trước đó chưa từng có cao tăng. Đúng vậy. Diệp Thần. Lo lắng cái gì? Bọn họ, chỉ cần tin tưởng Diệp Thần là được à? Giết! Vậy vô số võ giả, phát ra sơn hô hải khiếu vậy kêu lên, lần nữa vùi đầu vào cùng ma tộc chiến đấu bên trong. Mà Diệp Thần bề mặt, chính là ầm một tiếng, thiêu đốt lên một đạo hỏa diễm. Đó là không đoạn thăng cấp huyền diễm. Còn nữa, luân hồi huyền bi bên trong trí cường viêm bia một phần chia lực lượng. Phần huyết quyết. Thi triển đến cực hạn biểu hiện. Nguyên bản bên trong luyện huyền diễm, bởi vì viêm bia, đều đã đốt tới bên ngoài cơ thể.
Nguyên bản làm như vậy, võ giả máu tươi là sẽ ở trong nháy mắt, liền cháy hết, cũng chỉ có Diệp Thần, có thể lấy thiên yêu thân thể trạng thái, gắng sức chốc lát. Giờ khắc này, Diệp Thần khí thức quanh người, bỗng nhiên cao tăng, lại là mơ hồ, để cho Lý Tú Nga đều cảm thấy từng cơn nguy hiểm. Nàng một đôi mắt lão bên trong, ánh mắt không ngừng chớp động, Diệp Thần chân thực ra nàng ý liệu. Diệp Thần thân hình động một cái, điên cuồng công về phía Lý Tú Nga, lại là hoàn toàn không để ý phòng ngự, đem hết toàn lực tấn công. Tuyệt mạnh một kiếm, điên cuồng chém ra, ầm một tiếng vang thật lớn, hai người thân hình, đồng thời thụt lùi, một kích này, lại là trực tiếp đem Diệp Thần một cánh tay suýt nữa biến dạng. Có thể, làm lạnh cách cùng Lý Tú Nga tim phát xét chính là, Diệp Thần bị như vậy nặng tổn thương, nhưng là cười. Tại sao cười? Bởi vì, một kiếm này, thành công thương tổn tới Lý Tú Nga. Thật ra thì, Lý Tú Nga giữa eo, bị rạch ra một đạo máu tươi đầm đìa chỗ rách, thương thế này, không tính là nặng, chỉ ít so với Diệp Thần chặn một cái tay mà nói, có thể nói là rất nhẹ. Nhưng, Diệp Thần, muốn nắm trong tay tiết tấu của chiến đấu, bước đầu tiên, chính là muốn đánh cho bị thương đối phương, không phải sao? Hắn làm được. Lý Tú Nga sắc mặt trầm xuống, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Diệp Thần, nàng đường đường lãnh gia chấp sự, lại bị một cái thần quốc tiểu bối, đả thương. Cái này, nhưng mà sẽ để cho nàng ở lãnh gia thanh danh có chút giảm xuống à. Tên này kêu Diệp Thần tiểu tử, thật là đáng chết. Nàng hừ lạnh một tiếng, một bên lấy ra một ít lóe lên ánh sáng rực rỡ thuốc bột, lau ở vết thương bên trên, một bên nghênh hướng lần nữa công tới Diệp Thần, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn quát mắng, đáng chết nhóc xác rưởi, ngươi là muốn ở lão thân trước mặt, nắm trong tay tiết tấu của chiến đấu chứ. Ha ha, ta đây muốn xem. Ngươi có thể không có thể làm được. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, Lý Tú Nga không hổ là vực ngoại thế hệ trước võ giả, đối với võ đạo hiểu, đối với chiến đấu hiểu, không phải thần quốc võ giả có thể so sánh, Diệp Thần muốn chiến thắng nàng, khó khăn một chút. Nhưng, dù vậy, chỉ cần còn có từng tia hy vọng, Diệp Thần, liền tuyệt sẽ không lùi bước. Hắn võ đạo, chính là chỉ ta Lăng Tiêu. Kiếm mang tung tóe, lòng ảnh lóe lên. Hai người bóng người, ở trong hư không, không ngừng chớp động, cơ hồ phải đem thiên địa này, cũng đánh được bể tan tành. Mà một phương diện khác, Phục Ma núi trên chiến trường chém giết, vậy xu hướng tại ác liệt, nhân tộc cùng yêu tộc võ giả, đã ước chừng tử vong 10% số lượng à. Cái này, mới qua bao lâu, từ chiến đấu bắt đầu, đến hiện tại, liền nửa giờ, cũng chưa tới. Ngắn ngủi này trong thời gian, nguyên bản vô sắc Phục Ma núi cũng đã hoàn toàn trở thành màu đỏ. Đó là bị máu tươi nhuộm thành đỏ tươi. Thậm chí, cuồn cuộn máu tươi, cũng hội tụ thành từng cái theo vách núi vỡ đằng xuống sông máu. Một cái tàn phá thi thể, ở sông máu kia bên trong chìm nổi, thảm thiết đến khó có thể tưởng tượng bước. Chiến tranh, vốn là như vậy tàn khốc. Bất quá, mặc dù trả giá thảm trọng giá phải trả, nhưng, vực ngoại thiên ma nhất tộc, cũng đã chết rất nhiều, lúc này, còn tại chiến đấu ma tộc, đã không đủ gây sợ hãi. Cái kết quả này, thật ra thì đã coi như rất khá. Bầu trời bên trong, Diệp Thần không ngừng thở hào hển, hắn lúc này, cả người vết thương chồng chất, khắp nơi, đều là chí mạng lỗ máu, nhưng, vết thương trên người cũng không phải Diệp Thần để ý nhất. Hắn nơi để ý phải, cực hạn trạng thái, sắp không cách nào duy trì. Cho dù là Diệp Thần thiên yêu thân thể và luân hồi huyết mạch trạng thái, sinh mệnh lực cũng không phải vô cùng vô tận, ở nơi này loại trình độ cao nhất chiến đấu dưới tình huống, máu tươi của hắn đã sắp đốt khô. Diệp Thần cả người xu hướng tại đèn cạn dầu trạng thái. Cùng Diệp Thần trên không rằng có Lý Tú Nga, vậy tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua bên trên, hiện lên một cái sảng khoái nụ cười, nàng lạnh lùng nói, làm sao, chống đỡ không nổi nữa. Ha ha, mới vừa rồi, không phải còn nói mình ở đánh lui vực ngoại thiên ma trước. Tuyệt sẽ không ngã xuống sao? Làm sao nhanh như vậy, thì không được. Lý Tú Nga lúc này trạng thái, vậy cực kỳ không tốt. Nàng một cái tay, bị Diệp Thần chặt đứt, giữa eo bị Diệp Thần chém ra một đạo vô cùng dữ tợn vết thương, xương sườn, cơ hồ toàn bộ bị Diệp Thần chém bể, nội tạng, vậy bể nát không biết nhiều ít. Nhưng, Diệp Thần biết, lấy thiên thần cảnh hậu kỳ võ giả sinh mệnh lực, hắn cách đem Lý Tú Nga giết chết.
khoảng cách còn rất xa. Hắn không khỏi rất đúng Tô Nhược Hy hỏi, sư nương, ta thân thể, còn có thể chống đỡ bao lâu? Cổ Hàn Lâm sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, thằng nhóc, 20 cái hô hấp, cho dù là ngươi, cũng chỉ có thể kiên trì nữa 20 cái hít thở. 20 cái hô hấp. Diệp Thần ánh mắt buồn bã, 20 cái hô hấp, căn bản không đủ hắn giết chết Lý Tú Nga à? Chẳng lẽ, hắn tu võ đường, đến chỗ này liền kết thúc sao? Hắn cùng nhau đi tới, đến chỗ này, chính là chấm dứt sao? Chẳng lẽ, linh võ đại lục cùng thần quốc, định trước không cách nào thay đổi hủy diệt kết cục, hắn nơi yêu người, cũng chỉ có thể nghênh đón chết thảm ở ma tộc răng nhọn lợi dưới răng vận mệnh sao? Không. Diệp Thần ở bên trong tim bên trong, điên cuồng gầm thét. Không thể như vậy, hắn, tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tô Nhược Hy phát ra một tiếng thở dài, là Diệp Thần không làm đủ được không? Dĩ nhiên không phải, Diệp Thần biểu hiện, trên thực tế đã xa xa vượt ra khỏi Tô Nhược Hy dự liệu. Đối mặt một người như vậy tồn tại, Diệp Thần có thể chiến đấu đến như vậy bước, đã có thể nói nghịch thiên. Nhưng mà, Diệp Thần coi như mạnh hơn nữa, cũng là người, không phải thần, cũng có cực hạn chỗ. Vực ngoại cái này cường giả này, là Diệp Thần tạm thời còn không cách nào đột phá tường cao. Quái, chỉ đổ thừa lãnh ra chân thực quá mạnh mẽ. Tùy tùy tiện tiện, là có thể phái ra một người loại tầng thứ này cường giả. Diệp Thần đôi mắt, lúc này đã là đỏ tươi một phiến, trong mắt hắn chỗ sâu, bỗng nhiên thoáng hiện vẻ độc ác nói, sư nương, ta muốn tự bảo. Tô Nhược Hy nghe vậy, cũng không ngoài suy đoán, nàng rõ ràng Diệp Thần tính cách. Cho dù thật phải chết, Diệp Thần, vậy sẽ kéo Lý Tú Nga, cùng nhau xuống địa ngục. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Có thể vào thời khắc này, sát kiếm bên trên, lại đột nhiên truyền ra một hồi ba động kỳ dị. Một đạo lạnh như băng thanh âm cô gái, ở Diệp Thần trong đầu vang lên nói, thằng nhóc, tu võ người không muốn luôn là đem tự bảo hai chữ, treo ở mép, ngươi quên, còn có bổn cung tồn tại sao? Diệp Thần nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó, cặp mắt bên trong bộc phát ra vẻ mừng rỡ như điên nói, kiếm hồn tiền bối, ngươi tỉnh. Liền Tô Nhược Hy, đều là một hồi kinh ngạc. Chẳng lẽ lai lịch thần bí kiếm hồn, lại vào lúc này, lần nữa thức tỉnh. Cái này, là một loại dạng gì cảm giác? Giống như, một người ở sa mạc bên trong, sắp khát thời điểm chết, đột nhiên, xuống một tràng vũ, một tràng có thể đưa tới lũ lụt lớn mưa xối xả. Vậy, là tuyệt sử phùng sanh cảm giác. Kiếm hồn nhàn nhạt nói, ừ, diệt thiên kiếm quyết, luyện được coi như không tệ, lấy người bây giờ đối với hủy diệt mộ đạo nắm trong tay lực, ngược lại là khó khăn lắm có thể chặt đứt ta đạo thứ hai phong ấn, thằng nhóc, ngươi thời gian không nhiều lắm, động thủ đi. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt đông lại một cái, một đạo hủy diệt lực, ở hắn nắm trong tay dưới, chém vào sát kiếm bên trong. Một đạo hủy diệt lực ngưng tụ mà thành kiếm quang, hướng về phía sát kiếm bên trong không gian, một người người mang khóa cô gái hư ảnh, chém một cái xuống, cô gái trên thân hình, một đạo đen nhánh xiềng xích, đang chống đỡ liền chỉ chốc lát sau, rốt cuộc, lên tiếng đáp lại mà đoạn. Kiếm hồn mắt đẹp bên trong, lóe lên một đạo u hàn lửa giận, trong miệng nàng mặc dù nói được hời hợt, có thể, làm nàng tỉnh lại, cảm nhận được Diệp Thần thương thế sau đó, đã sớm hẳn yên lặng. Đóng băng nội tâm bên trong, lại là thiêu đốt lên liền hừng hực lửa giận. Kiếm hồn mặt đẹp bên trên, hiện lên vẻ lạnh như băng nụ cười, trong phảng phất, Diệp Thần lại là tựa như thấy được một người trấn áp chư thiên chí cao vô thượng cô gái tuyệt đẹp. Nàng nhàn nhạt nói, thằng nhóc, ta không phải nói với ngươi, không nên kêu ta kiếm hồn sao? Bổn cung tên là Huyền Hàn Ngọc. Lúc này, Lý Tú Nga chính diện mang cười lạnh nhìn đứng ở tại chỗ. Tựa hồ đã tuyệt vọng đến buông tha chống cự, không nhúc nhích Diệp Thần, nàng cũng không nóng nảy trước công kích, nàng biết chỉ muốn chờ đợi, Diệp Thần diệt vong chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đã như vậy, nàng vì sao còn phải mạo hiểm tấn công đâu? Mặc dù trong miệng nàng nói được ung dung, nhưng trong lòng, nhưng là ưng ý trước tên này hỗn độn cảnh ba tầng thiên nam tử, vô cùng kiêng kỵ. Nhưng đột nhiên tới giữa, Diệp Thần trong tay sát kiếm bên trên một cổ ba động kỳ dị. Dòng nước chảy ra, sau đó, Lý Tú Nga con ngươi, chợt co giúp một cái. Tại sao? Bởi vì, nàng thấy được Diệp Thần cười.
vô cùng băng hàn cười. Lý Tú Nga đã sống rất lâu, chừng trên vạn tuế, cả đời này vậy trải qua vô số lần chiến đấu, đã sớm bồi dưỡng được đối với nguy hiểm vô cùng là khứu giác bén nhạy. Mà lúc này, Lưu Tú Nga cả người máu, cơ hồ đều muốn đống kết, nàng cảm nhận được liền tử vong. Tại sao có thể như vậy? Lý Tú Nga trong lòng, vô cùng sợ hãi, khó có thể tin nhìn trước mắt người thanh niên này. Diệp Thần không phải hẳn đã sơn cùng thủy tận sao? Tại sao, giờ khắc này, lại sẽ để cho mình cảm giác được như vậy nguy hiểm? Nàng biết, lúc trước Diệp Thần tuyệt vọng, tuyệt không phải giả vờ, cũng không có chứ cần thiết, nếu như Diệp Thần còn có cái gì lá bài tẩy, hẳn đã sớm xử xuất ra mới đúng a. Mà giờ khắc này, Diệp Thần cảm nhận được ở kiếm hồn gia chỉ dưới, sát kiếm bên trong, tăng vọt lực lượng, liền chính hắn cũng rung động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tay cầm sát kiếm, Diệp Thần lại là có một loại có thể chấp chưởng thiên địa cảm giác. Diệp Thần hít sâu một hơi, cả người linh lực trình độ cao nhất phun trào, thiên long bát thần âm hội tụ toàn thân, luân hồi huyết mạch kích hoạt, nguyên bản sắp khô kiệt máu tươi, toát ra sau cùng quang cùng nóng. Cái này, là Diệp Thần đem hết toàn lực một kiếm. Khí tức hủy diệt kích động, chân võ ý lượn lờ, cường đại lực lượng, ở Diệp Thần trong cơ thể vỡ đằng, lúc này Diệp Thần, giống như bị ngọn lửa bao gồm thần minh. Mà Lý Tú Nga vậy động, nhưng, không phải công kích mà là trốn. Liều mạng trốn. Đếm đạo quang hoa, từ Lý Tú Nga trong cơ thể bay ra, nghênh hướng Diệp Thần, đó là Lý Tú Nga vạn tích lũy nỗi năm tất cả thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Có khốn địch pháp khí, có phòng ngự pháp khí, có mê huyễn pháp khí. Mỗi một kiện, cơ hồ đều có thể ở thời khắc nguy cơ, cứu Lý Tú Nga một cái mạng. Có thể, lúc này, Lý Tú Nga nhưng là không giữ lại chút nào toàn bộ thi triển. Diệp Thần cho nàng mang tới sợ hãi, chính là mạnh như vậy mãnh liệt. Bây giờ muốn trốn, đã quá muộn chứ? Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Hết thảy lực lượng, chút xuống nhập trường kiếm trong tay bên trong, hướng về phía Lý Tú Nga ở trong hư không nhanh chóng chớp động bóng người, chém xuống một kiếm. Trong nháy mắt, thiên địa, cũng sáng. Bị một kiếm này ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng. Trên chiến trường chém giết các chiến sĩ, lần nữa ngừng lại, không phải bọn họ không muốn động, mà là, ở Diệp Thần một kiếm này uy thế bên trong, bọn họ ngay cả động, cũng không nhúc nhích nổi. Chỉ có màng bái. Một kiếm này, cho bọn hắn cảm giác, chỉ có màng bái. Lý Tú Nga giờ phút này chính là hoàn toàn sợ, hù được thần hồn cũng muốn sụp đổ, Diệp Thần thực lực làm sao đột nhiên tới giữa, có to lớn như vậy tăng lên à. Nàng phát như điên vậy thét to, thả qua ta không thể chết ở chỗ này, ta là lãnh gia chấp sự, làm sao có thể chết ở loại địa phương này à. Thả qua ta. Một khắc sau, vậy vô số thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Ở Diệp Thần một kiếm này trước mặt, cũng giống như không có tác dụng, từng tia hiệu quả cũng không có, lạnh thấu xương kiếm quang, nghiền ép hết thảy, đem Lý Tú Nga thân thể hoàn toàn chìm ngập. Một hồi xương máu, ở trong hư không phiêu tán. Cái này đến từ vực ngoại, tu là thiên thần cảnh tầng 8 thiên, thong thả đi học www. UTXT, me cường giả, lại chết như vậy. Lạnh cách đã hoàn toàn thử ra, giống như tượng đá vậy. Đôi mắt vô thần mờ mịt nhìn Diệp Thần. Hắn lúc này, kia còn có cái gì ngạo mạn, cả vú lấp miệng em hình dáng. Thật là giống như là một cái dọa sợ đứa bé vậy, thậm chí, liền quần cũng đi tiểu ướt, cả người không ngừng run rẩy. Môi hắn run rẩy, tựa hồ muốn đối với Diệp Thần nói một câu cầu xin tha thứ, cũng không biết vì sao, hắn ở Diệp Thần trước mặt, lại là liền mở miệng dũng khí, cũng không có. Diệp Thần liếc hắn một mắt. Tiện tay một kiếm trực tiếp đem chém chết. Nếu đã cùng lãnh gia kết thù, hắn tự nhiên không thể nào lại thả qua những thứ này lãnh gia người. Nếu như hắn chiến bại, lãnh cách sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nhưng, thời khắc này Diệp Thần sắc mặt nhưng là không có chút nào ung dung, bởi vì, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Phục ma trên núi vậy vạn chúng ma tộc, còn không có chém tận giết tuyệt. Chết! Diệp Thần đối mặt phục ma trên núi chiến trường. Nghiêm túc quát một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền từ bầu trời hạ xuống. Vậy còn dư lại ma tộc, bất luận thực lực mạnh yếu, lại đều là ở cái này một tiếng quát to bên trong, tâm thần run lên.
Khi bọn hắn thấy vậy giống như sát thần giống vậy Diệp Thần hạ xuống sau này, lại là sợ hãi đến gần như điên cuồng bước, hoàn toàn mất đi chiến ý liền à. Có thể Diệp Thần nhưng là cau mày, hắn thời gian không nhiều lắm, lại qua mấy cái hô hấp, hắn liền không cách nào tiếp tục chiến đấu. Bây giờ còn có kiếm hồn tiền bối lực lượng gia trì. Chờ lát nữa cũng chưa có. Phe ta chiến sĩ đã hao tổn 3 triệu người, cái này còn chỉ là thứ nhất sóng chiến đấu mà thôi, không thể lại tiếp tục tổn thất nữa. Diệp Thần giống như mãnh hổ xuống núi, lao vào bầy cừu vậy, ngay lập tức, liền chém ra trên 100 kiếm, mỗi một kiếm, đều mang đi trên 100 tên ma tộc sinh mạng. Tàn sát, chân chính tàn sát. Những cái kia ma tộc cuồng loạn kêu thảm, hướng ngũ hành phục ma đại trận đánh tới, muốn trốn. Đối mặt Diệp Thần, không có bất kỳ ma tộc, còn có cùng chi chiến đấu ý tưởng. Mà nhân tộc cùng yêu tộc, chính là tinh thần đại chấn, điên cuồng truy kích những thứ này chạy thục mạng ma tộc. Lúc này, bọn họ cũng là giết mù quáng, cơ hồ mỗi một người, cũng có bạn, đồng môn, thảm chết ở những ma tộc này trong tay, mỗi một người đều phảng phất lao ra địa ngục ác quỷ vậy. Thu cắt ma tộc sinh mạng. Nháy mắt tức thì, còn lại ma tộc, liền giảm thiểu đến cực nhỏ một phần chia. Trong đó phần lớn, đều là Diệp Thần giết chết. Có thể, nhưng vào lúc này, Diệp Thần sắc mặt chợt biến đổi, thân hình thoát một cái nửa quỳ xuống. Liền bởi vì nho nhỏ này biến hóa, toàn bộ chiến trường nhưng bỗng nhiên lâm vào yên lặng. Nguyên bản, còn đang liều mạng chạy thục mạng ma tộc, nhưng là đồng thời quay đầu lại. Một đôi màu tím trong mắt, phong tỏa Diệp Thần. Một khắc sau, gào thét. Vô cùng cuồng bạo gào thét. Những ma tộc này lại là phản công. Thừa dịp Diệp Thần không cách nào chiến đấu, vô cùng hung hãn phản công. Giống như bị buộc nhập tuyệt cảnh giống như dã thú. Trên chiến trường hình thức, chính là như vậy ngay lập tức vạn biến, một cái nhỏ xíu biến hóa, nhưng có thể tung lên thay đổi toàn bộ cục diện gió bão. Mới vừa. Còn đang điên cuồng đuổi giết người của ma tộc tộc cùng yêu tộc, nhưng là trong phút chốc, liền bị cái này hoàn toàn liều mạng vực ngoại thiên ma nơi áp chế, nháy mắt, liền chết rất nhiều người. Diệp Thần chặt chẽ cắn răng, trong lòng, là không cam lòng, là áy náy. Hắn điên cuồng hét lên, dùng hết lực lượng toàn thân, muốn đứng dậy, có thể, hắn thân thể, làm thế nào cũng không nghe sai khiến, bên ngoài thân ngọn lửa, hoàn toàn tiêu tán, mọi người hướng Diệp Thần nhìn. Sắc mặt nhưng đều là ngay tức thì tái nhợt. Nhìn thấy mà giật mình một màn, xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Lúc này Diệp Thần, lại là giống như ma quỷ vậy, cả người máu thịt suy bại, chân chính đèn cạn dầu, mọi người thấy hắn, chỉ cảm thấy được Diệp Thần còn có thể sống được, đã là một cái kỳ tích. Bây giờ Diệp Thần, sợ rằng một người bình thường, cũng có năng lực đối hắn dành cho một kích chí mạng. Chớ nói chi là, những cái kia phản công vực ngoại thiên ma. Vô số võ giả hô to nói, bảo vệ Diệp Thần. Bọn họ mỗi một người đều là thân hình chớp động, không sợ sống chết ngăn cản hướng Diệp Thần trước người, cho dù đối mặt xa xa mạnh với mình vực ngoại thiên ma vậy sẽ dùng tự bạo, tới kéo đối phương nhịp bước tiến tới. Diệp Thần nhìn người trước ngã xuống người sau tiến lên, vì mình mà không hối hận hy sinh võ giả, hắn một đôi máu đỏ trong mắt ươn ướt. Hắn thật hận mình lúc này không có sức. Diệp Thần ở trong lòng, âm thầm thề, hắn nhất định phải nhanh chóng cường đại lên, cường đại đến có năng lực, không cần nhìn những người khác, vì hắn mà chết đi. Một cái thân thể ngã xuống, nhưng có nhiều hơn thân thể, chắn Diệp Thần trước mặt, võ giả, bản đều là thực tế, công danh lợi lộc, có thể vào thời khắc này, lại là không có một người, suy nghĩ mình chạy thoát thân, suy nghĩ tránh lui đến phía sau, đầu óc của bọn họ bên trong, lúc này chỉ có một ý tưởng. Bảo vệ Diệp Thần, còn như sống chết, tránh lui những thứ này, đã sớm ném ra sau ót. Mà trên chiến trường hình thức, vậy vì vậy lần nữa ái mộ hướng vực ngoại thiên ma một khối. Những cái kia ma tộc cũng vô cùng rõ ràng, nếu như đem Diệp Thần giết, chính là bọn họ thắng lợi. Thần quốc tất cả chiến sĩ, đối với chiến cuộc ảnh hưởng, không đạt tới Diệp Thần một người sức nặng một phần vạn. Ngay tại Diệp Thần, vô cùng nóng nảy lúc đó. Bầu trời bên trong, một đạo vết nứt không gian, bỗng nhiên mở ra. Ngay tức thì, vô số bóng người, từ kẽ hở bên trong hiện lên. Những bóng người này, mỗi một người đều mang đại dương hơi thở, đại đa số người đều là màu xanh nhạt da, mà người cầm đầu,
bất ngờ là một người thiên thần cảnh tồn tại. Hải tộc tới. Long Thiên Phi dẫn vô số hải tộc tinh nhuệ tới. Long Thiên Phi cùng vậy vạn chúng hải tộc, mắt nhìn xuống phục ma trên núi núi thây biển máu, đều là rung động. Bọn họ ở biển sâu bên trong, an nhàn lâu, lúc nào gặp qua máu tanh như thế, thảm thiết một màn. Trong chốc lát, lại là đứng yên không trung có chút không biết làm sao. Diệp Thần nhìn lướt qua bầu trời bên trong mọi người, đột nhiên quát to, giết. Cái này một tiếng quát to, hoàn toàn đem Long Thiên Phi các người, từ rung động bên trong thức tỉnh. Long Thiên Phi mắt hổ đảo qua, chỉ gặp con gái mình Long Hy Việt, lúc này đã cả người nhuốm máu, vết thương chồng chất, không khỏi trong lòng giận lên, chợt quát lên, giết cho ta. Giết sạch những ma tộc này. Giết. Một đám hải tộc, tựa như được trên chiến trường không khí bị nhiễm, ngay tức thì hai mắt đỏ như máu, xông vào chiến trường bên trong. Hải tộc lần này tới một nửa. Nhưng, cái này một nửa, nhưng có thể nói, toàn bộ đều là tinh nhuệ. Trong chốc lát, vậy còn dư lại mấy chục ngàn ma tộc, sắc mặt cũng khó coi, có thể sống đến bây giờ cơ hồ đều là thiên thần cảnh bên trong hậu kỳ ma tộc, thậm chí có một ít mặc dù tu vi vẫn còn hỗn độn cảnh, có thể đã có thể so với nửa bước thiên thần cảnh nhân tộc thực lực võ giả tồn tại. Nhưng, dù vậy, đối mặt cái này một triệu hải tộc tinh nhuệ, nhưng cũng một chút cũng không thoải mái à. Vực ngoại thiên ma cá thể thực lực, mặc dù cực mạnh, có thể cũng là có hạn. Nhưng mà, ở hai bên giao thủ sau này, những ngày qua ma liền rất nhanh phát hiện, những hải tộc này, thực lực mặc dù không tệ, nhưng, kinh nghiệm chiến đấu quá kém, lúc này ở cái này vô cùng nguy hiểm trên chiến trường, phần lớn đều không cách nào phát huy thực lực. Cái này một tí, những ma tộc này, trên mặt cũng dương lên giữ tợn nụ cười, xem ra bọn họ còn có cơ hội. Duy nhất đáng bọn họ lo lắng, chỉ có vậy Long Thiên Phi và mấy cái hải tộc ông già. Mấy tên thực lực mạnh nhất ma tộc, nhìn nhau một cái, lại là rối rít điên cuồng hét lên một tiếng, thi triển bí pháp, cháy tiềm năng, hướng Long Thiên Phi các người nghênh đón. Long Thiên Phi nhướng mày một cái, vốn là, lấy mình thực lực mà nói, cái này mấy tên bị thương ma tộc căn bản không đủ gây sợ hãi, có thể vô cùng thiếu trải qua cuộc chiến sinh tử Long Thiên Phi. Lại là ở những ma tộc này không muốn sống tấn công dưới, có chút luống cuống tay chân. Diệp Thần lắc đầu một cái, quả nhiên, hải tộc kinh nghiệm chiến đấu, quá thiếu. Bất quá, lúc này, hắn ngược lại cũng an tâm xuống, hắn biết đại cuộc đã định. Long Thiên Phi, dầu gì vậy là chân chánh thiên thần cảnh võ giả, hơn nữa còn là trạng thái tột cùng, không thể nào sẽ bại. Quả nhiên, một nén nhang thời gian sau đó. Vậy mấy tên vây công Long Thiên Phi đã bị thương thiên ma, liền bị hắn chém chết, mà Long Thiên Phi một gia nhập chiến trường, liền giống như gió cuốn mây tan vậy, thật nhanh quét sạch phục ma trên núi còn đang chống cự ma tộc. Không tới nửa giờ, phục ma trên núi, liền lại cũng không có một người ma tộc đứng. Khắp nơi, đều là thi thể, sông máu cuồn cuộn, tinh khí gay mũi. Mà một đám còn sống sót chiến sĩ, mỗi một người đều tựa như lột xác liền vậy. Quanh thân tản ra giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ giống vậy nghiêm nghị hơi thở. Ở ngắn ngủi yên lặng sau đó, phục ma trên núi, bạo phát ra một hồi hoan hô. Thắng lợi hoan hô. Cái này chàng chiến đấu đầu tiên, là bọn họ linh võ đại lục cùng thần quốc thắng lợi. Nhìn như, tựa hồ không gọi được cái gì giỏi lắm thắng lợi, nhưng, tất cả mọi người rõ ràng, đối mặt ma tộc, như vậy thương vong, đã hoàn toàn có thể tiếp thụ. Mà Diệp Thần. Chính là ánh mắt nhỏ tránh nhìn về phía trong tay sát kiếm bên trong, chứa đựng số lượng cao tử tiêu thạch. Bất quá cũng không có tưởng tượng nhiều, xem ra, chỉ có thực lực không thấp cao cấp ma tộc, trong cơ thể mới có thể sinh ra tử tiêu thạch. Bất quá dù vậy, cũng đạt tới 5.000 tử tiêu thạch, cái này một kinh người số lượng. Đặc biệt là, trong đó có một quả, đặc biệt to lớn, trong suốt, vậy, là ma cửu xích trong cơ thể tử tiêu thạch. Nguyên bản, Diệp Thần còn có chút lo lắng, hắn thân thể có thể khôi phục hay không, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là dư thừa. Có cái này 5.000 cái tử tiêu thạch, đừng nói là khôi phục, Diệp Thần thực lực, ắt sẽ bạo tăng. Hắn gương mặt, hiện lên một đạo lạnh lẽo nụ cười, thậm chí có chút mong đợi, nửa năm sau đó, làm những cái kia vực ngoại thiên ma, lần nữa đối mặt mình lúc đó, sẽ là như thế nào nét mặt. Phục ma điện trong đại điện. Diệp Thần cùng Long Thiên Phi,
Thanh đế cùng với Tôn Di, Sở Doanh chúng nữ các người, tề tụ một đường. Thanh đế đối với Diệp Thần cười nói, Diệp Thần, người trước nói, nếu như ma tộc đem điểm chính mục tiêu công kích, đặt ở thứ bảy thần quốc ngược lại tốt hơn, nguyên lai, là đã sớm biết chúng ta còn có hải tộc chi này viện quân à. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là lắc đầu nói, không chỉ là như vậy. Không chỉ như vậy, mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng có chút hiếu kỳ, còn có cái gì? Diệp Thần ánh mắt, hơi lóe lên nói, ma tộc lần này bất ngờ xâm lược, đem công kích trọng tâm, đặt ở thứ bảy thần quốc, lại bị chúng ta tiêu diệt hết, như vậy tiếp theo, bọn họ sẽ làm gì? Mọi người nghe vậy, đều là không khỏi được con ngươi co rúm một cái. Hình Ngàn Hàn nói, nếu như ta vì vãn hồi quân tâm khí thế, tất nhiên sẽ lấy lớn hơn lực lượng, tới tấn công thứ bảy thần quốc. Diệp Thần gật đầu nói, không sai, vực ngoại thiên ma tộc tiếp theo chắc sẽ làm như vậy. Lần này, mặt mọi người sắc, cũng nặng nề, cái này thứ nhất sóng thế công, bọn họ cũng thắng được như vậy miễn cưỡng, nửa năm sau thế công, làm thế nào? Nửa năm sau diệt thế tai ương, tới thần quốc ma tộc số lượng, chất lượng, cùng với cường giả số lượng, đều sẽ có rõ rệt tăng lên. Có thể Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói, còn như nửa năm sau chiến đấu, các vị không cần quá lo lắng. Không cần quá lo lắng. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái nói, ngày hôm đó, có lẽ, ta một người đủ để nghiền ép vực ngoại thiên ma, mấu chốt, ở chỗ mạnh nhất một lần, cũng là một lần cuối cùng xâm lược. Mọi người nghe vậy, tất cả giật mình, Diệp Thần nói muốn nghiền ép vực ngoại thiên ma. Sau nửa năm, chỉ sợ sẽ có mấy tên thiên thần cảnh trở lên thiên ma hạ xuống chứ. Mà Diệp Thần, nhưng như vậy tự tin có thể đem chi nghiền ép. Nhưng, không có người nào có hoài nghi, Diệp Thần nói có thể, liền nhất định có thể. Có thể làm Diệp Thần nhắc tới mạnh nhất một lần xâm lược lúc đó, thần sắc của bọn họ, không khỏi được lần nữa âm trầm xuống. Thanh đế lẩm bẩm nói, lần đó xâm lược, vực ngoại thiên ma ma hoàng, đánh đến nơi liền chứ. Ma hoàng, có thể nói là tất cả thượng cổ tồn tại ác mộng. Diệp Thần nhàn nhạt nói, thời đại thượng cổ, võ đạo phồn thịnh, ma tộc cũng không xem hôm nay như thế mạnh mẽ, có thể sở dĩ nhân tộc cùng ma tộc chiến đấu, vẫn là kéo dài lâu như vậy, chính là bởi vì chúng ta không có nhổ cỏ tận gốc. Đột nhiên, Diệp Thần trong mắt bên trong, hiện lên một đạo sát ý nói, lần này, ta mục tiêu, là đem cái này ma tộc ma hoàng, hoàn toàn chém chết, để cho thất đại thần quốc lại không có nổi lo về sau. Dứt lời, Diệp Thần không để ý mặt đầy rung động vẻ mọi người, đứng lên nói, các vị, cũng hồi đi tu luyện đi, chuẩn bị thật tốt, nghênh đón nửa năm sau diệt thế tai ương. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít rời đi, mỗi người trong mắt bên trong, cũng thiêu đốt hừng hực chiến ý. Chém chết ma hoàng, đây là tất cả mọi người đều muốn làm, nhưng lại không làm được chuyện, có thể từ Diệp Thần trong miệng nói ra, bọn họ nhưng cảm giác, lần này, có lẽ thật có thể đem ma hoàng chém chết. Cái này làm cho bọn họ, làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không tràn đầy chiến ý. Mà Diệp Thần, chính là thân hình động một cái, tiến vào trong mật thất. Hắn, muốn bắt đầu hấp thu vậy 5.000 cái tử tiêu thạch. Vực ngoại, một tòa cung điện bên trong. Một người thiên ma tộc thân thể có chút run rẩy, lạnh cả người mồ hôi quỳ xuống ở trong đại điện. Hướng về phía một đạo núp ở bóng mờ bên trong bóng người báo cáo, bệ hạ, thứ nhất sóng xâm lược thất đại thần quốc ma tộc quân đội, toàn bộ đánh bại. Toàn bại. Trong bóng tối, vang lên một cái hơi có vẻ tức giận thanh âm nói, tấn công thứ bảy thần quốc đại quân vậy đánh bại. Quỳ dưới đất ma tộc gật đầu một cái, có chút sợ hãi nói, đánh bại, hơn nữa, là toàn bộ quân chết hết. Ma hoàng, trầm mặc. Hắn biết người này miệng là đế uyên điện người mở ra. Hắn cũng bất quá là muốn cho thần quốc không an định một ít. Thứ nhất sóng tấn công thất bại, ma hoàng thật ra thì cũng không ngoài suy đoán, dẫu sao, có thể vận dụng lực lượng, quá thiếu, nhưng lúc này đây, hắn nhưng mà đem phần lớn lực lượng, cũng dốc vào ở thứ bảy thần quốc lên, vì chính là đem thứ bảy thần quốc bắt lại, thành tựu đối hắn sáu đại thần nước phát động tổng công cứ điểm. Hắn ở thứ bảy thần quốc tấn công trên, đầu nhập binh lực, có thể nói một chút cũng không thiếu, thậm chí, còn phái ra ma cửu xích. Nhưng dù vậy, lại vẫn bại. Còn là toàn quân chết hết. Một khắc sau, một thanh âm vang lên triệt vực ngoại gầm thét,
từ ma cung bên trong bộc phát ra. Nửa năm sau đó, cho bổn hoàng hoàn toàn bắt lại cái này thứ bảy thần quốc, đem chống cự người của tộc ta loại, yêu tộc, toàn bộ giết chết, nếu như không làm được, cho dù các ngươi ở chiến tranh bên trong còn sống, bổn hoàng, vậy sẽ đích thân ra tay, đem các ngươi nghiền là bụi bặm. Mấy tiếng sau đó, vực ngoại. Sáng sớm. Huyết Long tự nhiên không biết thần quốc phát sinh hết thảy, lại càng không biết ma tộc hạ xuống, nếu không hắn tuyệt đối sẽ trở về. Thời khắc này hắn vẫn ngồi xếp bằng ở văn bia trước, khổ tư trước ngũ long du thiên đao khẩu quyết, nhưng từ đầu đến cuối không phải hơn lãnh. Khoảng cách tỷ đấu bắt đầu thời gian, càng ngày càng đến gần, vũ hóa cung bên ngoài ánh mặt trời chiếu đi vào, Huyết Long nhưng bỗng nhiên phát hiện, trên người mình lại có thể tràn ra từng tia tai khí, quanh thân khí vận sáng mờ, lại có thể toàn bộ mờ đi xuống. Hắn luyện hóa đế Long Châu, lại chấp trưởng đế tôn quyền vị. Trên mình khí vận chính là thâm hậu, sáng mờ thủy thải quanh quẩn không ngừng, nhưng hiện tại, tất cả sáng mờ cũng ảm đạm xuống, vô tận tai khí ở tràn ngập. Đây là điềm đại hung. Hôm nay tỷ đấu, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không được, cái này ngũ long du thiên đao, ta nhất định phải luyện thành, nếu không tuyệt không sức sống. Trong sâu thẳm, Huyết Long bắt được một chút thiên cơ, chỉ có luyện thành ngũ long du thiên đao, hắn mới có khả năng chiến thắng. Tâm huyết cháy, chiến long sôi trào. Nghĩ như vậy, Huyết Long trong mắt lướt qua một chút đoạn tuyệt, bắt đầu trái tim máu tươi. Ngũ long du thiên đao, là tu luyện tâm can tỷ phế thận bí pháp, đem ngũ tạng tinh khí, toàn bộ luyện thành ngũ hành thiên long đao, dựa vào ngũ hành thiên uy, chém chết kẻ địch. Muốn đạt tới ngũ tạng đều đủ, ngũ hành cảnh giới đại viên mãn, đặc biệt khó khăn. Thời gian gấp, Huyết Long vậy không còn kịp rồi. Hắn chỉ muốn trước rèn luyện tim máu tươi, đem khí huyết luyện hóa thành lửa đao, tạm thời tăng lên thực lực nói sau. Trên bản chất, Huyết Long là Diệp Thần sát khí biến thành, trong tim tràn đầy lửa cháy bừng bừng sát nghiệp, khí huyết thịnh vượng, muốn rèn luyện lửa đao, ngược lại không phải là quá chuyện khó khăn. Lập tức Huyết Long cũng không để ý tâm huyết tiêu hao, cưỡng ép trái tim máu tươi, bắt đầu điên cuồng đúc luyện lửa đao. Phải đem tâm huyết luyện thành thiên đao. Phải vô cùng biến hóa phức tạp, Huyết Long vậy đoán không ra mấu chốt trong đó, dẫu sao hồng mông của pháp quá huyền ảo, hắn hoàn toàn là dùng nguyên thủy nhất dã man nhất phương pháp, rất miễn cưỡng đốt máu hóa đao, cũng không để ý linh lực tiêu hao. Cách làm như vậy, hắn nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng dưới mắt hình cách thế cấm, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Đằng, theo tâm huyết cháy, một cái hồng quang xích xích, vô cùng sắc bén chiến đao. Đột nhiên từ Huyết Long đỉnh đầu phá giết ra. Cái này cầm chiến đao, toàn thân đỏ thẫm, mỏng như cánh ve, thân đao bàn vòng quanh một con rồng lửa, long văn Hokage lẫn nhau quấn quýt, vung lên tới giữa, đao khí cuồn cuộn, máu lửa thương khung, quả thực là vô cùng lợi hại. Luyện thành. Huyết Long chán mừng rỡ, ngũ long du thiên đao rèn luyện ngũ tạng, có tối đa 5 cây đao, hắn mặc dù cũng không có đạt đến ngũ hành cảnh giới đại viên mãn. Nhưng luyện ra một cây đúc đao, sức chiến đấu cũng là lớn lớn tăng lên. Theo lửa đao luyện thành, trên người hắn điểm xấu tai khí, cũng là tiêu tán rất nhiều. Một đao nơi tay, và Minh Dương Long Tôn quyết chiến, ít nhất có chiến thắng cơ hội. Rốt cuộc, giữa trưa đến. Thung lũng rồng trên, mặt trời gay gắt cao treo, toàn bộ thung lũng cũng tràn ngập một cổ nóng rực bầu không khí. Phong lôi đài, là thung lũng rồng lôi đài đấu võ. Mỗi lần trăm năm thi đấu, đều là ở phong lôi trên đài cử hành. Nam Hồ Phái và Bắc Hồ Phái quyết chiến, trước thời hạn cử hành, tin tức này, đã truyền khắp toàn bộ thung lũng rồng, mấy chục ngàn cái ma long tộc đệ tử, rậm rạp chằng chịt vây ở phong lôi đài vùng lân cận, chờ đợi quyết chiến bắt đầu. Thậm chí có mấy cái bế quan thái thượng trưởng lão, cũng nghe đồn tin tức, xuất quan xem cuộc chiến, tình cảnh đặc biệt náo nhiệt. Minh Dương Long Tôn một mặt uy nghiêm. Đứng ở trên lôi đài, cả người oai rồng cổn đáng, trong mắt thần quang sáng chói, hiện ra vô cùng cuồng ngạo khí thế. Ở bên cạnh lôi đài, chính là một cái râu tóc bạc trắng thái thượng trưởng lão, phụ trách trọng tài tỷ đấu kết quả. Thái thượng trưởng lão không thuộc về Nam Hồ Phái, vậy không thuộc về Bắc Hồ Phái, là nòng cốt trung lập lực lượng, sẽ không thiên vị người bất kỳ, bảo đảm tuyệt đối công bằng. Giữa trưa đã đến, Minh Dương Long Tôn đã tới. Nhưng Huyết Long nhưng còn không nhìn thấy tung tích.
nên sẽ không Nam Hồ phái rụt rè e sợ, không dám ứng chiến chứ. Bàn về tu vi, bàn về thực lực, Nam Hồ phái Tân Đế Tôn, xa xa kém hơn chúng ta Bắc Hồ Chí Tôn, hắn không dám ứng chiến, cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha, nếu không dám ứng chiến, vậy Vũ Hóa Cung quyền hành, nên thuộc về chúng ta Bắc Hồ phái. Bắc Hồ phái cái này biên đệ tử, rối rít nghị luận. Đế Tôn đại nhân thế nào còn chưa tới? Nam Hồ phái bên này, U Nguyệt trưởng lão hơi có điểm lo âu, Huyết Long nên sẽ không thật lâm trận sợ chiến chứ. Mà rất nhiều Nam Hồ phái đệ tử, cũng là trố mắt nhìn nhau, hôm nay chiến đấu, quan hệ đến Vũ Hóa Thiên Hoàng cung thuộc về, còn có Nam Hồ phái Tôn Nghiêm, nếu như Đế Tôn sợ chiến, bọn họ sau này vậy không mặt mũi ở Thung Lũng Rồng ở lại. Hừ, ta cũng biết tên kia rụt rè e sợ, coi như luyện hóa Đế Long Châu, cũng không dám cùng ta là địch. Minh Dương Long Tôn đứng ở trên lôi đài, trong lòng âm thầm khinh thường. Xin lỗi, ta tới trễ. Ngay tại lúc này, trên trời vang lên một hồi như lôi đình thanh âm. Chỉ gặp một người mặc Đế Tôn trường bào, tay cầm quyền trượng, đầu đội ngọc miện, chân đạp ngọc ngoa, ấn đường gian châu quang sáng chói nam tử, từ chân trời hạ xuống. Chính là Huyết Long. Ha ha, ta còn lấy vì ngươi không dám tới chứ. Minh Dương Long Tôn thấy Huyết Long tới, khẽ cười lạnh đứng lên. Minh Dương Long Tôn khiêu chiến, ta há không dám đến. Huyết Long tay cầm quyền trượng, túc nhiên nhi lập, hắn mới vừa đúc luyện lửa đao, đang diễn luyện ngũ long du thiên đao chiêu pháp, hơi chỉ hoãn chút thời gian, nhưng cuối cùng không có trễ. Suy! Ngay tại lúc này, một đạo ma quang như khói báo động, vậy từ chân trời rơi xuống, rơi vào bên cạnh lôi đài xem chỗ ngồi, chính là Giả Thiên Ma Đế. Hắn biết hôm nay tỷ đấu, không phải chuyện đùa, cho nên vậy tới xem cuộc chiến. Đi qua một ngày thời gian điều dưỡng, hắn nội tức hoàn mỹ vận chuyển 36 chu thiên, tội nghiệt nhân quả thật to tiêu trừ, có thể tạm thời dừng lại, cũng không cần lo lắng cắn trả. Hắn trước đây bị Thanh Thị Trúc Long đả thương, hôm nay thương thế vậy hoàn toàn khôi phục, dù là cảnh giới không địch lại mọi người, nhưng ma đế uy nghiêm khí thế, toàn bộ hiện ra, mênh mông như tinh không, huy hoàng như trời tháng, để cho chung quanh người xem. Tất cả đều rung động lui về phía sau, không dám đến gần hắn quanh thân. Cảnh giới như vậy, cái này ma đế khí thế, quả nhiên cường hãn, nếu như lại thêm lấy vực ngoại tài nguyên đột phá, có hắn tương trợ, ta ma long tộc nhất định có thể đạp bể vực ngoại, nghiền diệt Đế Huyên Điện. U Nguyệt trong mắt bên trong, cũng là sâu đậm kính nể. Ma đế tư chất và cơ duyên, nếu thời gian dài, nhất định quang diệu vạn cổ, có tư cách khiêu chiến thượng giới. Cũng có tư cách khiêu chiến Đế Huyên Điện mũi nhọn. Duy nhất lo âu, chính là trên người hắn ma nghiệt, bùng nổ được chân thực thật lợi hại, mặc dù có tiên thiên vũ hóa khí bồi bổ, nhưng muốn toàn bộ khôi phục, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Huyết Long vậy nhìn Giả Thiên Ma Đế một mắt, khẽ cau mày, thấm ra một vẻ lo âu. Ma Đế trên người nghiệt đếm, so hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn, coi như có thể ở lại Vũ Hóa Thiên trong Hoàng Cung tu luyện. Cuối cùng vậy rất khó toàn bộ khôi phục võ đạo căn cơ, tối đa để cho hắn khôi phục phần lớn, có đánh vào thượng cổ thần đế tư cách, nhưng muốn đột phá thiên thần cảnh, đạt tới thánh tổ cảnh, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thôi, trước đánh bại Minh Dương Long Tôn nói sau. Huyết Long lắc đầu một cái, thu liễm trong lòng nghĩ bậy, nếu như không thể đánh bại Minh Dương Long Tôn, Giả Thiên Ma Đế sẽ bị đuổi ra ngoài. Võ đạo căn cơ liền một chút khả năng khôi phục cũng không có, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Tỷ đấu bắt đầu. Phụ trách trọng tài Thái Thượng trưởng lão, thấy Huyết Long và Minh Dương Long Tôn đều tới, liền cao giọng tuyên bố, chàng này quan hệ đến ma đế đi ở, Vũ Hóa Cung quyền to tỷ đấu, chính thức bắt đầu. Trên lôi đài, một đạo cổ quái đường vân phun trào, long ngâm vang khắp. Vô số phù văn lại lưu chuyển ở Minh Dương Long Tôn quanh thân. Minh Dương Long Tôn tu vi hiển nhiên vì vậy bị áp chế. Có thể coi là tu vi áp chế, Minh Dương Long Tôn thực lực như cũng nghiền ép hết thảy. Huyết Long Đế Tôn, mời. Ta đã áp chế đến cảnh giới của ngươi, nhưng nếu là đem ngươi trong nháy mắt giết, ngươi hẳn không lời có thể nói đi. Ở mảnh đất này, cảnh giới không đại biểu cái gì, thực lực mới là vương đạo. Biết chưa? Minh Dương Long Tôn lời nói xong, nhưng là dẫn đầu xuất thủ. Bàn tay hóa thành long chảo, nghiền diệt hư không, tuôn ra từng đạo vũ hóa kiếm khí,
hung hăng hướng huyết long lướt đi. Hắn ngón này, kêu tiêu giao vũ hóa kiếm, là vũ hóa thiên hoàng cung hồng mông bảo khí, hấp thu ma long tộc tinh khí, còn có thiên địa càn khôn linh khí, diễn hóa ra 8 môn thần thông một trong. Vũ hóa thiên hoàng cung, ở 33 thiên hồng mông chí bảo bên trong, xếp hạng thứ 8, có đặc biệt đậm đà hồng mông bảo khí, cái này hồng mông bảo khí câu thông thiên địa nhân mạch, có thể tự động diễn hóa ra các loại võ đạo thần thông, đặc biệt huyền diệu. Từ hồng mông sơ ích đến hôm nay, vũ hóa thiên hoàng cung ước chừng diễn hóa ra liền bát môn đứng đầu thần thông, theo thứ tự là kinh điện ma sấm đao, tiêu giao vũ hóa kiếm, chín hàn âm sát sức lực, mây xanh chém thần mang, canh giáp gỗ lớn kim, quá trụ nguyên tử quang, thiên tinh xem ảnh thuật, tinh thần phách thể quyết. Cái này 8 môn thần thông, cũng là thung lũng rồng truyền thừa bí pháp, mặc dù không bằng nồng cốt 2 môn hồng mông cổ pháp, nhưng cũng có vô cùng lợi hại uy lực, nếu như thả vào ngoại giới, đủ để tung lên một phen gió tanh mưa máu. Thấy Minh Dương Long Tôn kiếm khí tấn công tới, huyết long thong thả, giơ lên quyền trượng, hung hăng nhất kích, liền có một đạo màu đen sấm đao, ùng ùng chém chết ra, và Minh Dương Long Tôn kiếm khí đụng nhau, lẫn nhau tiêu tán vô hình. Thung lũng rồng 8 đại thần thông, huyết long chưa từng học qua, nhưng trong tay hắn quyền trượng, là triều đại đế tôn tín vật, bên trong phong ấn 8 đại thần thông năng lượng, hắn chỉ cần tâm niệm thúc dục, là có thể thả ra bên trong năng lượng, từ đó thi triển ra 8 đại thần thông. Hắn phóng thích ra màu đen sấm đao, chính là 8 đại thần thông bên trong kinh điện ma sấm đao, có sấm sét ma uy, vô cùng lợi hại. Cái này một tí giao phong, huyết long bị Minh Dương Long Tôn vũ hóa kiếm khí, đẩy lui 2 bước. Mà Minh Dương Long Tôn, thân thể uyên đình nhạc trì, nhưng là chút nào không nhúc nhích, hiển nhiên chiếm cứ thượng phong. Huyết long dựa vào quyền trượng năng lượng, phóng thích thần thông, dựa vào ngoại vật, tự nhiên kém hơn Minh Dương Long Tôn bổn mạng tu luyện. Người sờ bước lên đế tôn, ta ma long tộc nhất mạch thần thông, người còn không có lĩnh ngộ thấu triệt, ta nếu như toàn lực cùng ngươi động thủ, coi như thắng, vậy thắng không anh hùng. Minh Dương Long Tôn vừa nói, vừa đem MU bàn tay trái chắp sau lưng, nói, hôm nay ta không chỉ áp chế cảnh giới, ta còn muốn chấp ngươi một tay, đừng nói ta khi dễ ngươi. Dứt lời, hắn chỉ dùng tay phải, năm ngón tay kiếm khí liền liền, mang ảo ảo vũ hóa thiên uy, lại lần nữa giết hướng huyết long. Khẩu khí thật là lớn, lại còn nói muốn cho một cái tay. Các ngươi Bắc Hồ phái, không khỏi quá mức cuồng ngông. Ha ha, cuồng ngông thì như thế nào? Coi như để cho các ngươi một cái tay, các ngươi Nam phái đế tôn vậy không thắng được. Nghe được Minh Dương Long Tôn mà nói, dưới đài nhất thời vang lên một phiến xôn xao tiếng, Nam Bắc hai phái đệ tử, nhất thời tranh dùm beng. Minh Dương Long Tôn lại còn nói muốn cho một cái tay, đây là đối với Nam phái thiên đại làm nhục. Tên này, chẳng lẽ như vậy tự tin? Dưới đài, Già Thiên Ma Đế cũng là nhíu mày một cái. Nếu để cho ta một cái tay, ta cũng đánh không thắng, cái này đế tôn ngôi, không muốn cũng được. Trên lôi đài, huyết long thấy Minh Dương Long Tôn đánh tới, sắc mặt nhất thời âm trầm. Cái này Minh Dương Long Tôn, dùng một cái tay theo hắn đánh, đây là thiên đại làm nhục. Quá trụ nguyên tử quang. Huyết long vung lên quyền trượng, một cổ mang tinh không hơi thở nguyên tử cực quang. Chính là hung hăng bạo giết ra, hướng Minh Dương Long Tôn đánh tới. Thấy nguyên tử cực quang giết tới, Minh Dương Long Tôn nhưng mặt không đổi sắc, ngón tay gian kiếm khí hừng hực, hung hăng chém về phía huyết long thân thể, quát lên. Vũ hóa kiếm khí, giết cho ta. Hắn lại có thể không có phòng thủ, không để ý nguyên tử cực quang đánh chết, cũng phải ngự sử kiếm khí, chém chết huyết long. Huyết long nhất thời cả kinh. Nhưng không ngờ tới Minh Dương Long Tôn liều mạng như vậy mệnh, đây là ngọc đá cùng vỡ lối đánh. Tinh thần phách thể quyết. Trong lúc nguy cấp, huyết long vung lên quyền trượng, một đạo tinh quang bao lại thân thể, như sao văn trận giáp, ngăn cản Minh Dương Long Tôn kiếm khí chém chết. Nhưng Minh Dương Long Tôn kiếm khí, tốc độ quá nhanh, đơn giản là bôn lôi tia chớp, hắn tinh thần phách thể phòng vệ, vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, thân thể liền gặp phải kiếm khí tập kích. Suy, nhất thời, huyết long trên thân hình, xuất hiện từng đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi đầm đìa, máu thịt mơ hồ, lập tức bị trọng thương. Mà hắn nguyên từ cực quang, vậy mang xuyên qua tinh không khí thế, hung hăng đánh vào Minh Dương Long Tôn trên mình. Nhưng ra ý liệu,
Minh Dương Long Tôn cũng không có bị thương. Ở trên tay hắn đeo chiếc nhẫn ngọc, vào giờ khắc này, bung ra sáng chói tinh mang, từng viên một tinh xa như mưa điểm ngọc châu, rối rít tràn ngập ra, hình thành một tầng tinh xa sương mù dày đặc, bao phủ tự thân. Huyết Long Nguyên Tử cực quang, đánh ở tầng này tinh xa sương mù dày đặc trên, nhất thời bị ngăn cản, không có phát huy ra chút nào hiệu quả. Tầng này tinh xa sương mù dày đặc, mong mỏng một phiến, không ngăn được đao kiếm, không ngăn được tên, nhưng có đặc biệt phân tạp đặc thù hơi thở, có thể ung dung ngăn cản năng lượng ánh sáng các loại đánh vào. Quá trụ nguyên tử quang, bị khắc chế được gắt gao, không có tạo thành một chút tổn thương. Đây là 33 thiên hồng mông cổ pháp, thiên chết hiểu tinh trần xa. Huyết Long liên tiếp lui về phía sau, nhìn Minh Dương Long Tôn trên người tinh xa sương mù dày đặc, nhất thời nhận ra, đây là thung lũng rồng hai môn hồng mông cổ pháp một trong, kêu trời chết hiểu tinh trần xa, vừa có thể lấy bảo cát oai, giết người diệt hồn, cũng có thể lấy tinh trần sương mù dày đặc, bảo vệ tự thân, quả thực là một môn công thủ kiêm bị, lợi hại tới cực điểm thần thông. Muốn tu luyện thiên chết hiểu tinh trần xa, cần thu thập tinh trần tinh khí, nội hạch, thiên vẫn mỏ sắt cùng các loại tư nguyên, Minh Dương Long Tôn khổ tu nhiều năm, rõ ràng thu thập được nhiều vô cùng tài nguyên, toàn bộ để dành ở bên trong chiếc nhẫn, một thả ra ngoài, nhất thời cát bụi cuồn cuộn, tinh khí ngút trời, uy nghiêm vô địch. Ha ha, ta dám một cái tay cùng ngươi đánh, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Minh Dương Long Tôn cười lên, tay phải huy động gian, từng luồng tinh xa, từ hắn trong chiếc nhẫn dòng nước chảy ra. Khoảnh khắc tới giữa, tinh xa bầy khắp lôi đài, toàn bộ lôi đài đều được sa mạc. Vậy phụ trách trọng tài trưởng lão, cũng không thể không lui ra đài đi, trầm giọng nói, tỷ võ quyết đấu, điểm đến thì ngưng, Minh Dương Long Tôn, còn trông ngươi lưu một đường sinh cơ. Trọng tài trưởng lão nhìn đầy đất tinh xa, cát bụi cuồn cuộn thở mạnh voi, cũng biết Minh Dương Long Tôn nổi lên ý định giết người, không khỏi nhắc nhở. Nếu như nháo xảy ra nhân mạng, đưa tới Nam Phái Bắc Phái tử đấu, tuyệt đối sẽ thật to tổn hại Ma Long tộc căn cơ. Trưởng lão chớ hoảng sợ, ta tự có đúng mực. Minh Dương Long Tôn giọng hòa hoãn, nhưng ánh mắt vô cùng lãnh khốc, nhưng không có một chút nương tay ý. Thiên chết hiểu khóc, bảo cát đưa tang, cho ta trấn áp. Minh Dương Long Tôn hét lớn một tiếng, vung tay phải lên, đầy đất tinh xa ùng ùng cổn đáng đứng lên, diễn hóa thành từng cái bàn tay, tất cả mãnh thú, điên cuồng hướng Huyết Long nghiền ép đi, muốn sống sờ sờ chiếm đoạt. Huyết Long con người co giúp một cái, nhất thời cảm thấy một hồi ngập trời áp lực, vô số tinh xa ánh sao, như hãn biển mãnh liệt, thác nước đánh vào, gào thét chân áp xuống tới, đơn giản là không thể ngăn cản. Ngũ Long du thiên đao, tâm chi hỏa, liệt huyết đốt, phá cho ta. Trong lúc nguy cấp, Huyết Long quát lên một tiếng lớn, tim lửa cháy bừng bừng cháy, từng luồng máu tươi không ngừng cổn đáng, cuối cùng diễn hóa thành một cây đuốc long quanh quẩn, lửa cháy bừng bừng cuồn cuộn thiên đao. Suy, thiên đao phá giết ra, mang cuồn cuộn lửa cháy mạnh, nhất thời phá vỡ chung quanh tinh xa thác nước, vô số cát bụi cuốn lên, che khuất bầu trời, hơi thở rối loạn. Ngũ Long du thiên đao, ngươi lại có thể luyện thành Ngũ Long du thiên đao, cái này không thể nào. Minh Dương Long Tôn thấy cái cây đuốc này Long Thiên Đao, nhất thời một hồi hoảng sợ, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ngũ Long Du Thiên Đao, là Ma Long tộc hai môn hồng mông cổ pháp một trong, nhưng cổ pháp Nguyên Thủy Ngọc Giản, đã sớm bị hủy bởi chiến hỏa bên trong, không có Nguyên Thủy Ngọc Giản thiên ngộ, Huyết Long ở ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, lại có thể luyện thành Ngũ Long Du Thiên Đao, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Huyết Long Đế Tôn lại có thể luyện thành Ngũ Long Du Thiên Đao. Huyết Long Đế Tôn, quả nhiên thần uy cái thế. Hắn nhất định có thể dẫn tộc ta, đạp bể vực ngoại, nghiền diệt Đế Huyên Điện. Dưới lôi đài, Nam Phái Ma Long tộc đệ tử, thấy Huyết Long tuyệt cảnh giết ngược, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ liền liền. Bắc Phái bên kia, cũng là kinh ngạc không thôi, dẫu sao một ngày thời gian, liền luyện thành hồng mông cổ pháp, chân thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một cái thiên đao, muốn chém chết kẻ địch, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Ở mọi người xôi trào để gặp, Già Thiên Ma Đế gương mặt nhưng là ngưng trọng. Hắn nhìn ra được, Huyết Long cũng không có đạt đến ngũ hành đại viên mãn bước, chỉ là dựa vào cưỡng ép cháy máu tươi, không để ý nguyên khí tổn thương, dùng dã man thủ đoạn,
trước thời hạn luyện thành một cây đuốc đao mà thôi. Chỉ có một cây đuốc đao, mà còn dư lại bốn đao, mộc đao, đất đao, kim đao, thủy đao, cũng còn không luyện thành, chính là một đao, muốn chém chết Minh Dương Long Tôn, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Xuy xuy xuy. Trên lôi đài, huyết long vùng đao loạn vũ, ánh đao long ảnh, ngọn lửa nóng rực, từng đạo hỏa long đao khí, xua tan chung quanh tinh xa, trước mắt khôi phục trong sạch. Nguyên lai ngươi chỉ có một cây đuốc đao. Minh Dương Long Tôn vậy nhìn thấu lai lịch, hắn mới vừa lấy là huyết long luyện ra 5 cây đao, đạt tới ngũ hành cảnh giới đại viên mãn, thiếu chút nữa thì hù được tâm đảm câu liệt. Nhưng hiện tại cẩn thận xem, nguyên lai huyết long chỉ có một cái đao mà thôi, lòng hắn thần nhất thời chấn định rất nhiều. Thiên chết hiểu diệt hồn, vũ hóa kiếm giết, sắc. Minh Dương Long Tôn ánh mắt sắc bén, vung tay phải lên, đầy trời tinh xa lần nữa cuốn lên, mỗi một hạt cát trần bên trong, cũng bạo phát ra cuồn cuộn vũ hóa kiếm khí, di thiên cuồn cuộn, như thác vải kiếm lưu, hung hăng giết hướng huyết long. Tên này, thần thông lại có thể như vậy lợi hại. Huyết long sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lúc này Minh Dương Long Tôn, lại có thể đem tiêu giao vũ hóa kiếm thần thông, và thiên chết hiểu tinh trần sa dung hợp vào một chỗ, tinh sa mang theo kiếm khí, thiên chết hiểu tinh lưu, thác nước kiếm vũ, lẫn nhau xen lẫn cổn đáng, vô cùng ác liệt, vô cùng nhọn, vô cùng khí thế kinh khủng nổ lên, đơn giản là muốn nghiền diệt hết thảy, phá hủy hết thảy, xuyên thủng hết thảy, căn bản không thể ngăn cản. Liều mạng, sống chết trước mắt, huyết long vậy cảm thấy to lớn áp lực, tâm niệm vừa động, ngọn lửa thiên đao lần nữa giết ra. Đồng thời, hắn nắm thật chặt đế tôn quyền trượng, dùng sức chấn động một cái, đúng cầm quyền trượng bể tan tành, phong ấn ở bên trong năng lượng, như nước thủy triều mãnh liệt ra, bơm vào đến hắn ngọn lửa thiên trên đao mặt. Ngao! Nhất thời, ngọn lửa thiên ánh đao mang sáng chói, phía trên lần quần hỏa long, thậm chí tựa hồ muốn sống lại, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng linh lực gầm thét, đúng thanh đao mang chém chết hết thảy khí thế, hung hăng phá ra. Ngươi lại dám hủy diệt đế tôn quyền trưởng. Minh Dương Long Tôn thấy một màn này, nhất thời tức giận. Đế tôn quyền trưởng, là ma long tộc triều đại đế tôn tín vật, bên trong niêm phong triều đại đế tôn năng lượng. Những năng lượng này, đặc biệt bàng bạc, một khi bộc phát ra, có hủy thiên diệt địa oai. Giờ phút này, huyết long mượn quyền trưởng năng lượng bên trong hơi thở, nhất thời để cho ngọn lửa thiên đao kiêu căng, đạt tới cao nhất khoáng đạt cảnh giới, đúng thanh đao không ngừng phát ra long ngâm, uy thế ngút trời. Hô hô hô, đao khí loạn vũ. Ánh lửa nổ tung. Chung quanh thiên chết hiểu tinh lưu, thác nước kiếm vũ, ở huyết long lửa đao nghiền ép hạ, nhất thời rối rít tiêu trừ, từng viên một cát rớt xuống đất, mất đi chói lọi. Huyết long ánh mắt sôi trào, dưới mắt sống chết một phát, hủy diệt đế tôn quyền trượng, vậy là bất đắc dĩ sự việc. Dù sao, hắn luyện hóa đế long châu, cùng kết thúc chiến đấu, lợi dụng đế long châu, đúc nữa một cái quyền trượng là được. Đế Long Châu ẩn chứa hơi thở, so với triều đại đế tôn năng lượng, tuyệt đối muốn dư thừa rất nhiều, chỉ cần hắn dùng Đế Long Châu, lại đúc quyền trượng, muốn đến ma người long tộc, cũng sẽ không trách móc hắn. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là đánh bại Minh Dương Long Tôn, lấy được chiến đấu thắng lợi. Hô! Thiên hỏa vũ, ánh đao giết lung tung. Huyết Long thúc giục ngọn lửa thiên đao, tâm huyết cháy gian, thiên đao khí thế bừng bừng, chém thẳng Minh Dương Long Tôn. Ngươi dám hủy diệt đế tôn quyền trượng, đại nghịch bất đạo. Ta ngày hôm nay thì phải thanh lý môn hộ, đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Minh Dương Long Tôn nhìn huyết long bổ mà đến thiên đao, ánh mắt tức giận, một mực xúc ở sau lưng tay trái, nhất thời bốc lên đạo đạo linh quyết. Sống chết trước mắt, hắn cũng không để ý cái gì chỉ dùng một cái tay nói nhảm, hai tay đều xuất hiện, linh quyết không ngừng lưu truyền, đầy trời tinh xa lại lần nữa mãnh liệt. Kinh điện ma lôi đao, tiêu giao vũ hóa kiếm, cửu hàn âm sát kình, bích vân trảm thần mang, canh giáp cự mộc châm, thái trụ nguyên tử quang, thiên tinh quan ảnh thuật, tinh thần phách thể quyết. Ở trong một cái chớp mắt này, Minh Dương Long Tôn cả người hơi thở nổ tung, lại đem thung lũng rồng tám đại thần thông, toàn bộ dung hợp đến thiên chết hiểu tinh xa bên trong. Nhất thời, từng đạo sấm tia chớp, từng luồng vũ hóa kiếm khí. Lau một cái lau mây xanh thần mang, một bó thúc nguyên từ cực quang, từng cây một canh giáp đổ sộ kim,
ở đầy trời tinh xa bên trong cổn đáng, vô tận năng lượng như hãn biển mãnh liệt, cuộn sạch hết thảy, nghiền diệt hết thảy. Dưới lôi đài, tất cả mọi người đều rung động. Đây là Minh Dương Long Tôn một kích mạnh nhất, đơn giản là huy hoàng vô địch. Xong rồi, đế tôn đại nhân chết chắc. Dù là Minh Dương Long Tôn hiện tại áp chế cảnh giới, uy thế như vậy cũng không phải đế tôn có thể chống cự à. U Nguyệt thân thể mềm mại phát run, không nghĩ tới Minh Dương Long Tôn dưới cơn thịnh nộ, sẽ bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Người này thực lực, lại có thể mạnh mẽ như vậy, huyết long gặp nguy hiểm. Già Thiên Ma Đế bỗng nhiên đứng lên, cả người tràn ra từng luồng khói lửa khói báo động. Minh Dương Long Tôn thực lực, vượt quá hắn tưởng tượng, công kích kinh khủng như thế, huyết long tuyệt đối không thể nào chịu đựng. Hắn tuyệt không thể nhìn thấy huyết long chết đi, liền muốn ra tay ngăn cản. Dù là thực lực mình cũng không tệ. Hắn Già Thiên Ma Đế cả đời chỉ cầu sống không câu chấp, sống không thẹn với lương tâm. Minh Dương Long Tôn tuy mạnh, nhưng nếu như chiến đấu, mình nhập ma, cháy máu tươi và khí vận, như cũ có tư cách cứu huyết long. Hắn luyện thành Thiên Ma khói báo động nhận, ở cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại, thậm chí có thể vượt biên giới giết địch. Ngươi muốn làm cái gì? Ta thung lũng rồng tỷ võ quyết chiến, không tới phiên ngươi nhúng tay. Mấy cái ma long tộc cường giả, thấy ma đế hơi thở khác thường, rối rít bay vút tới, vây khốn mê muội đế, không để cho hắn ra tay. Cút! Già Thiên Ma Đế ánh mắt sắc bén, cả người khói lửa khí bạo phát, rất miễn cưỡng đẩy lui mấy người, liền muốn ra tay cứu. Nhưng lúc này, Minh Dương Long Tôn ngút trời nhất kích, đã hạ xuống đến huyết long trên đỉnh đầu. Không tốt! Già Thiên Ma Đế sắc mặt cuồng biến, bị mấy cái ma long tộc cường giả trì hoãn một tí, hắn hiện tại coi như ra tay, vậy không còn kịp rồi. Chẳng lẽ ta ngày hôm nay, phải bỏ mạng nơi đây? Huyết long nhìn đầy trời tinh xa, mang vô tận kiếm khí sấm giết tới, ánh mắt nhất thời xa vào đi xuống. Không, ta không thể chết được. Ta còn có rất nhiều tâm nguyện, còn chưa hoàn thành. Ta còn muốn và chủ nhân nghịch thiên phi thăng, giết tới thượng giới đi, ta làm sao có thể chết? Chủ nhân à, ban cho ta lực lượng. Huyết long nội tâm liền liền gầm thét. Đang kêu gọi Diệp Thần lực lượng. Hắn là Diệp Thần sát ý ngưng tụ, và Diệp Thần tức tức tương quan, có thể ở đặc thù thời gian, lẫn nhau tiếp lẫn nhau lực. Mắt xem Minh Dương Long Tôn chí cường nhất kích hạ xuống, huyết long cũng không lo hết thảy, liều mạng gọi Diệp Thần lực lượng. Nếu như không có Diệp Thần ra tay, hắn ngày hôm nay hẳn phải chết. Cùng lúc đó, thần quốc Phục Ma Điện. Đang hấp thu 5.000 cái tử tiêu thạch Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Huyết long. Hắn trong sâu thẳm, nghe được huyết long kêu gọi, nhất thời trong lòng chấn động một cái, huyết long gặp nguy hiểm, cần ta lực lượng. Trong chớp mắt, Diệp Thần cơ hồ không có bất kỳ do dự, thả ra mình lực lượng, toàn bộ cho mượn huyết long. Phân linh thú ở trong người gầm thét. Chung quanh hắn tựa như xé vô số hư không. Một phiến hắc ám chảy loạn xuất hiện. Hấp thu tử tiêu thạch lực lượng toàn bộ phóng thích. Bỏ mặc huyết long vì sao kêu gọi. Bỏ mặc mình là dạng gì trạng thái. Diệp Thần cũng sẽ không chút do dự cho mượn huyết long. Ông, thung lũng rồng lôi đài bên này, từng cổ một hào hùng lực lượng, nhất thời ở huyết long trên mình nổ tung. Úm, bá, ni, ba, nghị, mờ u, ô, ba. Nháy mắt tức thì, huyết long cả người gân cốt chấn động. Phát ra vang vọng mà cổ xưa hồng mông thiên âm. Từng cái cổ xưa hồng mông ký tự, giống như con bướm vậy, ở trên người hắn xoay tròn múa. Trên 9 tầng trời, thiên long ngâm sướng, thần Phật tụng niệm, vô cùng vô tận thiện quang, vô cùng vô tận Phật khí, như hoa vũ vậy phân rơi xuống, đúng phiến thiên địa nhất thời hiện đầy thiên đường cổ Phật thở mạnh voi. Từng tia nắm trong tay luân hồi lực lượng hội tụ. Tử tiêu thạch lực vậy sáp nhập vào thiên long bát thần âm bên trong. Đây là cực hạn thiên long bát thần âm. Diệp Thần hỗn độn cảnh không cách nào phóng thích trình độ cao nhất, nhưng huyết long thịt xương và thực lực, hơn nữa tử tiêu thạch và luân hồi huyết mạch, nhưng là vô hạn phóng đại. Minh Dương Long Tôn chí cường nhất kích, vậy ngập trời tinh xa thác nước, còn có một đạo đạo kiếm khí sấm, nguyên tử thần mang, ở trên trời long bát thần âm chấn động hạ. Giống như cự chùy xuống tượng cát, ngay tức thì sụp đổ nghiền, hóa thành bụi bặm.
phốc xích. Minh Dương Long Tôn há mồm phun ra máu tươi, chật vật đổ xuống đất, ở trên trời Long Bát Thần Âm trấn áp xuống, nhất thời bị trọng thương. Thiên Long Bát Thần Âm là chí cương chí liệt Hồng Mông Phật Âm, có thể nghiền ép hết thảy yêu ma. Ma Long tộc huyết mạch hàm chứa to lớn ma khí, cũng phải gặp phải Thiên Long Bát Thần Âm trấn áp. Cái này một tí, Minh Dương Long Tôn hoàn toàn trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Không thể nào, ngươi làm sao biết Thiên Long Bát Thần Âm? Minh Dương Long Tôn ánh mắt phủ đầy kinh hãi, liền liền ói máu, không thể tưởng tượng nổi nhìn huyết long. Thiên Long Bát Thần Âm cái loại này chí cương chí liệt Phật Quốc Thiên Âm, tuyệt đối không phải huyết long có thể tu luyện, huyết mạch bài xích quá nghiêm trọng, căn bản không có thể luyện thành. Nhưng hết lần này tới lần khác, huyết long chính là dựa vào Thiên Long Bát Thần Âm, nhất kích bị thương nặng hắn. Hắn tự nhiên không thể nào nghĩ đến, ngày này Long Bát Thần Âm, nhưng thật ra là Diệp Thần thần thông, tạm thời cho mượn huyết long sử dụng mà thôi. Phốc xích. Mà lúc này, huyết long nhưng cũng khạc ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lắc lư ngã trên đất. Mới vừa hiến tế đế tôn quyền trượng năng lượng, cưỡng ép tăng lên ngũ long du thiên đao uy lực, hắn gân cốt đã bị chấn động, mượn nữa dùng Diệp Thần lực lượng, gân cốt gánh vác nhất thời nghiêm trọng, giờ phút này gặp cắn trả, trực tiếp trọng thương ngã xuống đất. Cái này, người nào thắng? Dưới lôi đài, mọi người trố mắt nhìn nhau. Huyết long bùng nổ kinh thiên Phật âm, bàng bạc kiêu căng, rung động tất cả người. Nhưng hiện tại, huyết long và Minh Dương Long Tôn cũng ngã xuống, cuộc chiến đấu này, rốt cuộc coi như người nào thắng. Diệp Thần, là thằng nhóc kia lực lượng. Già Thiên Ma Đế nhìn dần dần tiêu tán đi xuống Hồng Mông cổ âm, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cuối cùng sống chết trước mắt, huyết long và Diệp Thần câu thông thành công, mượn được liền Diệp Thần lực lượng, cuối cùng đánh bại Minh Dương Long Tôn. Mặc dù lúc này huyết long cũng bị thương ngã xuống đất, nhưng ít nhất không có bị giết chết, cũng là lớn may mắn, dẫu sao hắn thực lực, và Minh Dương Long Tôn có thể là có không ít chênh lệch, nếu như không có Diệp Thần tương trợ, tuyệt đối phải bị giết. Chiến đấu thắng thua, Già Thiên Ma Đế ngược lại không phải là rất quan tâm, chỉ cần người sống liền tốt. Mà xem Minh Dương Long Tôn vậy trọng thương bộ dáng chật vật, đối phương hiển nhiên không thể nào lại đuổi đi mình. Mấy vị trưởng lão, kết quả như thế nào định đoạt? Tài phán trưởng lão một mặt ngưng trọng, đi tới mấy cái thái thượng trưởng lão trước mặt, hỏi xin phép. Mấy cái thái thượng trưởng lão trố mắt nhìn nhau, lại không nghĩ rằng Minh Dương Long Tôn và Huyết Long đều bị thương ngã xuống, cuộc chiến đấu này rốt cuộc xử ai thắng, có thể phải cẩn thận cân nhắc một phen. Được rồi, phán định là ngang tay đi. Ừ, liền xử ngang tay, để cho bọn họ một năm sau đánh lại. Huyết Long đế tôn hủy diệt đế tôn quyền trượng, hắn phải làm ra bồi thường, hắn có đế Long Châu, vừa vặn có thể đúc nữa một cái. Hắn hơi thở không đủ vững chắc. Mới vừa bước vào thiên thần cảnh tầng 8 trời, võ đạo còn không có thuần thục, vậy không luyện qua ta thung lũng rồng thần thông, cho hắn một năm, để cho hắn quen thuộc võ đạo, thời gian cũng đủ rồi. Mấy trưởng lão lẫn nhau nghị luận, thái độ đều vô cùng công chính. Bọn họ cũng có thể nhìn ra, hôm nay tỷ đấu, đối với huyết long thật to bất lợi, dẫu sao huyết long mới vừa tấn thăng thiên thần cảnh tầng 8 trời, còn không có quen thuộc võ đạo kỹ xảo, quả thực có chút không công bình. Hiện tại hai bên chiến thành ngang tay, là kết quả tốt nhất, đợi một năm sau đó, hai bên trạng thái hoàn toàn viên mãn, lại tiến hành tỷ đấu, là công bình nhất cách làm. Được, vậy thì ngang tay đi. Tài phán trưởng lão gật đầu một cái, lúc này cao giọng tuyên bố kinh trưởng lão thương nghị, trận chiến này, nam phái bắc phái ngang tay, một năm sau lại chia thắng bại, cái này một năm thời gian, Vũ Hóa Cung tiếp tục do nam phái nắm giữ. Tuyên bố tiếng rơi xuống. Toàn trường đệ tử xôn xao. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, tỷ đấu sau cùng kết quả, lại là lưỡng bại câu thương, đôi đôi ngang tay. Coi là các ngươi nam phái may mắn, một năm sau đó, ta bắc phái nhất định chiến thắng, nắm giữ Vũ Hóa Cung. Ha ha, các ngươi bắc phái một đám gà vườn chó đất, Minh Dương Long Tôn còn không phải bị chúng ta nam phái đế tôn đánh cho bị thương nặng. Nếu không phải chúng ta nam phái đế tôn hơi thở tiêu hao quá lớn. Cuộc chiến hôm nay, các ngươi thất bại không thể nghi ngờ, há sẽ là ngang tay. Ha ha, ai chết vào tay ai, một năm sau gặp mặt sẽ hiểu, các ngươi không cần phách lối.
Nam Bắc phái hai bên đệ tử đều ở đây cãi vả, mùi thuốc súng đặc biệt đậm đà. Già Thiên Ma Đế thấy một màn này, khẽ nhíu mày một cái, Nam Bắc phái như vậy đánh nhau, Ma Long tộc bên trong chia ra, đạo thống không thể thống nhất, còn như thế nào đạp bể vực ngoại, như thế nào khiêu chiến Đế Uyên Điện mũi nhọn. Có lẽ, muốn đợi một năm sau đó, hai bên tái chiến, Huyết Long chém chết Minh Dương Long Tôn, mới có nhất thống cơ nghiệp cơ hội. Đế Tôn đại nhân, không có sao chứ? U Nguyệt bay vút lên đài, cả người màu đen kỳ bào như con bướm, tư thái khá là uyển chuyển. Nàng đỡ dậy Huyết Long, ân cần hỏi thăm. Không có sao, nghỉ ngơi một đoạn thời gian cho giỏi. Huyết Long sắc mặt hơi trắng bệch, trong cơ thể bị thương khá là nghiêm trọng, nhưng thật may không có thương tổn được căn cơ, chỉ cần ở Vũ Hóa Cung bên trong điều dưỡng một đoạn thời gian, dựa vào tiên thiên vũ hóa khí bồi bổ, khẳng định có thể hết bệnh. Ma Đế tiền bối, người có thể để lại. Huyết Long nhìn Già Thiên Ma Đế một mắt, khoảng cách tỷ đấu lại bắt đầu, còn có một năm thời gian. Cái này một năm thời gian, Vũ Hóa Cung do Nam Phái chủ trưởng, Già Thiên Ma Đế tự nhiên có thể lưu lại. Đa tạ. Xưa nay nói năng thận trọng Già Thiên Ma Đế, lúc này cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Đại chiến hạ màn, Nam Phái Bắc Phái đệ tử, mỗi người tản đi. Huyết Long Đế Tôn, một năm sau đó, ta lại lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Minh Dương Long Tôn ở trái và phải đệ tử nâng đỡ, lảo đảo lắc lư đi xuống lôi đài, hắn ánh mắt nhìn lại Huyết Long, thần sắc vô cùng âm trầm. Lần tỷ đấu này quyết chiến, lại có thể không có thể thủ thắng, lòng hắn bên trong đặc biệt hối hận, vậy vô cùng tự trách. Cũng trách mình quá khinh địch. Còn nói gì để cho một cái tay, đơn giản là cười nhạo. Nếu như ban đầu, liền động dùng toàn lực, lấy thế lôi đình, chấn áp hết thảy, muốn đến Huyết Long cũng không phải mình địch thủ. Đáng tiếc, thế sự không có nếu như, giờ phút này chiến cuộc đã định, muốn tái chiến, chỉ có thể đợi một năm sau. Minh Dương Long Tôn âm thầm hạ định quyết tâm, một năm sau đó, hắn tuyệt đối không sẽ lớn như vậy ý. Lần này quyết chiến bị nhục, cũng coi là một cái lịch luyện, có thể tăng tiến tâm cảnh, nói không chừng đợi một năm sau đó, hắn có cơ hội lại đột phá một cảnh giới. Huyết Long không có nói gì, ở U Nguyệt nâng đỡ, và Già Thiên Ma Đế trở lại Vũ Hóa Cung. Ma Đế tiền bối, người có thể an tâm tu luyện, dựa vào tiên thiên vũ hóa khí bồi bổ, người nhất định có thể khôi phục viên mãn. Huyết Long mỉm cười nói. Sợ rằng không được. Già Thiên Ma Đế nhưng là ngưng trọng lắc đầu một cái, nói ta trên mình ma nghiệt quá nặng, coi như là Vũ Hóa Thiên Hoàng Cung, đều không thể để cho ta khôi phục viên mãn, tối đa khôi phục một phần chia. Vậy phải như thế nào mới có thể hoàn toàn khôi phục? Huyết Long cau mày, vậy cảm thấy Già Thiên Ma Đế căn cơ bị tổn thương chi nghiêm trọng. Không biết, nhưng dựa vào Vũ Hóa Cung linh khí, ta ít nhất có thể đánh vào thượng cổ thần đế cảnh giới, còn như thiên thần cảnh phía trên, trong truyền thuyết thánh tổ cảnh, ta trong thời gian ngắn, hẳn không có thể bước chân vào. Già Thiên Ma Đế đứng chắp tay, hắn rất rõ ràng tự thân tình trạng, dựa vào Vũ Hóa Cung điều dưỡng, tối đa có thể đánh vào thượng cổ thần đế cảnh giới, muốn vượt qua thiên thần cảnh, đạt tới thánh tổ cảnh, cơ hồ là không thể nào. Thôi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, chúng ta hết sức mà là được. Huyết Long Trấn An nói. Giữa lúc như vậy, Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, lập tức thu liễm nghĩ bậy, và Huyết Long mỗi người ngồi xếp bằng xuống, ở Vũ Hóa Cung bên trong yên lặng tu luyện. Mà lúc này, thần quốc, Phục Ma Điện. Phốc, Diệp Thần một hơi đỏ bừng máu tươi khạc ra. Sắc mặt trắng bệch đến trình độ cao nhất. Hắn vốn là có tổn thương. Lại bị Huyết Long mượn lực, nhất thời cảm thấy một hồi yếu ớt. Bất quá Diệp Thần chưa từng hối hận. Dù là một phần chia tử tiêu thạch lãng phí, hắn cũng không có cầu oán hận nào. Mượn ta lực lượng, Huyết Long hẳn không chuyện, nhưng ta hiện tại quá yếu ớt, cần nghỉ ngơi. Tiếp tục luyện hóa tử tiêu thạch đi. Diệp Thần ánh mắt ngưng tư trước, bắt đầu tiếp tục bế quan khôi phục khí huyết. Suy suy suy. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái máu mông mông phi kiếm, từ chân trời bay xuống xuống. Phi kiếm này phía trên, không có sát khí, nhưng mang theo một cổ quen thuộc nhân quả. Là Minh Điện nhân quả hơi thở. Đinh. Phi kiếm lăng không rơi xuống, cắm vào Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống.
nhưng gặp phi kiếm trên có một phong thơ, là Mạc Huyết Minh gửi tới. Mạc Huyết Minh phát cho ta phi kiếm truyền tin, hắn muốn làm cái gì? Diệp Thần lúc này mở ra bao thư, rút ra giấy viết thư, nhưng gặp giấy viết thư trên viết, Mạc Huyết Minh muốn mời hắn đi Minh Điện. Lại muốn mời ta đi Minh Điện. Diệp Thần cau mày, không biết Mạc Huyết Minh có âm mưu gì. Hắn hiện tại chính là yếu ớt, nếu như bước vào Minh Điện mà nói, Mạc Huyết Minh động sát thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng thanh phi kiếm này phía trên, không có sát khí nhân quả, Mạc Huyết Minh hiển nhiên không muốn giết người. Tên này, rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thần muốn không rõ ràng, nhưng nếu Mạc Huyết Minh tự mình phát tin mời, hắn cũng muốn đi xem. Lập tức Diệp Thần vậy không do dự, trực tiếp biến dạng hư không, hạ xuống Minh Điện. Minh Điện Sơn Môn, một cái hồng bào nam tử đang đứng chắp tay, cả người còn quấn một cái thanh phi kiếm, hơi thở ngút trời, chính là Mạc Huyết Minh. Diệp huynh đệ hảo khí phách, lại có thể thật đại giá đến chơi tệ điện. Mạc Huyết Minh híp mắt, khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Mạc Huyết Minh, ngươi mời ta tới đây, muốn làm cái gì? Diệp Thần lạnh giọng hỏi, hắn dám bước vào Minh Điện, ngược lại không phải là lỗ mãng, mà là bởi vì Mạc Huyết Minh phi kiếm kia truyền tin trên, đích xác không có sát khí chập chờn, đã như vậy, hắn không ngại tới nói một chút. Diệp Thần, người chống cự thiên ma đánh một trận, ngược lại là kinh tâm động phách, ta cũng sinh lòng bội phục. Chỉ là, có một việc ngươi có phải hay không để mắt đến. Trước đây không lâu, ngươi đắc tội Thiên Đạo Cung, một lần kia, Hiên Viên Mặc Tà vận dụng phân thân giết ngươi, mặc dù thất bại, nhưng sau này tuyệt đối muốn kéo nhau trở lại. Hắn thương thế một khi hết bệnh, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Ta có thể nghe nói, trước đây không lâu, Hiên Viên Mặc Tà trước thời hạn chữa thương xuất quan, ngươi coi như có thể ngăn cản, nhưng bên cạnh ngươi người đâu? Từ xưa tới nay, không người có tư cách và Thiên Đạo Cung đối nghịch, cho dù là ngươi, cũng không được. Mạc Huyết Minh chỉ Diệp Thần, vừa chỉ mình, cười nói, ngươi thân phận, đã bị Thiên Đạo Cung xác định, ngươi có thiên đại nguy hiểm, đầu dựa vào ta đi, gia nhập Minh Điện, đầu dựa vào ta dưới quyền, và ta hợp tác, ta sẽ che chở ngươi. Muốn ta đầu dựa vào ngươi? Diệp Thần cười lạnh, đang muốn cự tuyệt, nhưng bỗng nhiên lúc này, cảm giác được một chút quỷ dị chập chờn. Sơn môn này vùng lân cận, còn có người cất giấu. Diệp Thần tỉnh bơ, ánh mắt chuyển động gian, nhất thời liền xuyên thấu hư không sương mù dày đặc, thấy ở núi rừng xa xa gian, có một cái tay cụt nam tử, đang điều tức chữa thương. Vậy tay cụt nam tử, cả người hơi thở và bóng cây dung hợp, không gặp chút nào tiếng thở, che giấu cất giấu thủ đoạn, hiển nhiên cao minh vô cùng. Lại là Thiên Lang. Diệp Thần trong lòng thầm giật mình, cái này tay cụt nam tử, lại là Thiên Lang. Hắn phản bội Hiên Viên Mặc Tà, đầu phục Mạc Huyết Minh. Diệp Thần kinh nghi bất định, phải biết, Thiên Lang là Hiên Viên Mặc Tà thủ hạ, giờ phút này nhưng xuất hiện ở Minh Điện, chẳng lẽ hắn đã phản bội? Hắn trên mình, còn có ma đế nhân quả, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần ngưng thần dưới, nhất thời có càng phát hiện kinh người. Thiên Lang tay cụt trên vết thương mặt, mang theo giả thiên ma đế nhân quả hơi thở. Hắn cánh tay này, rõ ràng cho thấy bị giả thiên ma đế chặt đứt. Lấy giả thiên ma đế thực lực, còn có giết người chém cỏ tính cách, hắn nếu như động thủ, không thể nào lưu người sống, làm sao có thể chỉ đoạn một cánh tay, không có giết chết Thiên Lang. Diệp Thần nhất thời nghi ngờ, cái này sau lưng, nhất định khác có kỳ hoặc. Thiên Lang một mình chữa thương. Hắn hiển nhiên không biết, mình đã bại lộ. Diệp Thần tu luyện thiên ma động minh mắt sau đó, có thể động triệt hết thảy xương mù dày đặc, Thiên Lang coi như che giấu chui giấu, cũng không khả năng lừa gạt được hắn ánh mắt. Diệp Thần, ngươi là người thông minh, đây không phải là ta lần đầu tiên mời, đầu dựa vào ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mạc Huyết Minh mang mỉm cười, cũng không có phát hiện khác thường, hắn hoàn toàn không biết. Mình mai phục ở Thiên Đạo Cung bên trong con cờ, đã bị Diệp Thần phát hiện. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Diệp Thần không giấu vết, cũng không có bại lộ cái gì, chậm rãi lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt Mạc Huyết Minh mời. Chớ vội cự tuyệt, người cân nhắc một chút, không có ta che chở, người tuyệt đối phải bị Thiên Đạo Cung tiêu diệt. Mạc Huyết Minh đứng chắp tay, một mặt thương hại hình dáng.
không cần cân nhắc, ta nhân quả, ta sẽ tự đi chặt đứt, không cần ngươi bận tâm. Diệp Thần ánh mắt kiên quyết, nhưng không có chút nào đầu dựa vào ý. Mạc Huyết Minh trầm mặc, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, không nói gì. Diệp Thần vậy không nói gì, hai người không nói một lời, như pho tượng đứng yên. Trong núi gió thổi tới, một phiến nghẹn ngào. Hồi lâu, Mạc Huyết Minh chậm rãi nói ra, nói, đã như vậy, vậy ngươi đi thôi. À, Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, ngươi thả ta đi, không giết ta sao? Ta hiện tại chính là yếu ớt, ngươi muốn giết ta, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Địch nhân kẻ địch, liền là bạn, ngươi đi thôi, ta không giết ngươi. Mạc Huyết Minh mỉm cười, hắn ngược lại không phải là nhân từ, mà là hắn bây giờ, còn không có thoát khỏi Minh Điện hạn chế. Mà Diệp Thần huyết mạch lực lượng, đặc biệt đáng sợ. Hắn nếu như động sát thủ, bị Diệp Thần huyết mạch phản kích, hắn vậy sẽ không tốt lắm. Coi như thật có thể chém chết Diệp Thần, mình vậy phải bị thương nặng. Trừ phi là hoàn toàn thoát khỏi Minh Điện hạn chế, hắn có thể tùy mình muốn, mới có thể làm được không sợ hết thảy, chém chết hết thảy. Vậy cáo từ. Diệp Thần không có lưu lại, trực tiếp xoay người rời đi. Lần sau tạm biệt, chúng ta sợ là phải binh nhung gặp nhau. Mạc Huyết Minh vẫn chắp hai tay sau lưng, hắn thả Diệp Thần rời đi, trừ kiêng kỵ Diệp Thần huyết mạch phản kích bên ngoài, còn có khác một tầng dự định. Chỉ cần Diệp Thần còn sống, Thiên Đạo Cung liền phải hao phí tâm tư đi đối phó, không thể tất cả tâm thần đối phó hắn. Hắn có phát triển thời gian, chờ sau này đại kiếp hạ xuống, nghịch giết Thiên Đạo Cung cơ hội, liền sẽ lớn rất nhiều. Không biết Hiên Viên Mặc Tà bên kia thế nào, hắn thu ta Chu Thiên Thần kiếm quyết, nghịch luyện Hồng Mông cổ pháp, chỉ mong không muốn tẩu hỏa nhập ma, thất khiếu chảy máu mới phải, ha ha. Mạc Huyết Minh ánh mắt nhìn về phương xa, một mặt cười tủm tỉm hình dáng. Lúc này, Thiên Đạo Cung bên ngoài, Lục Hào Sơn trên. Một đám Thiên Đạo Cung cường giả, bao vây toàn bộ Lục Hào Sơn. Tất cả cường giả, trong tay đều cầm binh khí, đằng đằng sát khí hình dáng. Cả tòa Lục Hào Sơn, bầu không khí chặt nghiêm túc, gươm thuốc vỏ, nỏ dương dây. Trong núi đạo đồng cửa, chố mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Ngày nay đại đế đã chết, Kim Tinh Man Ngưu lại bị phái đi ra ngoài, lúc này Lục Hào Sơn, cũng không có cường giả bảo vệ, mặt đối Thiên Đạo Cung cao thủ vây khốn, nhất thời rơi vào hiểm cảnh. Đỉnh núi đạo quan, Thiên Cơ đạo nhân ngồi xếp bằng, một mặt mây thưa gió nhẹ hình dáng, hai tròng mắt khép hờ, tựa hồ không hỏi thế sự. Rào. Một cái to lớn thiên long, hạ xuống ở đỉnh núi đạo quan trên, lắc mình một cái, hóa thành hình người, chính là Viêm Thiên Long Thần. Thiên lão, Thiên Đạo Cung cung chủ mời ngươi vào cung một chuyến. Viêm Thiên Long Thần mỉm cười, sải bước đi đến Thiên Cơ đạo nhân trước mặt. Lúc này Viêm Thiên Long Thần, giữa eo bái phục đao, cả người hơi thở bằng bạc, từng luồng u ám ma hy phủ văn, không ngừng lóe lên. Hắn khí thế, cực kỳ cường thế, lại có thể đột phá. Thậm chí, hắn trên thân thể mặt, còn mơ hồ có thượng cổ thần đế ánh sáng. Hiên Viên Mặc Tà mời ta vào cung, vì chuyện gì? Thiên Cơ đạo nhân mở mắt ra, nhìn Viêm Thiên Long Thần một mắt, đột nhiên ánh mắt nhảy lên, hỏi. Đợi một chút, ngươi hơi thở. Hắn chỉ cảm thấy lúc này Viêm Thiên Long Thần, hơi thở vô cùng cường đại, lại còn có thượng cổ thần đế trói lọi, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Ha ha, Thiên Lão, nhờ có cung chủ Thủy Ban cho ân từ, ta lấy được thiên đại tạo hóa, Thiên Lão ngài tinh thông suy diễn phương pháp, cũng có thể dò ngó gặp sau lưng nhân quả. Viêm Thiên Long Thần cười nói. Trên người hắn thần đế ánh sáng, là thượng cổ thất đại thần đế một trong, câu trần khí tức của đại đế. Thiên Cơ đạo nhân sắc mặt ngưng trọng, sử dụng Thanh Long Định Hồn Kính, đạo đạo pháp quyết đánh lên đi, nhất thời, trên mặt kiếng liền lướt qua một bức bức ánh xem. Ngày đó, vì cướp đoạt đế Long Châu, Hiên Viên Mặc Tà phái Thiên Lang đi ra ngoài. Mà Hiên Viên Mặc Tà, dựa vào Thiên Lang cống hiến Chu Thiên Thần kiếm quyết, tu luyện dưới, thực lực rất có tinh tiến, hắn biết rõ Chu Diệt Diệp Thần đánh một trận, Thiên Đạo Cung tổn thất quá nghiêm trọng, liền tối tăm bia cũng bị mất. Phải từ những địa phương khác tìm về bồi thường, mới có thể đền bù tổn thất. Cho nên, Hiên Viên Mặc Tà lên thần đế nơi chôn cất chủ ý. Thừa dịp thực lực tăng lên,
Hiên Viên Mặc Tà nghịch thiên suy tính, rốt cuộc tính ra thượng cổ thất đại thần đế một trong, Câu Trần đại đế nơi chôn cất chỗ. Hắn phái người đào giống Câu Trần nơi chôn cất, cướp lấy tất cả chân bảo, cũng đem Câu Trần đại đế thi hài, vậy mang về Thiên Đạo Cung, cũng dùng đặc thù bí pháp, đem thi hài và Viêm Thiên Long thần dung hợp. Dung hợp thượng cổ thần đế thi hài, Viêm Thiên Long thần hoàn toàn lột xác, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại có thể đạt tới thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Không thể nào, người coi như luyện hóa Câu Trần đại đế thi hài, cũng không khả năng đạt tới thiên thần cảnh tầng 8 thiên cảnh giới. Người rốt cuộc làm sao làm được? Thiên Cơ đạo nhân nhất thời lộ vẻ xúc động, thượng cổ thần đế thi hài, linh khí tự nhiên bàng bạc ngút trời, nhưng dựa hết vào một cổ thi hài, không thể nào có như thế kinh khủng tiến bộ. Viêm Thiên Long thần có thể nghịch thiên quật khởi, thành là thiên thần cảnh tầng 8 thiên cao thủ, sau lưng nhất định còn có những thứ khác nhân quả. Ha ha, sau lưng nhân quả, Thiên Lão sau này có thể từ từ suy tính, nhưng hiện tại, mời Thiên Lão đứng dậy, theo ta hồi cung một chuyến, cung chủ chờ ngươi rất lâu rồi. Viêm Thiên Long thần tay nắm giữ cán đao, cười nói. Hiên Viên Mặc Tà muốn làm cái gì, ta ở Lục Hào Sơn ở rất khá, không cần hắn ngoài ra biếu. Thiên Cơ đạo nhân xếp bằng ngồi dưới đất, cũng không có lên đường ý. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc, xin Thiên Lão không nên làm khó tại hạ, theo ta vào cung đi. Viêm Thiên Long thần nói chuyện cung kính, nhưng giữa trán một phiến ác liệt. Hiển nhiên, nếu như Thiên Cơ đạo nhân không chịu lên đường, hắn thì phải dùng dã man thủ đoạn. Thiên Cơ đạo nhân sắc mặt trầm xuống, hắn cảm thấy Lục Hào Sơn vùng lân cận, còn có rất nhiều ngày đạo cung cường giả. Nếu như hắn không chịu đi, đối phương nhất định phải động võ, hắn cử xuống đồng tử đồng nữ đều phải chết. Được, ta đi với ngươi. Thiên Cơ đạo nhân không giấu vết, đạo đạo linh quyết đánh vào Thanh Long Định Hồn Kính trên. Hắn rất rõ ràng, Thiên Đạo Cung như vậy đằng đằng sát khí hình dáng, tuyệt đối là hướng về phía Diệp Thần tới. Hắn và Diệp Thần, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thiên Đạo Cung muốn từ hắn trong miệng, tra hỏi ra Diệp Thần hết thảy. Thiên Cơ đạo nhân cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, liền đoán được sau lưng nhân quả. Linh quyết chuyển động gian, từng tia hồng mông hơi thở tràn ngập, Thanh Long Định Hồn Kính tản mát ra từng cơn thanh mang. Thiên Cơ đạo nhân tỉnh bơ gian, vận dụng hồng mông cổ pháp, quá diễn thiên hành thuật, phong tỏa Diệp Thần hơi thở, miễn được bị Thiên Đạo Cung phát hiện. Hắn không muốn để cho Diệp Thần bại lộ. Một khi Diệp Thần bại lộ, lấy Viêm Thiên Long Thần lúc này thực lực, tuyệt đối có thể chém chết. Mà Viêm Thiên Long Thần, nhìn Thiên Cơ đạo nhân động tác, còn lấy là hắn ở suy tính chuyện của mình, hoàn toàn không biết âm thầm bên trong, Thiên Cơ đạo nhân đã cắt đứt Diệp Thần nhân quả hơi thở, không để cho người ngoài dòm ngó gặp. Quá diễn thiên hành thuật, cửa này 33 thiên hồng mông cổ pháp, mặc dù liền một con kiến cũng giết không chết, nhưng có vô cùng mạnh mẽ suy diễn hiệu quả, hơn nữa còn có thể che đậy trên người nhân quả số mạng, đặc biệt kỳ diệu. Làm xong hết thảy các thứ này, Thiên Cơ đạo nhân thu hồi Thanh Long Định Hồn Kính, sắc mặt hơi trắng bệch. Vận dụng quá diễn thiên hành thuật, thay Diệp Thần che đậy nhân quả, hắn hao phí to lớn linh lực, nhưng hắn ánh mắt vẫn trấn định, lập tức đi theo Viêm Thiên Long Thần, rời đi Lục Hào Sơn, trực tiếp đi Thiên Đạo Cung. Thiên Cơ tiền bối xảy ra chuyện. Mà lúc này, Diệp Thần đã rời đi Minh Điện, trên đường trở về, nhưng đột nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt nguy cơ. Từng luồng tiên thiên âm dương bát quái khí tượng, ở trên người hắn tràn ngập lên, đây là quá diễn thiên hành thuật hơi thở. Thiên Cơ đạo nhân sử dụng quá diễn thiên hành thuật, che đậy trên người hắn nhân quả hơi thở, làm cho không người nào có thể bắt. Diệp Thần dọc theo cái này từng luồng tiên thiên bát quái khí, nhất thời dòm ngó thấy Thiên Cơ đạo nhân tình cảnh. Hắn bị Thiên Đạo Cung bắt đi. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, không nghĩ tới Thiên Cơ đạo nhân lại có thể bị Thiên Đạo Cung bắt đi. Tuy nói Thiên Cơ đạo nhân là Hiên Viên Mặc Tà sư phụ, nhưng Hiên Viên Mặc Tà từng có giết sư phụ chứng đạo vết xấu, thời đại thượng cổ đã từng muốn ám sát Sùng Quang đại đế, cũng không phải là cái gì nhân thiện hạng người. Coi như là tôn sư, hắn cũng dám giết. Hắn bắt đi Thiên Cơ đạo nhân, trời mới biết có ý đồ gì. Diệp Thần nhất thời một hồi lo âu, chỉ lo lắng Thiên Cơ đạo nhân an nguy. Thiên Đạo Cung chỗ sâu, một tòa hùng vĩ bên trong cung điện. Một cái mái tóc dài bù xù nam tử, cả người vòng quanh hừng hực sáng mờ sôi trào gian,
có một cái cầm ác liệt phi kiếm, không ngừng còn quấn, từng luồng cuồn cuộn thánh quang, từ mênh mông bát hoang thấm ra, hạ xuống ở nam tử trên mình. Hắn chính là Hiên Viên Mạc Tà. Tự tu luyện Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, Hiên Viên Mạc Tà toàn thân 100.000 giọt máu, toàn bộ diễn hóa thành phi kiếm, thời khắc này hắn, quanh thân phi kiếm vẩn quanh, hơi thở bá đạo tới cực điểm. Hắn tu vi hơi thở, so với trước kia, cũng là đột phá rất nhiều. Xem hắn loại cao thủ này, muốn đột phá, là đặc biệt chuyện khó khăn, nhưng dựa vào Chu Thiên Thần Kiếm Quyết Hồng Mông Oai, hắn nhưng là tinh tiến rất nhiều, có thể tưởng tượng được, cái này Chu Thiên Thần Kiếm Quyết có lợi hại dường nào. Vậy Chu Thiên Thần Kiếm Quyết Nguyên Thủy Ngọc Giản, mặc dù bị Mạc Huyết Minh làm qua tay chân, nhưng tu luyện khẩu quyết vẫn là thật, chỉ là thứ tự bị đánh loạn, nhưng vẫn có nghịch thiên thần uy. Hiên Viên Mạc Tà lúc tu luyện ngày còn thấp, nghịch luyện Hồng Mông cắn chả còn không có hiện ra, thời khắc này hắn, tạm thời còn không có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, chỉ có tràn đầy thô bạo, tràn đầy cuồng ngạo, tràn đầy ác liệt. Hiên Viên đại nhân, Thiên lão tới. Viêm Thiên Long thần mang Thiên Cơ đạo nhân, đi tới trên đại điện. Hiên Viên Mạc Tà, người hơi thở. Thiên Cơ đạo nhân ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Mạc Tà, ánh mắt nhất thời một hồi kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy lúc này Hiên Viên Mạc Tà, hơi thở so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều, đơn giản là tinh không nhật nguyệt, mênh mông không thể chiến thắng. Ha ha, Thiên lão, bổn tọa vận khí không tệ, gần đây tu vi có chút tinh tiến, đã có thể câu thông Hồng Mông chí bảo, điều động Sùng Quang Thần Hà Cung Thiên Uy. Hiên Viên Mạc Tà ngay lúc nói chuyện, từng luồng thần quang hà thải không ngừng cổn đãng. Đại điện chỗ sâu, vậy truyền ra vô cùng huy hoàng Hồng Mông bảo quang, tựa hồ muốn bao phủ thiên địa, hiện ra uy nghiêm vô thượng. Đây là 33 thiên Hồng Mông chí bảo, Sùng Quang Thần Hà Cung hơi thở. Sùng Quang Thần Hà Cung, Thiên Cung năm bảo một trong, ở 33 thiên Hồng Mông chí bảo bên trong hạng thứ 9, mặc dù không bằng Hồng Liên Tử Kim Cung, Huyễn Nguyệt Tinh Diễm Cung, Vũ Hóa Thiên Hoàng Cung cái này ba tòa tuyệt thế thiên cung, nhưng ở thần quốc biên giới, nhưng là lợi hại nhất pháp bảo một trong. Hiên Viên Mạc Tà trước kia lão sư, Sùng Quang Đại Đế danh hiệu, chính là từ Sùng Quang Thần Hà trong cung diễn hóa ra. Cái này Sùng Quang Thần Hà cung, có vô cùng thâm hậu Hồng Mông thiên uy, coi như mạnh như Hiên Viên Mạc Tà, cũng không thể luyện hóa chân áp, nhưng lúc này, hắn lật tay tới giữa, nhưng tràn ra từng tia Sùng Quang cung uy nghiêm, hiển nhiên đã có thể điều động cái này kiện chí bảo bộ phận lực lượng. Bổn tọa thiên mệnh sở quy, ngày khác đại kiếp hạ xuống, tất có thể trấn áp tiêu diệt hết thảy kẻ địch, độc đoán vạn cổ. Thiên lão, người ta thầy trò liên thủ, nắm giữ chư thiên vạn giới, chẳng phải tốt thay. Hiên Viên Mạc Tà cười híp mắt nhìn Thiên Cơ đạo nhân, nói, dưới mắt bổn tọa lớn nhất ma chướng, chính là cái đó gọi Diệp Thần thanh niên. Thiên lão, bổn tọa biết ngươi và Diệp Thần, lén lút có nhiều liên lạc, nhưng bổn tọa sẽ không trách cứ ngươi, chỉ cần ngươi chịu nói ra Diệp Thần hết thảy. Diệp Thần là Hiên Viên Mạc Tà lớn nhất ma chướng, cũng là lớn nhất nghiệp đếm. Chỉ có diệt trừ Diệp Thần, hắn mới có thể hoàn toàn an tâm, là lấy sau đại kiếp làm chuẩn bị. Ngươi đang ép hỏi ta. Thiên Cơ đạo nhân trong mắt rét lạnh, Hiên Viên Mạc Tà nói như thế nhiều, còn nói gì thầy trò liên thủ, nắm giữ thiên hạ, đều là nói bừa thôi, hắn sau cùng mục đích, chỉ là thám thính Diệp Thần hết thảy. Nói cho bổn tọa, Diệp Thần sau lưng là ai? Hắn kiếp trước nhân quả, hắn hết thảy, vậy ngươi trước kia và hắn dây dưa dễ má, bổn tọa không nhắc chuyện cũ, nhưng nếu như ngươi dám giấu giếm. Hiên Viên Mạc Tà ánh mắt sắc bén, một cái thanh phi kiếm lăng không thả ra, tại trên đại điện quanh quẩn, suy suy vang dội, tựa hồ Thiên Cơ đạo nhân chỉ cần nói một cái chữ bất, hắn thì phải động sát thủ, ngự kiếm đem hắn bầm thây vạn đoạn. Diệp Thần người này, khí vận trùng tiêu, hắn mới thật sự là thiên mệnh sở quy. Sau này đại kiếp hạ xuống, có thể cứu thần quốc người, không phải ngươi, mà là hắn. Đối mặt với Hiên Viên Mạc Tà uy hiếp, Thiên Cơ đạo nhân yên ổn như thường, từng chữ như đao kiếm, chữ chữ xiết tim, chỉ có hắn, mới có thể cứu thần quốc, và ngươi không có chút nào quan hệ. Nghe Thiên Cơ đạo nhân mà nói, Hiên Viên Mạc Tà nhất thời như bị sét đánh, cả người chấn động. Đủ rồi. Hiên Viên Mạc Tà vô cùng tức giận. Huyền Thiên Cơ hội, ngươi không cần nói nhảm nữa, bổn tọa chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi kết quả có nguyện ý hay không nói ra Diệp Thần chân tướng. Hắn dưới cơn thịnh nộ,
lại không ngừng kêu Thiên Cơ đạo nhân tục danh. Lần trước vận dụng hư ảnh phân thân, không có giết chết Diệp Thần, Hiên Viên Mạc Tà Sâu lấy là hám, lần này hắn luyện thành Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, vừa có thể câu thông Sùng Quang Thần Hà Cung năng lượng, hơn nữa thủ hạ Viêm Thiên Long Thần, vậy hoàn toàn lột xác, chỉ cần biết Diệp Thần chỗ, hắn tuyệt đối có thể chém chết. Diệp Thần là ứng kiếp người, ta sẽ không nói cho người biết, người chết điều này tim đi. Thiên Cơ đạo nhân ánh mắt lạnh lùng, hắn trước đây như thế bảo vệ Diệp Thần, trừ Diệp Thần luyện hóa hỗn độn tinh thụ, tương đương với thành hắn sư thúc sau đó, còn bởi vì Diệp Thần trên người có đại khí vận, là lấy sau cứu thần quốc chỗ mấu chốt. Vì thần quốc hàng tỷ thương sinh, hắn tuyệt đối không thể nào bại lộ Diệp Thần hết thảy. Hiên Viên Mặc Tà giận phát trùng tiêu, vành mắt hết sức nứt ra, nói, ngươi lấy vì ngươi không nói cho bổn tọa lại không thể tra xét sao. Sùng Quang xem ảnh thuật, cho ta nhìn rõ. Từng luồng sáng mờ, từ Hiên Viên Mặc Tà bàn tay gian dòng nước chảy ra, ngưng tụ thành một bức hà thải sách cổ bên trên, không ngừng thiểm lược qua một bức bức hình ảnh, vô số thiên cơ số mạng, cửu cung bát quái khí tượng, rối rít tràn ngập ra. Sùng Quang xem ảnh thuật, là một môn suy diễn xem bói thần thông, từ Sùng Quang thần hà trong cung chảy ra, so với Hiên Viên Mặc Tà trước kia nắm giữ thuật pháp, còn lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá, sử dụng cửa này suy diễn thần thông, cần phải chịu đựng nghịch thiên hồng mông uy áp. Cổ uy áp này, đến từ Sùng Quang thần hà cung, sẽ cho thân thể mang đến to lớn gánh vác. Trước đây Hiên Viên Mặc Tà, chỉ dùng qua một lần, dùng để suy tính câu Trần Đại Đế ngôi mộ, hiện tại, vì điều tra Diệp Thần tung tích, hắn lần thứ hai sử dụng. Nhất thời, từng trận to lớn hồng mông uy áp, để cho Hiên Viên Mặc Tà sắc mặt ngưng trọng. Hắn trấn thủ tâm thần, ngăn cản áp lực đánh vào, ánh mắt rơi vào sách cổ trong hình vẽ, tìm kiếm Diệp Thần tung tích. Nhưng sách cổ hình ảnh không ngừng lướt qua, nhưng thủy chung không gặp Diệp Thần bóng dáng. Diệp Thần thiên cơ số mạng, tựa hồ hoàn toàn biến mất, vô luận dùng thủ đoạn gì, đều không thể điều tra. Huyền Thiên Cơ Hội, ngươi làm tay chân. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt trợn to, vô cùng chấn nộ nhìn Thiên Cơ đạo nhân. Hắn nghịch thiên suy tính, còn không tra được Diệp Thần chỗ, Diệp Thần trên người nhân quả khí tượng, hiển nhiên bị người che đậy. Mà thần quốc biên giới, có như thế cường đại che trời thủ đoạn, chỉ có Thiên Cơ đạo nhân một người mà thôi. Ngươi thật làm nghịch ta. Viêm Thiên Long Thần cũng là tức giận, rút ra đao ra khỏi vỏ, gác ở Thiên Cơ đạo nhân trên cổ. Ông! Hắn thanh đao này, bạch hổ nuốt miệng, thân đao mỏng như cánh ve, một phiến sáng bóng, đằng đằng sát khí, đại bàng tuyên trước rất nhiều cổ xưa hình hổ đồ đằng, lại là trong truyền thuyết tứ tượng bí bảo một trong, bạch hổ đoạn hồn đao. Ha ha, nguyên lai các ngươi trộm đào câu Trần Đại Đế ngôi mộ, lại có thể còn chiếm được bạch hổ đoạn hồn đao, Viêm Thiên, khó trách ngươi có thể như đột phá này. Thiên Cơ đạo nhân sắc mặt không thay đổi, nhìn cái này cầm bạch hổ đoạn hồn đao, hắn nhưng là hiểu rõ rất nhiều. Nguyên lai Viêm Thiên Long Thần có thể đột nhiên tăng mạnh, bước vào thiên thần cảnh tầng 8 trời, nguyên nhân trong đó, trừ dung hợp câu Trần Đại Đế thi hài bên ngoài, hắn còn luyện hóa bạch hổ đoạn hồn đao. Này đao là tứ tượng bí bảo một trong, cũng là 33 thiên hồng mông chí bảo, và thanh long định hồn kính, chu tước phi hà châm, huyền vũ diều khai thiên cùng nổi danh, sát phạt hơi thở đặc biệt ác liệt. Nếu như bạch hổ không chết, và này đao dung hợp, hồn đao hợp nhất, tuyệt đối muốn hùng phách thiên hạ. Đáng tiếc Thiên Đạo Cung không tốt như vậy khí vận, bạch hổ sớm bị Diệp Thần giết chết, cuối cùng bị tiểu hoàng cắn nuốt, Thiên Đạo Cung đạt được này đao, cũng chỉ có thể ban cho Viêm Thiên Long Thần. Viêm Thiên Long Thần tuy không đạt tới hồn đao hợp nhất cảnh giới, nhưng long tướng hổ ngạo, sát khí trùng tiêu, cũng có một phen ác liệt khí tượng. Thiên Lão, nói ra Diệp Thần tung tích, chớ ép ta động thủ. Viêm Thiên Long Thần đè ép xuống lưỡi đao, nhất thời, Thiên Cơ đạo nhân trên cổ, liền xuất hiện một dấu máu. Hiên Viên Mặc Tà nhìn Viêm Thiên Long Thần động tác, cũng không có lời nói, lạnh lùng nhìn. Hiên Viên Mặc Tà, người muốn giết ta. Thiên Cơ đạo nhân trầm giọng nói. Bổn tọa hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không nói ra chân tướng? Hiên Viên Mặc Tà thanh âm vô cùng lãnh khốc. Không thể trả lời. Thiên Cơ đạo nhân ánh mắt rời về phía nơi khác. Rất tốt, rất tốt. Hiên Viên Mặc Tà trong lòng vô cùng tức giận, dưới cơn thịnh nộ,
sắc mặt ngược lại trấn định yên lặng, quát lên, Viêm Thiên, động thủ. Thời đại thượng cổ, bổn tọa nghịch thiên giết sư phụ, muốn chém giết Sùng Quang Đại Đế chứng đạo, ngày hôm nay, bổn tọa nếu lại lần giết sư phụ chứng đạo. Huyền Thiên cơ hội, con đường này là ngươi chọn, không nên trách bổn tọa vô tình. Viêm Thiên Long Thần đáp dạ một tiếng, bàn tay nắm chặt Bạch Hổ đao, thì phải một đao chém xuống Thiên Cơ đạo nhân đầu lâu. Thiên Cơ đạo nhân hừ một tiếng, sắc mặt đoạn tuyệt, nhắm mắt chờ chết. Báo. Ngay tại lúc này, một cái Thiên Đạo cung đệ tử chạy nhanh đi vào. Chuyện gì? Thiên Viên Mặc Tà trầm giọng hỏi. Viêm Thiên Long Thần vậy dừng lại ở động tác, lưỡi đao dính sát trước Thiên Cơ đạo nhân cổ. Thượng giới tôn tộc người đến, ở bên ngoài chờ. Đệ tử kia bẩm báo. Thượng giới người đến. Thiên Viên Mặc Tà nhướng mày một cái, nói, để cho nàng đi vào. Đệ tử kia xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, liền dẫn liền một người mặc quần áo đen, lưng đeo kiếm to cô gái đi vào. Thiên Viên cung chủ, vẫn khỏe chứ? Quần áo đen kiếm nữ liễm nhẫm thi lễ một cái. Ánh mắt nhìn một chút trong đại điện kiếm bạt nỗ trương tình cảnh, cười nói, nặng như vậy sát khí, Thiên Viên cung chủ là muốn giết sư phụ chứng đạo sao? Ha ha, tệ phái một chút vặt vãnh chuyện vặt, để cho Tuyền Phỉ đại nhân chê cười. Thiên Viên Mặc Tà cười một tiếng, cái này quần áo đen kiếm nữ, chính là thượng giới nữ hoàng bên người gần thị, Tuyền Phỉ. Thiên Viên cung chủ giết sư phụ chứng đạo, đây là nghịch thiên đại khí phách, nếu như chứng đạo thành công. Thiên Viên cung chủ đột phá giới vách đá hạn chế, phi thăng thượng giới, sợ rằng nhà ta nữ hoàng vị trí, cũng phải làm cho ngươi. Tuyền Phỉ lông mày loan nguyệt, tự cười như không nói. Thiên Cơ đạo nhân thanh danh hiển hách, nàng tự nhiên vậy biết cái trước là Thiên Viên Mặc Tà sư phụ, mà giờ khắc này, trong đại điện đằng đằng sát khí, Thiên Viên Mặc Tà bày rõ là muốn giết sư phụ. Một khi hắn chứng đạo thành công, phi thăng thượng giới. Sợ là Huyền Cơ Nguyệt cũng ngủ không ngon giấc. Không dám, nữ hoàng chí tôn uy sắp bát phương, thống ngự vạn giới, quang diệu vạn cổ, tại hạ sao dám không vâng lời. Ngày khác tại hạ nếu là có may mắn phi thăng, đi đến thượng giới, còn muốn mời nữ hoàng chí tôn chiếu cố một hai. Thiên Viên Mặc Tà khẽ mỉm cười, nhưng là một mặt cung thuận hình dáng. Ha ha, Thiên Viên cung chủ không khỏi quá mức tự khiêm nhường, tay người cầm Sùng Quang Thần Hà cung. Nội tu tinh đế hạo nhiên khí, khí vận ngút trời, thần thông vô địch, người nếu như phi thăng thượng giới, mũi nhọn sợ rằng phải lấn át ta nữ hoàng thiên cung. Tuyền Phỉ cười nói, nơi nào, tại hạ điểm này nông cạn tu vi, sao dám cùng nữ hoàng chí tôn là địch. Không biết Tuyền Phỉ đại nhân lần này tới, có gì sao? Thiên Viên Mặc Tà rời đi đề tài. Ha ha, không biết Thiên Viên cung chủ hay không còn nhớ, người và Đế Uyên Điện Hàn trưởng lão ước định. Tuyền Phỉ nghiêm mặt một cái, nói. Hàn trưởng lão, cái này tại hạ tự nhiên nhớ, hắn ủy thác ta điều tra thần quốc các loại nhân quả, ta đã điều tra rõ, nhưng từ đầu đến cuối không gặp Hàn trưởng lão hiện thân, Tuyền Phỉ đại nhân lần này tới, chính là vì chuyện này. Đoạn thời gian này, Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt tranh đấu, từ Tuyền Cơ hạ xuống bắt đầu, thẳng đến Huyền Cơ Nguyệt uế đất phân thân tiêu diệt, xương trắng xá lợi bị Tiểu Hoàng chiếm đoạt, cái này nhân quả trong đó mạch lạc. Thiên Viên Mặc Tà đã tra rõ, nhưng lại không gặp Hàn Trường Sinh hiện thân. Không sai, ta trước đây ở vực ngoại, có chuyện trọng yếu tình xử lý, không cách nào thoát thân, cho nên nữ hoàng bệ hạ cắt cử Đế Uyên Điện Hàn Trường Sinh ra tay, hạ xuống thần quốc cùng ngươi giao dịch. Nhưng hôm nay, Hàn Trường Sinh đã bị người giết chết, ta ở vực ngoại nhân quả cũng kết, cho nên ta hiện tại đích thân tới, muốn hỏi một chút Thiên Viên cung chủ kết quả của điều tra. Tuyền Phỉ nói. Hàn trưởng lão chết, Thiên Viên Mặc Tà mặt liền biến sắc. Không sai, hắn hẳn chết ở U Minh vùng biển, Tuyền Phỉ nói. U Minh vùng biển, quả nhiên là hắn. Thiên Viên Mặc Tà lại lần nữa biến sắc. Diệp Thần trước đây không lâu liền ra vào U Minh vùng biển. Ai động thủ, rất rõ ràng. Nhưng là, phải biết, Hàn Trường Sinh thực lực dõi mắt thần quốc đều đủ để dung chuyển hết thảy, hơn nữa sau lưng còn có một cái đế thích thiên. Đó là đủ để hủy diệt Thiên Đạo cung tồn tại, vô cùng lợi hại. Không chỉ như vậy, Hàn Trường Sinh thân phận đa dạng, Đế Uyên Điện, Thượng Giới, cùng với Thiên Ma Tộc, cũng có liên quan. Như vậy tồn tại, làm sao có thể ở thần quốc địa giới U Minh vùng biển bị người giết chết?
nhưng hiện tại, Hàn Trường Sinh nhưng là bị Diệp Thần giết chết. Đế Huyền Điện sau lưng vị kia, không có ra tay tiêu diệt hung thủ sao? Hiên Viên Mặc Tà nghi ngờ hỏi. Hàn Trường Sinh là Đế Huyền Điện người, sau lưng có Đế Thích Thiên che chở. Dám giết Đế Huyền Điện trưởng lão, ngang hàng khiêu chiến Đế Thích Thiên uy nghiêm. Theo lý thuyết, vì duy trì Đế Huyền Điện uy danh, Đế Thích Thiên tuyệt đối muốn rơi xuống trời nổi giận, giết người diệt địch. Nếu quả thật như vậy, Hiên Viên Mặc Tà có thể vô tư không lo. Nhưng hiện tại, Diệp Thần vẫn vui vẻ nhảy loạn, cũng không có bị Đế Thích Thiên giết chết. Lúc đó chiến đấu, phát sinh ở U Minh vùng biển cấm hồn đảo, thiên cơ sương mù dày đặc quá nồng dày, Đế Huyền Điện không có phát giác, sau chuyện này truy xét mới phát hiện một chút đầu mối. Tuyền Phỉ lắc đầu một cái. Thằng nhóc kia, thật là có đại khí vận che chở à. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Tà cũng không nhìn được xúc động, nếu như lúc ấy Đế Thích Thiên ra tay, chu diệt Diệp Thần, ngược lại không cần hắn khổ cực như vậy. Tuyền Phỉ phát giác cái gì, còn người híp lại, nói, xem ra, người biết sau lưng chân tướng. Hiên Viên Mặc Tà con người lóe lên u lãnh quang, giết chết Hàn trưởng lão người hẳn là một người kêu Diệp Thần thần quốc thanh niên. Người này thực lực chỉ bất quá hỗn độn sơ kỳ, còn như hắn làm sao chém chết Hàn trưởng lão, ta cũng không biết. Người này thần bí khó lường, sợ rằng thiên cơ đạo nhân biết chân thực lai lịch. Cho nên ta lúc này mới mời thiên cơ đạo nhân tới thẩm vấn. Một bên thiên cơ đạo nhân, mày trắng khều một cái, nhàn nhạt nói. Ta nói, Diệp Thần hắn mới là thiên mệnh sở quy, chân chính ứng kiếp người, là lấy sao cứu thần quốc mấu chốt, Hiên Viên Mặc Tà. Người không cần uổng phí tâm tư, người giết không chết hắn. Im miệng. Hiên Viên Mặc Tà một hồi tức giận, vẫy tay quát lên, người đâu, trước mang hắn đi xuống, nhốt lại. Hắn và Tuyền Phỉ thương lượng sự việc, nhưng không nghĩ để cho thiên cơ đạo nhân ở chỗ này chướng mắt. Ừ, có hai cái hình phạt trưởng lão đi vào, đem thiên cơ đạo nhân dẫn đi. Thiên cơ đạo nhân sắc mặt thê lương, từ đầu đến cuối không nói một lời. Viêm Thiên Long Thần thu đao, xuôi tay yên lặng đứng. Đợi được thiên cơ đạo nhân bị áp xuống đi, Hiên Viên Mặc Tà móc ra một phiến ngọc giản, giao cho Tuyền Phỉ, nói, nữ hoàng chí tôn muốn điều tra nhân quả, đều ở đây cái này trong ngọc giản, mời Tuyền Phỉ đại nhân chuyển giao, tại hạ vậy coi là công đức viên mãn. Không không không, Tuyền Phỉ lắc đầu một cái, nói, Hiên Viên cung chủ, ban đầu Hàn trưởng lão nhưng mà dặn dò, mời ngươi tự mình đi thượng giới một chuyến. Trước mặt đem cái này phiến ngọc giản, giao cho nữ hoàng bệ hạ. Có ngọc giản này, còn muốn tại hạ tự mình đi thượng giới. Hiên Viên Mặc Tà sắc mặt chợt biến, thượng giới là Huyền Cơ Nguyệt địa bàn, cũng không phải là hắn địa bàn. Một khi đi thượng giới, người là giao thớt, ta là thịt cá, vạn nhất phát sinh cái gì bất ngờ, vậy cần phải mặc cho người làm thịt. Đúng vậy, có rất nhiều nhân quả, sợ rằng phải trước mặt nói tỉ mỉ, mới có thể nói rõ ràng. Làm phiền Hiên Viên cung chủ đại giá. Tuyền Phỉ mỉm cười nói. Cái này đáng chết nữ hoàng, là sợ ta làm tay chân à. Hiên Viên Mặc Tà trong lòng trầm xuống, Huyền Cơ Nguyệt muốn hắn đi thượng giới, là vì trước mặt đối chất, sợ hắn ở trong ngọc giản làm tay chân, cho nàng tình báo giả. Nhưng thượng giới nguyên địa, chân thực quá mức nguy hiểm, nếu như đi, Hiên Viên Mặc Tà không có nắm chắc sống trở về. Tại hạ không thể ngày rời đi đạo cung. Mời Tuyền Phỉ đại nhân thứ lỗi. Hiên Viên Mặc Tà sắc mặt trịnh trọng, uyển ngôn cự tuyệt. Hắn tuyệt đối không thể đi thượng giới, nếu không có nguy hiểm tánh mạng. Vì sao? Tuyền Phỉ hỏi. Tuyền Phỉ đại nhân cũng biết, ta Thiên Đạo cung cốt lõi nhất sơn môn, kêu sùng quang thần hà cung, và các ngươi nữ hoàng chí tôn Huyễn Nguyệt Tinh Diễm cung như nhau, cũng là thiên cung năm bảo, một trong, có nghịch thiên hồng mông thần uy. Nhưng ở hạ không có nữ hoàng chí tôn lớn như vậy thần thông, có thể thoát khỏi hồng mông thiên uy trấn áp, tại hạ bị sùng quang thần hà cung hạn chế, không thể ngày rời đi đạo cung nửa bước, nếu không có nguy hiểm tánh mạng. Hiên Viên Mặc Tà nói ra lý do. Nguyên lai hắn một mực lặn cư thiên đạo cung, không thể đi ra ngoài, là bởi vì là huyết mạch hắn vận mệnh, đã sớm và sùng quang thần hà cung dính chung một chỗ. Sùng quang thần hà cung, là hắn bổn mệnh pháp bảo. Ở chưa có hoàn toàn luyện hóa trước, hắn là không thể ngày rời đi đạo cung, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, Hiên Viên cung chủ không cần lo lắng,
nữ hoàng bệ hạ sớm có kế sách. Tuyền Phỉ cười một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một tờ linh phù toàn thân ánh sáng tím lượn lờ, tản ra từng luồng vô cùng cuồn cuộn vận mệnh hơi thở. Từ nơi này linh phù phía trên, tựa hồ có thể dòm ngó gặp mạng của mỗi người vận. Vậy cổ nắm giữ vận mệnh, xuyên thủng số mệnh hơi thở, nhất thời để cho Hiên Viên Mạc Tà vô cùng chấn động. Cái này, đây là, trong truyền thuyết tử vi số mệnh thuật, đây là tử vi số mệnh thuật hơi thở. Tử vi số mệnh thuật, 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, là hạng thứ hai tồn tại, có nói sao làm vậy, nắm giữ vận mệnh, nắm trong tay sống chết, chấn áp số mệnh oai. Bàn về uy lực, so hắn tinh đế hạo nhiên khí, không biết lợi hại hơn nhiều ít. Ở thời đại thượng cổ, Diệp Thần kiếp trước tay cầm lục đạo luân hồi, mà Huyền Cơ Nguyệt, thì chúa tể chư thiên số mệnh. Một cái là luân hồi đứng đầu, một cái là vận mệnh đứng đầu. Hai người kết hợp, tượng trưng cho luân hồi cùng số mệnh thống nhất, kết hợp sau đó, hai người có thể thống ngự thiên hạ, đúc lại thiên đạo, lấy luân hồi số mệnh thiên uy, nắm giữ vạn giới. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt, muốn một người độc bá quyền lực, cho nên liên hiệp Đế Uyên Điện chu diệt đời trước luân hồi đứng đầu. Cái này tử vi số mệnh thuật, là Huyền Cơ Nguyệt hạch tâm bí pháp, uy lực lớn đến không tưởng tượng nổi, hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ hình dạng. Trong đại điện, Viêm Thiên Long Thần quỳ xuống. Nhìn vậy trương hàm chứa số mệnh hơi thở linh phù, hắn nhất thời mồ hôi chảy ướt lưng, cả người phát run, tựa hồ mình sống chết vận mệnh, hoàn toàn bị người làm thịt. Hiên Viên Mạc Tà cũng là sắc mặt nặng nề, không nghĩ tới Tuyền Phỉ trên tay, lại có thể mang một tấm số mệnh linh phù. Chỉ cần Tuyền Phỉ thiêu hủy số mệnh linh phù, dựa vào nghịch thiên số mệnh uy áp, có thể tạm thời giải trừ hắn và Sùng Quang Thần Hà Cung liên lạc, để cho hắn đạt được tự do, đi thượng giới. Hiên Viên Cung Chủ, cái này linh phù, là nữ hoàng bệ hạ tự tay đúc, có thể để cho ngươi tạm thời lấy được tự do. Tuyền Phỉ đầu ngón tay một nặn, linh phù nhất thời cháy, từng luồng tử vi hơi thở, số mệnh uy áp, không ngừng tràn ngập ra. Rào! Nhất thời, toàn bộ thiên đạo cung, đều đắm chìm ở một phiến sáng chói ánh sáng tím bên trong. Cuồn cuộn ánh sáng tím, như cột khói vậy thẳng sông lên trời cao, xuyên qua thiên địa. Tất cả thiên đạo cung đệ tử, thiên đạo cung trưởng lão, tất cả đều sợ hãi quỳ xuống. Ở trong một cái chớp mắt này, bọn họ cảm nhận được liền nghịch thiên số mệnh uy áp, tim cũng đang nhảy nhót, tựa hồ mình vận mệnh, hoàn toàn bị người làm thịt. Tử vi số mệnh thuật, đây là thượng giới nữ hoàng thần thông. Chẳng lẽ nữ hoàng hạ xuống? Đây là chuyện gì xảy ra? Bí ẩn trong nhà tù, rất nhiều luân hồi mộ địa đại năng, cảm thấy được cái này từng luồng hồng mông mây tía, cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này hồng mông mây tía, đại biểu Huyền Cơ Nguyệt thiên uy, chân thực quá mức mênh mông, làm người ta vô cùng rung động. Muốn chiến thắng số mệnh, trừ phi là luân hồi đứng đầu ra tay. Chỉ có luân hồi, mới có thể nghiền ép vận mệnh. Mà trong đại điện, Hiên Viên Mạc Tà cả người nhẹ bóng, hắn và Sùng Quang Thần Hà Cung liên lạc, đã bị tạm thời giải trừ, hắn khôi phục tự do. Hiên Viên Cung Chủ, chúng ta đi thôi. Tuyền Phỉ trong tay ánh sáng tím dần dần tản đi, mỉm cười nói. Hiên Viên Mạc Tà trong mắt trầm xuống, Huyền Cơ Nguyệt liền tử vi số mệnh thuật cũng thả ra ngoài, rõ ràng đối với thần quốc nhân quả, vô cùng coi trọng, quá mức cho tới sống chết du quan bước, nếu như hắn cự tuyệt, chỉ sợ sẽ có bất trắc họa. Được, ta đi với ngươi. Hiên Viên Mạc Tà gật đầu đáp ứng, Huyền Cơ Nguyệt vận dụng lớn như vậy thủ đoạn mời hắn, hắn căn bản không thể cự tuyệt. Mà thần quốc biên giới, vô số người đều thấy được tử vi thần quang hơi thở. Tử vi số mệnh thuật, đây là thượng giới nữ hoàng hơi thở, làm sao sẽ xuất hiện ở thiên đạo cung? Thiên đạo cung, quả nhiên có đại khí vận, lại có thể đạt được thượng giới nữ hoàng coi trọng tương gia. Nữ hoàng mây tía hạ xuống thần quốc, tương lai đại kiếp, nàng nhất định vô cùng coi trọng. Không sai, thần quốc biên giới, tuyệt đối có nữ hoàng đặc biệt quan tâm nhân quả, nàng lại có thể không tiếc giáng xuống mình số mệnh hơi thở. Rất nhiều người suy đoán. Huyền Cơ Nguyệt mây tía đích thân tới, chuyện này không phải chuyện đùa, điều này đại biểu thần quốc tương lai đại kiếp, thượng giới vậy đặc biệt quan tâm. Số mệnh mây tía hạ xuống, tin tức vậy nhanh chóng truyền đến vực ngoại. Thượng giới cũng phải cắm một cước, xem ra sau này tấn công thần quốc,
chúng ta được phái thêm người. Thất Sát Ma Tông, Trường Hận Ma Tông, Phá Quân Ma Tông, Lục Dục Ma Tông, còn thật nhiều thiên ma tộc, khi biết số mệnh Mây Tía phủ xuống tin tức sau đó, đều là vô cùng ngưng trọng. Huyền Cơ Nguyệt, nàng cấp. Đế Huyền Điện chỗ sâu, mơ hồ có một tiếng cười khẽ than thở truyền ra. Thiên Đạo Cung, trong đại điện. Cung chủ, người đi thượng giới, lúc nào trở về? Viêm Thiên Long thần trán lo lắng âm thầm. Huyền Cơ Nguyệt không tiếc rơi xuống số mệnh Mây Tía, cũng phải mời Hiên Viên Mặc Tà đi trước. Hiển nhiên, thần quốc và diệp thần các loại nhân quả, nàng vô cùng coi trọng, thậm chí không tiếc bại lộ lá bài tẩy, để cho người khác biết thượng giới ý đồ, cũng phải làm như vậy. Nàng bỏ ra giá lớn như vậy, Hiên Viên Mặc Tà là tuyệt đối không thể cự tuyệt, nếu không toàn bộ Thiên Đạo Cung, đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Dẫu sao, người phụ nữ này, đã từng ở tân hôn chi đêm, chu diệt mình vị hôn phu, đơn giản là mất trí, nàng nếu là phát điên lên tới, Thiên Đạo Cung là không ngăn được. Hiên Viên Mặc Tà không nói gì, nhìn một chút Tuyền Phỉ, hắn cũng không biết phải đi bao lâu. Tuyền Phỉ nói, Hiên Viên Cung chủ mời yên tâm, lần đi thượng giới, ngắn thì mấy ngày, lâu thì nửa tháng, sẽ không quá lâu. Ừ, Hiên Viên Mặc Tà gật đầu một cái, nhìn Viêm Thiên Long Thần nói, Viêm Thiên, đoạn thời gian này, người coi trọng Huyền Thiên cơ hội, đừng cho hắn chạy. Đồng thời, người phát ra tin tức, thông báo toàn bộ thần quốc, 7749 ngày sau đó, bổn tọa muốn giết sư phụ chứng đạo, mời thiên người làm tới dự lễ. Hiên Viên đại nhân, người muốn tuyên cáo thiên hạ. Viêm Thiên Long Thần sắc mặt cuồng biến, giết sư phụ chứng đạo cũng không phải là cái gì huyền môn chánh đạo, từ xưa đến nay cũng chịu đủ tranh cãi, nhưng Hiên Viên Mặc Tà nhưng muốn thông báo thiên hạ. Không sai, bổn tọa muốn đường đường tránh tránh, hướng người trong thiên hạ tuyên cáo, bổn tọa muốn nghịch thiên chứng đạo. Bổn tọa mới thật sự là thiên mệnh sở quy, chân chính ứng kiếp người. Có thể cứu thần quốc thương sinh, không phải diệp thần, mà là bổn tọa. Hiên Viên Mặc Tà chữ chữ như sấm, hiện ra to lớn khí phách. Viêm Thiên Long Thần chắp tay nghe lệnh, Hiên Viên Mặc Tà nước cờ này, mặc dù là bốc lên thiên hạ lớn sơ suất, nhưng lại một mũi tên hạ hai chim. Thứ nhất, hắn có thể hướng người trong thiên hạ, tỏ rõ hắn hùng tâm tráng trí. Thứ hai, có thể lợi dụng Thiên Cơ đạo nhân làm mồi dụ, dẫn dụ Diệp Thần đi ra. Lần trước lợi dụng Bất Diệt Long Đế tiến hành dụ giết kế hoạch, gặp thảm thất bại, nhưng lần này, vòng bộ địa điểm bố trí ở Thiên Đạo Cung Sơn Môn, nếu như Diệp Thần dám đến, tuyệt đối không thể nào chạy khỏi đi ra ngoài. Hiên Viên Cung Chủ, thật là lớn khí phách nha. Tuyền Phỉ nghe Hiên Viên Mặc Tà mà nói, cũng là mỉm cười nói. Hiên Viên Mặc Tà không có nói gì nhiều, tiếp tục phân phó nói, Viêm Thiên, bổn tọa lần đi thượng giới, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, không thể trở về, ngươi cầm bổn tọa bổn mệnh pháp bảo, Sùng Quang Thần Hà Cung, đưa cho Đế Uyên Điện, còn có Tinh Đế Hạo Nhiên tức giận Nguyên Thủy Ngọc Giản, vậy cùng nhau đưa qua. Nghe vậy, Viêm Thiên Long Thần trong mắt biến sắc. Mà Tuyền Phỉ, nghe được Hiên Viên Mặc Tà lời nói này, nụ cười cũng là ngay tức thì ngưng kết, sắc mặt cũng thay đổi. Hiên Viên Mặc Tà ngón này, bày rõ là đang uy hiếp thượng giới, nếu như hắn phát sinh bất ngờ, Sùng Quang Thần Hà Cung và Tinh Đế Hạo Nhiên khí, đều đưa rơi vào Đế Uyên Điện trong tay. Lên giới và Đế Uyên Điện, bề ngoài thoạt nhìn là quan hệ hợp tác, nhưng là hai người tới giữa, dòng nước ngầm chào đáng, chỉ là bởi vì Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, hai người cảnh giới tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, mới không có bùng nổ tranh đấu. Một khi Đế Thích Thiên đạt được Sùng Quang Thần Hà Cung và Tinh Đế Hạo Nhiên khí, hắn mũi nhọn, tuyệt đối lớn hơn bùng cháy mạnh thịnh, lấn át Huyền Cơ Nguyệt. Đến lúc đó, hai người gian thăng bằng đánh vỡ, Huyền Cơ Nguyệt tuyệt đối muốn uống một bình rượu đắng. Hiên Viên Cung Chủ, tại sao phải khổ như vậy? Tuyền Phỉ cười được có chút khó khăn xem, chúng ta Nữ Hoàng Thiên Cung, và các ngươi Thiên Đạo Cung, xưa nay giao hảo, Nữ Hoàng Bệ Hạ kêu ngươi lên thiên trò chuyện một chút, tuyệt không ra hại ý, ngươi cần gì phải như vậy phòng bị. Hiên Viên Mặc Tà chắp hai tay sau lưng, nói, ha ha, mọi việc cẩn thận một chút, tóm lại không sai, hy vọng Tuyền Phỉ đại nhân không nên phiền lòng. Được rồi, vậy chúng ta lên đường đi. Tuyền Phỉ nhún vai một cái, vậy là không thể làm gì. Hiên Viên Mặc Tà vì tự vệ, giữ lại một chiếc sau cờ, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì.
Người này võ vận thâm hậu, tính cách cẩn thận, ngày khác phi thăng, nhất định là một cái họa lớn. Chỉ là trong lòng, Tuyền Phỉ nhưng là âm thầm đề phòng. Lập tức hai người sóng vai ngày rời đi đạo cung, đi trên đường, Tuyền Phỉ nhìn Hiên Viên Mặc Tà quanh thân vòng quanh phi kiếm, hiếu kỳ nói. Hiên Viên cung chủ, người cái này cả người phi kiếm, tựa hồ là tu luyện Chu Thiên Thần kiếm quyết, dùng cả người khí huyết đúc thành, không biết ngươi là từ nơi nào đạt được công pháp này. Hiên Viên Mặc Tà nói, à, tại hạ tạm thời may mắn, có cái kêu Thiên Lang thuộc hạ, từ vực ngoại lấy được cái này Chu Thiên Thần kiếm quyết nguyên thủy ngọc giản, mang về cống hiến cho tại hạ. Đây là ngươi thuộc hạ cống hiến? Không thể nào, không thể nào. Tuyền Phỉ mặt đầy nghi ngờ, nói Chu Thiên Thần kiếm quyết, rõ ràng là ta nữ hoàng thiên cung thần thông, bất quá bởi vì sát khí quá nặng, nữ hoàng bệ hạ không có tu luyện, trước chút thời gian, ban cho Minh Điện Điện chủ Mạc Huyết Minh, làm sao sẽ rơi vào ở trên tay ngươi. Ta còn lấy vì ngươi và Minh Điện kết thành liên minh, Mạc Điện chủ đưa cho ngươi. Chu Thiên Thần kiếm quyết, ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, có thể đủ để xếp hàng thứ tư, lực sát thương lớn vô cùng. Ban đầu Huyền Cơ Nguyệt và Mạc Huyết Minh giao dịch, ban cho hắn như thế lợi hại thần thông, cũng có nâng đỡ ý, muốn mượn Minh Điện tay, suy yếu thiên đạo cung kiêu căng. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Chu Thiên Thần kiếm quyết nguyên thủy ngọc giản, lại có thể rơi xuống Hiên Viên Mặc Tà trên tay, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là nữ hoàng chí tôn thần thông, còn ban cho Mạc Huyết Minh. Hiên Viên Mặc Tà móc ra ngọc giản, một mặt ngạc nhiên, trong phảng phất cảm thấy có điểm không đúng. Đúng vậy, đây là nguyên thủy ngọc giản không sai, tại sao sẽ ở bên trong tay ngươi? Tuyền Phỉ cầm lấy ngọc giản, nhìn kỹ xem, đích xác là Chu Thiên Thần kiếm quyết không sai, nhưng Chu Thiên Thần kiếm quyết, rõ ràng bị Huyền Cơ Nguyệt ban cho Mạc Huyết Minh, làm sao sẽ rơi vào Hiên Viên Mặc Tà trong tay? Tuyền Phỉ muốn không rõ ràng, dẫu sao, Minh Điện và Thiên Đạo Cung thủy hỏa bất dung, Mạc Huyết Minh không có tặng quà đạo lý. Cái này, đây có thể có chút kỳ quái. Hiên Viên Mặc Tà cau mày, nếu Chu Thiên Thần kiếm quyết nguyên thủy ngọc giản, ở Mạc Huyết Minh trong tay, Thiên Lang là làm sao bắt được? Hắn muốn không rõ ràng. Còn nữa, Hiên Viên cung chủ, cái này phiến nguyên thủy ngọc giản, tựa hồ bị người động tới tay chân. Tuyền Phỉ nắm được ngọc giản, thần niệm hơi quét nhìn, nhất thời liền phát hiện khác thường. Động tới tay chân, Hiên Viên Mặc Tà đáy lòng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Ừ, ngọc giản này tuy là thật, nhưng bên trong tu luyện khẩu quyết, thứ tự bị người làm rối loạn, hoàn toàn là điên đảo hỗn loạn, người nếu như tu luyện, sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, coi như là nhà ta nữ hoàng, còn có đế uyên điện vị kia, cũng không dám nghịch luyện hồng mông à, đây là xảy ra đại sự. Tuyền Phỉ nhìn Hiên Viên Mặc Tà, ánh mắt mang theo vẻ thương hại, còn có cười trên sự đau khổ của người khác ý. Cái gì? Hiên Viên Mặc Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người cứng còng, lẩm bẩm nói cái này. Công pháp này là điên đảo, khó trách ta lúc tu luyện, luôn cảm giác có một hơi nhánh ở trong kinh mạch, ta còn lấy làm cho này cửa kiếm quyết, uy lực quá mức nghịch thiên, ta tư chất không đủ, không lĩnh ngộ được mấu chốt trong đó, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Đạo tiếng sấm, ở Hiên Viên Mặc Tà đầu óc bên trong nổ tung, hắn cả người kịch liệt chấn động, cơ hồ là ngay lập tức, liền đoán được sau lưng nguyên do. Thiên Lang phản bội. Thiên Lang phản bội hắn, đầu phục Mạc Huyết Minh, mang một phần thác loạn hồng mông cổ pháp trở về, muốn lừa bịp hại hắn tánh mạng. Hiên Viên cung chủ, thật may ta phát hiện kịp thời, người lúc luyện công ngày còn thấp, nghịch luyện hồng mông kết cục thảm hại còn không có xuất hiện, chỉ cần vách đá ghìm ngựa, liền sẽ không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tuyền Phỉ đem ngọc giản vẫn còn cho Hiên Viên Mặc Tà, nàng đại khái vậy đoán được sau lưng nhân quả, nhưng Thiên Đạo Cung và Mạc Huyết Minh ân oán, nàng không muốn nhúng tay. Đa tạ Tuyền Phỉ đại nhân chỉ điểm. Hiên Viên Mặc Tà thu hồi ngọc giản, sống lưng suốt mồ hôi lạnh cả người, trong đầu nghĩ, không nghĩ tới Thiên Lang lại có thể phản bội, này cùng phản đồ, nhất định phải bầm thây vạn đoạn, mới hả ta mối hận trong lòng. Dừng một chút, Hiên Viên Mặc Tà muốn mời Tuyền Phỉ ra tay, điều hồi Chu Thiên Thần kiếm quyết bình thường thứ tự, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn không có mở miệng. Dẫu sao, hắn đã luyện thành tinh đế hạo nhiên khí, luyện nữa thành 100.000 thanh phi kiếm, sợ rằng thượng giới vị kia, muốn không ngủ yên giấc. Huống chi,
Vạn nhất Tuyền Phỉ vậy âm thầm táy máy tay chân, hắn há chẳng phải là gặp họa. Hiên Viên Mặc Tà không biết làm sao thu hồi ngọc giản, vừa nghĩ tới này cùng nghịch thiên hồng mông cổ pháp, sau này không thể luyện nữa, trong lòng thật là thương tiếc. Hai người đi tới Thiên Đạo Cung đỉnh núi, nơi đây từng luồng số mệnh mây tía, còn không có tản đi, vẫn nồng nặc vô cùng, như khói bếp vậy bay lên lên trời. Hiên Viên Cung Chủ, mời. Tuyền Phỉ làm một cái động tác tay mời, cái này số mệnh mây tía thông suốt thiên địa, trừ giải trừ Hiên Viên Mặc Tà trên người hạn chế, vậy tạm thời phá vỡ giới vách đá, có thể để cho nàng dẫn người lên trời. Mời. Hiên Viên Mặc Tà lấy lại bình tĩnh, lập tức đi theo Tuyền Phỉ, cùng chung bước lên chân trời. Mà Thiên Đạo Cung công việc, tạm thời do Viêm Thiên Long Thần nắm giữ. Tuân theo Hiên Viên Mặc Tà ý chí, Thiên Cơ Đạo Nhân bị hoàn toàn nhốt lại, Thiên Đạo Cung rộng phát anh hùng thiếp, mời người trong thiên hạ ở 7-7-4-9 ngày sau đó, đủ phó Thiên Đạo Cung Sơn Môn, làm chứng giết sư phụ chứng đạo sự nghiệp. Thất Đại Thần Quốc biên giới, phàm là có mặt mũi tông phái thế lực, cũng nhận được Thiên Đạo Cung thiệp mời. Thiên Đạo Cung muốn cử hành giết sư phụ đại hội. Hiên Viên Mặc Tà muốn giết sư phụ chứng đạo. Cái này người điên, thật là ác độc thủ đoạn. Trong chốc lát, thiên hạ chấn động, tất cả người trố mắt nghẹn họng, không nghĩ tới Hiên Viên Mặc Tà sẽ có lớn như vậy khí phách, phải ngay Thất Đại Thần Quốc mặt, chém chết Thiên Cơ Đạo Nhân, nghịch thiên chứng đạo. Cùng lúc đó, Thứ Nhất Thần Quốc, Luân Hồi Cốc. Khúc Tuyết Dũng đi tới lui, nhìn phù văn kia cột tròn, càng không an định. Hắn mơ hồ cảm giác được Kỷ Tư Thanh xảy ra chuyện. Nhưng là cụ thể như thế nào, hắn cũng không cách nào kết luận. Thậm chí trong tay hắn khối kia liên quan lão tổ vận mạng ngọc bội cũng sinh ra một chút vết rách. Hắn sợ hãi. Hắn bất an. Hắn lần lượt muốn đi vào tòa kia cửa hư không, nhưng là một cổ vô cùng lực lượng mạnh cũng cầm hắn đánh ra. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Hắn vậy đục ngầu lại khẩn trương hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm phù văn cột tròn, tự nhủ, lão tổ, người có thể dù sao cũng không nên xảy ra chuyện à. Lão phu nguyện dùng còn dư lại hết thảy tuổi thọ, đổi ngươi bình an trở về. Trong cửa hư không, một phiến cát vàng và máu ý. Bầu trời bên trong treo cao một vòng huyết nguyệt, cả thế giới tựa như bị hắc ám chiếm đoạt. Chỗ sâu nhất, một phiến con sông bên trong. Một cái bé gái tròng mắt đóng chặt, không ngừng đem linh lực trong cơ thể vận chuyển đến một người thiếu nữ trong cơ thể. Dù là bé gái cả người ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, vẫn không có bất kỳ tác dụng. Cái này hai người chính là Kỷ Lâm và Kỷ Tư Thanh. Kỷ Lâm thở ra một ngụm chọc khí, nhìn hôn mê Kỷ Tư Thanh, vừa liếc nhìn một phương hướng, tròng mắt ngưng trọng. Quanh thân của nàng còn quấn một khối đặc thù luân hồi huyền bi. Chính là độc bia. Phải mang tỷ tỷ nhanh lên một chút đi ra ngoài, tiếp tục như vậy nữa, tỷ tỷ thật không có sức xoay chuyển trời đất. Ta tu vi mặc dù đột phá, nhưng là muốn cứu tỷ tỷ căn bản không có thể. Nên làm cái gì? Ngay tại Kỷ Lâm cuống cuồng lúc đó, từng đạo tiếng bước chân nặng nề truyền tới. Một khắc sau, bóng đen che đậy. To lớn nam tử xuất hiện lần nữa. Không thể không nói, tiến hóa tiên thiên độc thể chính là không bình thường. Nặng nguyên độc thể mạnh mẽ hay là để cho ý ta bên ngoài, lại có thể nhiều lần thoát khỏi ta. Nhưng là người cuối cùng là lịch duyệt quá cạn, người dưới chân nhà hết thảy đều là ta lãnh vực. Vạn vật do ta hội tụ, các ngươi tỉ muội cuộc đời này cũng không thoát khỏi ta. Kỷ Lâm sắc mặt trắng bệch, chật vật đứng lên, vừa định vận dụng độc bia chống cự to lớn nam tử. Đột nhiên, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng từ chàng trai trên mình bộc phát ra. Giống như núi to đè xuống. Đụng. Kỷ Lâm hai chân lại rất miễn cưỡng lâm vào mặt đất bên trong. Thậm chí nàng vậy thon nhỏ thân thể, cả người đều run rẩy. Đồng thời, nàng và độc bia liên lạc lại bị bấm đứt. Độc bia có thể nói là Kỷ Lâm hiện tại lớn nhất lá bài tẩy. Độc bia mất đi khống chế, liền tương đương với để cho Kỷ Lâm rơi vào nguy hiểm cảnh. Bé gái, chưa tỷ ngươi. Ngươi là cái đầu tiên dám khiêu khích ta. Bất quá, lần này, ta sẽ không để cho ngươi vận dụng vật kia. Luân hồi huyền bi, không nghĩ tới vật này sẽ rơi vào tay ngươi trên. Năm đó luân hồi đứng đầu 10 khối chấn thế huyền bia, tán lạc thiên hạ, đại biểu một cái thời đại chung kết. Như vậy, hôm nay, này bia liên thông các ngươi tỉ muội tánh mạng,
liền thành tựu hiến tế đi. Quy tắc chính là quy tắc, thất bại, liền phải chịu đựng giá phải trả. Dứt lời, mặt đất chấn động, lòng đất lại sinh ra vô số màu tím dây leo, quấn quanh ở Kỳ Lâm và Kỳ Tư Thanh thân thể. Kỳ Lâm không có sợ hãi, trong mắt kiên định, nàng ấn đường ánh sáng chớp động, lại xuất hiện một cái chữ viết cổ xưa. Uyên, một chữ bùng nổ, lại để cho quanh thân dây leo toàn bộ khô héo. Thậm chí liền Kỳ Tư Thanh bên người dây leo, vậy tất cả đều rụt trở về. Tựa như ở sợ hãi. Ừ, to lớn nam tử giếng cổ không dao động gương mặt viết đầy kinh ngạc. Hắn vô cùng bất ngờ. Hồi lâu, hắn mở miệng lần nữa, xem ra ta đánh giá thấp ngươi cái này tiểu nha đầu. Trên mình ngươi nhân quả và khí tức, có chút cổ quái. Ngươi rốt cuộc là ai? Kỳ Lâm trong mắt có chút tia máu, bước ra một bước, vô số khí độc lan tràn ra. Ngay lập tức tới giữa, chu vi vạn dặm, tựa như bị khí độc lan tràn. Mà Kỳ Lâm con người bên trong, vô số màu xanh lá cây phù văn lưu chuyển. Giờ khắc này Kỳ Lâm, diễn cảm và khí tức cực độ cổ quái. Thậm chí để cho to lớn nam tử có uy hiếp cảm giác. Hắn đối với nặng nguyên độc thể chỉ là nghe, chưa bao giờ gặp qua. Hắn bởi vì Kỳ Lâm thực lực, không để mắt đến nặng nguyên độc thể. Bây giờ nhìn lại, nặng nguyên độc thể xa so trong truyền thuyết miêu tả còn kinh khủng hơn. To lớn nam tử con ngươi nặng nề, không do dự nữa, mảnh thiên địa này lại hội tụ một đạo vạn trượng kiếm to. Vạn trượng kiếm to trực tiếp rơi xuống. Cần phải chém chết Kỳ Lâm. Hắn không có nương tay. Mà ngay lúc này, Kỳ Lâm ngẩng đầu. Nàng con ngươi tựa như sấm ở chớp động. Sau lưng nàng, vô số phù văn hội tụ. Vạn loại dị tưởng tựa như dâng trào ra. Không có ai có thể tổn thương tỷ tỷ ta. Không có ai. Nặng uyên độc thể, ta hơi trầm xuống uyên, ma ngưng vạn độc, tiêu diệt khai thiên. Nháy mắt tức thì, vậy sắp rơi xuống vạn trưởng cự kiếm, lại tại chỗ vỡ vụn. Hóa là bụi bẩm, mất đi thế gian. To lớn nam tử trong mắt cực độ sợ hãi. Hắn theo bản năng muốn né tránh, nhưng một cổ mất đi hết thảy lực lượng rất miễn cưỡng đụng vào hắn trên mình. Hắn thân thể tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Hơi thở cực độ rối loạn. Đồng thời, hắn mới vừa rồi đứng địa phương lại hình thành một cái chiều rộng 5 mét đại đạo. Đại đạo đi thông phương hướng, chính là vậy phiến cửa hư không. Toàn bộ đại đạo, vạn vật vẫn diệt, chỉ có hai cái cô bé bóng người. Phốc, Kỳ Lâm khạc ra một hơi đỏ bừng máu, chật vật đem Kỳ Tư Thanh kéo, từng bước một hướng cửa hư không đi. Kỳ Lâm biết mình không có bao nhiêu thời gian. Vĩnh lão nói với nàng, cái loại này cưỡng ép kích hoạt nặng nguyên độc thể thuật pháp, chỉ có thể vận dụng một lần. Một lần sau đó, giá phải trả to lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng. Mà hiện tại, đối với Kỳ Lâm mà nói chính là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Tỷ tỷ, ta, mang ngươi đi. Một bước, hai bước, ba bước. Hai thiếu nữ chỉ như vậy đi. Mắt xem sẽ tới đến cửa hư không thời điểm. Đột nhiên, dị biến nhô ra. Kỳ Lâm thân thể rất miễn cưỡng ngã xuống. Hai thiếu nữ đồng thời té xuống. Mà vậy đại đạo cũng đã biến mất. Đây là Kỳ Lâm cực hạn. Kỳ Lâm tầm mắt có chút mơ hồ, nàng nắm thật chặt Kỳ Tư Thanh tay. Kỳ Tư Thanh có lẽ cũng có cảm ngộ, vậy nắm thật chặt Kỳ Lâm tay. Nàng ý thức muốn để cho thân thể có động tác, muốn nắm chặt kiếm trong tay. Nhưng là nàng quá yếu ớt. Hai người cũng quá yếu ớt. Các nàng chỉ có thể vào giờ khắc này, với nhau nắm chặt tay đối phương. Chờ đợi tử thần tuyên án. Kỳ Lâm đột nhiên cười. Tỷ tỷ, chúng ta thật giống như chết. Ngươi còn nhớ ta, ngươi, còn có cái đó mới vừa đến Côn Lôn hư, một lòng nghĩ hồi Hoa Hạ báo thù thằng nhóc thúi, chúng ta ở đỉnh núi thảo luận qua sống chết sao? Ta nói, ta sợ chết, chết liền gì cũng ăn không tới, cái thế giới này quá nhiều ăn ngon nha, ta sợ không chắc đủ. Ngươi nhưng nói cho ta, sống chết luân hồi, đều là số mệnh. Ta không hiểu. Nhưng là ta càng thích Diệp Bức Vương trả lời. Cũng chính là một khắc kia, ta có như vậy ném một cái ném thưởng thức cái này bị Đoạn Hoài An cứu người. Hắn nói, không cần để ý sống chết, chỉ phải cố gắng để cho sinh mạng đang lóng lánh bên trong hiện ra sáng lạng, ở bình thường bên trong hiện ra chân thực.
Hắn nói những lời này thời điểm, thật rất thúi rắm, rất không biết xấu hổ, nhưng là... ta tựa như rõ ràng liền cái gì. Rời đi Côn Lôn hư, bước vào linh võ, thức tỉnh tiên thiên độc thể, và Diệp Thần chung một chỗ cuộc sống, ta thật giống như có vô số lần đang lóng lánh bên trong sáng lạng. Mà hiện tại, có lẽ chính là hắn nói chân thực. Chúng ta đã tận lực. Nhưng ta còn có tiếc nuối à? Tỷ tỷ, lặng lẽ nói cho ngươi, ta có một cái mơ ước, chính là ở thần quốc mở một nhà kỷ lâm siêu thị, cầm hoa hạ ăn ngon quả vặt toàn bộ cầm tới bán, tất cả đều là giá trên trời, bọn họ có mua hay không tùy ý, dù sao ta muốn ăn, như vậy ta không cần trả tiền, còn muốn cho bọn họ nhìn ta ăn. Hi hi. Nói đến phần sau, kỷ lâm tròng mắt đều là nước mắt. Nàng vẫn là một cái bé gái. Đơn giản bé gái. Bị vận mạng bàn tay đẩy đến nơi này. Nàng lảo đảo, cùng vận mệnh chống lại. Nhưng là giờ khắc này, nàng vác không tranh nổi. Thúi nha đầu, ngươi là ta gặp qua nói nhảm nhiều nhất. Om sòm, diệt. Cả người là máu to lớn nam tử hơi thở đột nhiên bạo tăng, vô cùng vô tận uy áp hạ xuống. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Một chuôi vượt xa đạo khí vũ khí. Không thuộc về thần quốc vũ khí. Trên thân kiếm sấm sét vần quanh, vô tận thần lôi tựa như hội tụ ở một kiếm bên trong. Cái này kinh thiên kiếm chỉ như vậy hướng về phía Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm chém xuống. Tỷ tỷ, ta còn chưa có đi qua địa ngục, chúng ta đi sông sông nha. Kỷ Lâm thậm chí ở nơi này sống chết một khắc mở ra đùa giỡn. Các vị lữ khách, các người tốt, hoan nghênh các người ngồi địa ngục đoàn xe. Ta là lần này đoàn xe radio nhân viên Kỷ Lâm, để cho tiện ngài du lịch, phía dưới ta đem ngồi xe sự hạng hướng ngài giới thiệu một tí. Lần này đoàn xe là do thần quốc đứng mở ra N lần đoàn xe, lần này thừa vụ công tác do đoàn xe nhân viên Kỷ Lâm phụ trách, liệt bên trong xe chỉ an công tác do nhân viên bảo vệ lá tiểu thần phụ trách. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, vậy kinh thiên một kiếm chỉ như vậy hạ xuống. Kỷ Lâm vốn cho là mình sẽ chết. Sẽ rơi vào một phiến hắc ám. Nhưng là thời gian tựa như vào giờ khắc này dừng lại. Một giây, 10 giây. Vẫn không có động tĩnh. Kỷ Lâm dò xét tính mở mắt ra, nhưng là thấy được một đầu đen nhánh cự thú. Cự thú dưới chân ngọn lửa lượn lờ, vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Mà cự thú bên trên, một cái mông lung lại cả người quần áo trắng mang cái khăn che mặt thiếu nữ chỉ như vậy xuất hiện. Thiếu nữ quanh thân tản ra dùng mình, cực độ lạnh như băng. Nhưng lạnh hơn chính là cặp mắt kia. Bất quá Kỷ Lâm không ý kỵ cái này cặp tròng mắt. Nàng biết mình và tỷ tỷ được cứu rồi. Hơn nữa hai đạo kiếm ý đụng chạm, lại đọng lại thời không. Thiếu nữ khăn che mặt kiếm chỉ như vậy chắn trước mặt các nàng, không có một chút run run. Đột nhiên, thiếu nữ khăn che mặt lên tiếng, đối phó hai cái bị thương cô gái, ngươi. Là rác dưới. Một khắc sau, muôn vàn hàn băng bùng nổ, thiếu nữ khăn che mặt kiếm giống như một đầu băng long, cắn nuốt cả thế giới. Cả thế giới tựa như hóa là nơi cực hàn, bông tuyết bay rơi. Ý cảnh vô hạn. To lớn nam tử quanh thân nhóm lửa diễm, đem chung quanh hàn băng hòa tan, hắn mới vừa muốn nói cái gì. Thiếu nữ khăn che mặt mở miệng lần nữa, rác dưới, không có tư cách nói chuyện. Trong phút chốc, cái khăn che mặt cô gái quanh thân phóng thích ngút trời uy áp, cái này lại vượt quá thiên thần cảnh đỉnh cấp. Cái này tựa hồ chạm đến thánh tổ cảnh. To lớn nam tử trong mắt trợn to, lời nói còn chưa nói ra, hắn thân thể liền hóa là bột. Nếu như không có bị Kỷ Lâm nặng nguyên độc trọng lượng chế, hắn có lẽ còn có thể sống sót. Nhưng là hiện tại lấy hắn trạng thái, căn bản không có chống lại tức giận tuyệt hàn đế cung cung chủ lực. Mấu chốt. Ngụy Dĩnh không có chút nào nương tay. Cực hạn võ ý và đỉnh cấp lực lượng vào giờ khắc này hoàn toàn phóng thích. Giữa trời đất, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Ngụy Dĩnh thu kiếm, hàn mâu rơi vào Kỷ Lâm và Kỷ Tư Thanh trên mình, đột nhiên, hàn mâu thay đổi chút ôn nhu. Sau đó, một đôi tay trắng chỉ như vậy đưa ra. Kỷ Lâm, siêu thị nếu như lái, có thể hay không tặng miễn phí ta một bao sờ nách khoai. Kỷ Lâm thân thể run lên. Nàng vào giờ khắc này, cảm thấy ấm áp. Nàng biết cô gái này, thiếu nữ này vô số lần xuất hiện ở Diệp Thần bên người, đã cứu Diệp Thần. Nàng một mực lấy là đối phương là thần quốc bí mật cường giả.
Nhưng là giờ khắc này, đối phương trong miệng lại xuất hiện sờ nách khoai. Cái này rõ ràng chỉ có đi qua người Hoa Hạ mới biết à. Nàng ở Linh Võ Đại Lục và Thần Quốc mấy ngày nay, vô số lần hướng người nơi này phổ cập khoa học Hoa Hạ quả vặt, nhưng là không một người có thể hiểu. Hiện ở cô gái này trong miệng quen thuộc từ ngữ, lại có loại để cho Kỳ Lâm Lệ nóng doanh trọng cảm giác. Không chỉ như vậy, trước mắt còn có một cái cực độ đáng sợ chân tướng. Cô gái này đến từ Hoa Hạ, cũng hoặc là đi qua Hoa Hạ. Xem ra, ngươi liền một bao sờ nách khoai cũng không muốn à. Ngụy Dĩnh lộ ra một đạo nụ cười. Phong tình vạn trùng. Kỳ Lâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khá là ngượng ngùng sờ một cái lỗ mũi cái đó. Ta Kỳ Lâm không phải loại người này, xen vào ngươi ngày hôm nay cứu ta, ngươi tới ta siêu thị mua đồ, nhất luật miễn phí. Bạn tâm giao đi. Một khắc sau, nàng tay nhỏ bé nắm Ngụy Dĩnh tay. Không giống với nàng đoán dùng mình, tay này, vô cùng ấm áp. Rất nhanh, Kỳ Lâm và Kỳ Tư Thanh liền đi tới ô mang trên mình. Ngụy Dĩnh nhìn hôn mê Kỳ Tư Thanh rơi vào trầm tư, nàng lại vận dụng như vậy cấm thuật. Hậu quả quá lớn, bất quá, đây có lẽ là đường tắt duy nhất. Ai? Một bên Kỳ Lâm có chút kích động, bắt Ngụy Dĩnh một góc, vị này thiên nữ, tỷ tỷ ta gặp nguy hiểm sao? Tiên nữ. Ngụy Dĩnh hơi ngẩn ra, chợt trong tay sử dụng một viên 7 màu đan dược, trực tiếp này nhập Kỳ Tư Thanh môi đỏ mọng bên trong. Mấy giây ngắn ngủi, Kỳ Tư Thanh tròng mắt đột nhiên mở ra, một cổ hồng mông hơi thở tản ra. Thậm chí thương thế trên người vậy hóa giải mấy phần. Nàng chợt nhìn về phía Kỳ Lâm, làm xác định sau khi an toàn, thở ra một ngụm chọc khí, sau đó ánh mắt nhìn về phía Ngụy Dĩnh, rõ ràng liền cái gì, chắp tay nói, cảm ơn. Phần ân tình này, ta Kỳ Tư Thanh cả đời nhớ. Ngụy Dĩnh lắc đầu một cái, ta cứu các ngươi cô Thành đi học www. Cu Trân Đa Su, com nhưng mà một chàng giao dịch, con bé này đã đáp ứng sau này để cho ta miễn phí ăn uống, cho nên không cần trả lại. Người vận dụng cấm thuật, mặc dù hấp thu bộ phận kia lực lượng, nhưng là căn bản không cách nào nắm trong tay, lại thân thể từ trạng thái cực hạn quá lâu, căn cơ rất nghiêm trọng. Người thiên phú mặc dù kinh người, nhưng là mượn người khác lực lượng, nguy hiểm quá lớn. Hiện tại duy nhất biện pháp bổ túc, có lẽ chính là và ta cùng chung đi địa phương. Kỳ Tư Thanh mắt đẹp chấn động một cái, nơi nào? Chẳng lẽ là vực ngoại? Nàng rất rõ ràng, nàng thương thế cùng với trong cơ thể năng lượng, thần quốc đồ căn bản không cứu được. Ngụy Dĩnh đưa tay ra, xa xa chỉ một cái, thần quốc có rất nhiều chỗ đặc thù. Ví dụ như cùng vực ngoại tiếp xúc u minh vùng biển, lại ví dụ như vậy vô cùng thần bí giới vực thành. Kỳ Tư Thanh nghe được giới vực thành ba chữ, ngay tức thì rõ ràng liền cái gì, nhưng mà nơi đây người bình thường không bị mời căn bản không cách nào tiến vào. Ngụy Dĩnh sờ một cái ô mang bị ý, chân đạp ngọn lửa lao ra cửa hư không, hướng một phương hướng đi. Ở cái thế giới này, ta Tuyệt Hàn Đế cung muốn đi địa phương, không có ai có thể ngăn. Ngọn lửa giống như sao rơi vạch qua. Mà giờ khắc này đang cửa hư không bên ngoài chờ đợi Khúc Tuyết Súng tự nhiên mắt chắn liền hết thảy. Hắn hai chân cong, đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người sớm đã ướt đẫm. Nếu như lão tổ không cùng Diệp Thần liên quan, có lẽ số mệnh bên trong, lão tổ liền bỏ mình. Diệp Thần dính líu thiếu nữ khăn che mặt và lão tổ, thậm chí còn Kỳ Lâm. Bàn cờ này, hắn không thể nghi ngờ thuộc về tâm gió bão. Là phúc hay là họa à? Cùng lúc đó, Phục Ma Điện, Diệp Thần tự nhiên không biết Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh trải qua hết thảy. Nhưng là một chuyện để cho hắn dẫn đầu từ luyện hóa tử tiêu thạch bên trong thối lui ra. Hiên Viên Mặc Tà muốn giết sư phụ. Diệp Thần nghe nói ngoại giới tin tức, vô cùng ngạc nhiên. Hắn và Thiên Cơ Đạo Nhân, ngược lại không có quá mức giao tình thâm hậu, nhưng đối phương nhiều lần trợ giúp mình. Mà hắn còn chưa báo đáp, một khi Thiên Cơ Đạo Nhân bị giết chết, hắn nhân quả không thể đoạn, muốn lưng đeo nghiệp đếm, sau này tu luyện có thiên đại trở ngại. Không được, ta phải nghĩ biện pháp cứu Thiên Cơ tiền bối đi ra. Diệp Thần cắn răng, nhưng Thiên Đạo Cung Sơn Môn, cường giả san sát, cao thủ như mây, hắn nếu như dám bước vào, đừng nói cứu người, sợ rằng mình cặn bã cũng không biết còn lại. Hơn nữa, ở Thiên Đạo Cung Sơn Môn bên trong, Hiên Viên Mặc Tà có thể toàn lực ra tay, Diệp Thần coi như lại nghịch thiên,
chỉ còn lại 7-7-49 ngày thời gian, cũng không khả năng chiến thắng Hiên Viên Mạc Tà chân thân à. Nhưng nếu như không cứu, trơ mắt nhìn Thiên Cơ đạo nhân bị giết, Diệp Thần trong lòng nhất định áy náy, thậm chí sẽ đưa tới tâm ma, tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng. Làm thế nào, ta phải làm gì? Gần đây bình tĩnh quả quyết Diệp Thần, lúc này lại do dự, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lần này giết sư phụ đại hội, là một vòng bộ. Cái vòng này bộ, hắn quả thực quá quen thuộc. Lần trước, Thiên Đạo Cung dùng Bất Diệt Long Đế làm mồi dụ, muốn dụ giết hắn. Lần này, con mồi đổi thành Thiên Cơ đạo nhân. Nhưng mà, và lần trước không cùng, lần này vòng bộ, bố trí ở Thiên Đạo Cung Sơn Môn, Hiên Viên Mạc Tà chân thân có thể hạ xuống, hơn nữa có thể toàn lực ra tay. Diệp Thần coi như lại nghịch thiên, thời gian ngắn như vậy, cũng không khả năng chiến thắng Hiên Viên Mạc Tà. Nhưng rất nhanh, Diệp Thần ánh mắt khôi phục quyết đoán. Cứu! Nhất định phải cứu! Thiên Cơ đạo nhân đợi hắn tốt lắm, phần ân tình này, nhất định phải báo đáp. Giết sư phụ đại hội, thiên hạ cường giả tụ tập, ta chỉ phải nghĩ biện pháp, gây ra một chút hỗn loạn, lại đục nước béo cỏ, chưa chắc cứu được không người cơ hội. Diệp Thần trong lòng tính toán, lực địch tuyệt không sức sống, nhưng dùng trí còn có cơ hội. Bất quá, Thiên Đạo Cung thế lực, chân thực quá to lớn, bỏ mặc hắn như thế nào dùng trí, chỉ cần dám bước vào Thiên Đạo Cung Sơn Môn, nhất định phải đối mặt ngập trời nguy hiểm. Lấy hắn thực lực trước mắt, chân thực không cách nào dung chuyển Thiên Đạo Cung. Đang ngưng trọng gian, một cái tiên phong đạo cốt tay cầm bầu hồ lô bầu rượu ông già, nhưng là xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Vĩnh lão! Diệp Thần thấy cái này ông già, liền vội vàng đứng dậy, thi lễ một cái. Ha ha, Diệp tiểu tử, thật lâu không gặp, ngươi ở buồn chút gì, không bằng cùng lão phụ uống ly rượu. Cái này ông già, chính là hồi lâu không có xuất hiện Vĩnh Hằng Thánh Vương. Hắn xuất hiện ở Phục Ma Điện, mang một bình rượu, đi tới Diệp Thần bên người. Vĩnh lão, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, bất quá, ta hiện tại không tâm tình uống rượu, giết sư phụ đại hội sự việc, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói. Diệp Thần cười khổ một tí, nói. Làm sao, ngươi muốn đi cứu người? Vĩnh Hằng Thánh Vương ngồi xuống, tự mình rót một ly rượu. Ừ, Diệp Thần gật đầu một cái, nói ta và Thiên Cơ tiền bối, nhân quả ràng buộc thâm hậu, ta không thể nhìn hắn chết đi. Nói như vậy, ngươi muốn bước lên Thiên Đạo Cung cứu người. Vĩnh Hằng Thánh Vương uống một hớp rượu, thở dài một cái, ngươi đây quả thực là chịu chết à, bằng ngươi điểm này tu vi, như thế nào là Thiên Đạo Cung địch thủ? Hiên Viên Mạc Tà đánh bắn ra ngón tay, là có thể cầm ngươi nghiền nát. Vĩnh lão mời yên tâm, ta sẽ chú ý đúng mực. Diệp Thần cũng không có nói gì hào khí nói, bởi vì hắn thực lực, và Thiên Đạo Cung chân thực chênh lệch quá xa, căn bản không cách nào dung chuyển, có thể hay không cứu ra Thiên Cơ đạo nhân, hoàn toàn là xem vận khí. Ngươi có thể đừng thật đã chết rồi. Vĩnh Hằng Thánh Vương thật sâu cau mày, nói ta biết có một cái tin, có lẽ sẽ đối với ngươi hữu dụng. À, không biết là tin tức gì? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Hai con ngươi ác mộng giọt thứ hai huyết mạch sơ khai. Vĩnh Hằng Thánh Vương để bầu rượu xuống, thần sắc khó khăn được ngưng trọng, nói, nếu như ngươi có thể được giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, cho ngươi thú cưng uống, có lẽ có cơ hội cứu ra Thiên Cơ đạo nhân. Giọt thứ hai huyết mạch sơ khai. Diệp Thần tim giật mình. Ban đầu Tiêu Lăng theo hắn nói qua, huyết mạch sơ khai có 3 giọt, mà Tiểu Hoàng trong cơ thể chỉ có 1 giọt, ngoài ra có 1 giọt có thể ở nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt trên tay, còn có 1 giọt ở thần quốc hoặc là vực ngoại. Mà từ nghịch ma phượng tôn Tô Nhược Hy trong miệng, Diệp Thần biết đại khái, giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, ở vực ngoại một cái bí cảnh bên trong. Vĩnh lão, ta cũng đã nghe nói qua, giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, ở vực ngoại bí cảnh bên trong, ta như thế nào có thể đủ bắt được? Diệp Thần lắc đầu một cái. Hắn tự nhiên biết, nếu như có thể chiếm đoạt giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, Tiểu Hoàng thương thế nhất định có thể hoàn toàn hết bệnh, hơn nữa thực lực còn có thể đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó giết tới Thiên Đạo Cung, có rất lớn cơ hội cứu ra Thiên Cơ đạo nhân. Nhưng vấn đề là, giọt thứ hai huyết mạch sơ khai ở vực ngoại, hắn trong thời gian ngắn, không thể đi tìm. Ai nói cho ở vực ngoại, chỗ đó kêu giới vực thành, mặc dù đến gần vực ngoại,
nhưng vậy không thuộc về vực ngoại địa bàn. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhíu mày một cái, hồ nghi hỏi. Giới vực thành. Diệp Thần ngẩn người. Không sai, giới vực thành ở thứ nhất thần quốc cực nam chi địa, là thượng giới, vực ngoại, thần quốc ba phương tiếp giáp đặc thù thành phố. Tòa thành thị này không chịu bất kỳ thế lực dính, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Trước đây không lâu, ta nhận được tin tức đáng tin, hai con người ác mộng huyết mạch sơ khai, liền xuất hiện ở giới vực thành, người nếu như đi trước, có lẽ mới có thể có thu hoạch. Vĩnh Hằng Thánh Vương từ từ nói. Sư nương, người không phải nói do thứ hai huyết mạch sơ khai, ở vực ngoại bí cảnh sao? Tại sao sẽ ở giới vực thành? Diệp Thần nghe được Vĩnh Hằng Thánh Vương mà nói, nhưng là có chút nghi ngờ, thanh âm truyền về luân hồi mộ địa bên trong đi. Giới vực thành chỗ đó, không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế, không chịu bất kỳ thế lực khống chế, không biết có bao nhiêu hỗn loạn, ngươi nếu là đi, chết như thế nào cũng không biết, ta không trước thời hạn cùng ngươi nói, cũng là sợ ngươi xung động đi chịu chết. Bất quá, từ U Minh vùng biển trở về đến hiện tại, ngươi thực lực tiến bộ rất nhiều, còn thăng cấp tới hỗn độn cảnh ba tầng thiên, ngươi hiện tại đi giới vực thành, ngược lại là miễn cưỡng, sẽ không dễ dàng bị người giết chết. Luân hồi mộ địa bên trong, Tô Nhược Hy ngược lại là rất bình tĩnh. Nàng không có trước thời hạn nói rõ, ngược lại không phải là cố ý lừa dối Diệp Thần, mà là sợ Diệp Thần đi chịu chết. Bất quá hiện tại Diệp Thần thực lực trở nên mạnh mẽ, đã có tư cách bước vào giới vực thành, nàng vậy không cần phải giấu giếm nữa. Được rồi. Diệp Thần thần niệm từ luân hồi mộ địa bên trong đi ra, nhìn về phía Vĩnh Hằng Thánh Vương, hỏi, Vĩnh Lão. Không biết cái này giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, cụ thể ở giới vực thành địa phương nào? Vĩnh Hằng Thánh Vương một bộ lão thần nơi nơi hình dáng, lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, chính ngươi từ từ tra đi, ta chỉ có thể giúp ngươi tới nơi này. Nói xong, Vĩnh Hằng Thánh Vương xoay người rời đi, lại nghênh ngang mà đi. Diệp Thần chân mày nhíu chặt, đợi được Vĩnh Hằng Thánh Vương sau khi rời đi, hắn bóp một cái pháp quyết, cả người ma khí cổn đáng, quát lên. Thiên ma động minh mắt, mở. Từng luồng ma khí, ở Diệp Thần trên trán ngưng tụ, hóa thành một viên đen nhánh dựng đứng con ngươi. Cái này con ngươi, ngay tức thì xuyên thủng xương mù dày đặc, không ngừng dòm ngó thấy các loại nhân quả. Khoảng cách giết sư phụ đại hội, chỉ có ngắn ngủi 2 tháng không tới thời gian. Diệp Thần không muốn lãng phí thời gian, chỉ muốn mau sớm điều tra ra giọt thứ hai huyết mạch sơ khai tung tích, sau đó đi trước thu lấy. Ở hắn thiên ma động minh mắt xuyên qua hạ, giới vực thành các loại nhân quả hơi thở, chen chúc tới. Ngay lập tức tới giữa, giới vực thành một ít thế lực tổ chức, Diệp Thần cũng hơi nhìn rõ. Hắn còn thấy được một giọt kim quang sáng chói linh dịch, như trong suốt mỹ ngọc vậy lơ lửng. Đây là giọt thứ hai huyết mạch sơ khai. Diệp Thần tim đập bịch bịch, nhất thời liền phát hiện, cái này giọt thứ hai huyết mạch sơ khai. Tựa hồ và một chàng kêu đan tôn đại hội họp lớn có liên quan. Giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, là đan tôn đại hội phần thưởng. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, tựa hồ bắt được một chút nhân quả, nhưng hắn thiên ma động minh mắt tu vi còn chưa đủ thâm hậu, không cách nào hoàn toàn xuyên qua sau lưng thiên cơ số mạng, muốn biết cụ thể sự việc, nhất định phải tự mình bước vào giới vực thành. Kỷ Lâm vậy bé gái, cũng ở đây giới vực thành. Diệp Thần không ngừng dưới sự điều tra, lại có phát hiện. Hắn phát hiện một đạo quen thuộc bóng người, lại là Kỷ Lâm. Nguyên lai cái này bé gái, đi giới vực thành. Dọc theo Kỷ Lâm con đường này, Diệp Thần không ngừng truy đuổi đi xuống, nhất thời lại phát hiện không thiếu nhân quả cơ duyên. Nếu như ta đi giới vực thành, trừ huyết mạch sơ khai, ta còn có những cơ duyên khác. Trần bia, phòng bi, viêm bia, tối tăm bia. Hơn nữa Kỷ Lâm nha đầu kia độc bia, 5 khối luân hồi huyền bi, ta đều có hoàn toàn luyện hóa cơ hội. Đây là thiên đại đột phá. Nếu như ta có thể đem giới vực thành bên trong cơ duyên tạo hóa, toàn bộ thu lấy, ta liền có đầy đủ tư cách, ngăn cản Hiên Viên Mặc Tà. Diệp Thần ma nhãn xuyên qua, thấy được tương lai các loại cơ duyên, nhất thời vô cùng kích động, vô cùng mừng như điên. Nguyên lai giới vực thành, là một khối phúc địa. Cất giấu vô số tạo hóa, thậm chí còn có thể để cho hắn hoàn toàn luyện hóa 5 khối luân hồi huyền bi. Một khi luyện hóa thành công, hắn liền thật to kích hoạt kiếp trước huyết mạch lực lượng. Dựa vào luân hồi đứng đầu thiên uy,
hắn thậm chí có thể chống lại Hiên Viên Mạc Tà chân thân. Cái này giới vực thành, ta nhất định phải đi một chuyến. Diệp Thần hưng phấn không thôi, lúc này thu hồi Thiên Ma Động Minh Mắt, trực tiếp rời đi Phục Ma Điện, đi thứ nhất thần quốc cực nam chi địa, giới vực thành. Giới vực thành, chỗ này là thần quốc, vực ngoại, thượng giới giao hội chi địa, truyền thuyết ở giới vực thành một ít địa phương bí ẩn, còn có thông thiên đường, có thể để cho người một đêm phi thăng, bước vào thượng giới. Những truyền thuyết này, dĩ nhiên là hư không mờ mịt, nhưng thực hấp dẫn không ít người. Mà bởi vì nơi này vị trí đặc biệt, linh khí đặc biệt, sản sinh ra rất nhiều ngoại giới không có dược thảo, chân mỏ, vật liệu, vì cướp đoạt những tư nguyên này, giới vực thành mỗi ngày đều sẽ bùng nổ hàng loạt tranh đấu. Các loại nguyên nhân, đưa đến nơi này trở thành một phiến hỗn loạn chi địa. Làm Diệp Thần đi tới giới vực thành thời điểm, chính là trạng vạng tối, hoàng hôn ánh chiều tà ánh chiếu mặt đất, toàn bộ giới vực thành đường danh, lộ vẻ được vàng óng khoáng đạt, làm người ta khen ngợi. Diệp Thần sải bước đi tới cửa thành, nhưng phát hiện có nhiều đội thị vệ, không ngừng tuần tra. Những thị vệ này phục trang, mỗi người không giống nhau, cũng không có thống nhất chế kiểu, hiển nhiên đến từ bất đồng thế lực. Giới vực thành bên trong, đặc biệt hỗn loạn, không có người nào có thể nắm giữ, vì duy trì thường ngày trật tự, mấy cái thế lực lớn các phái ra người, tạo thành chấp pháp hộ vệ đội, miễn cưỡng đưa vào hoạt động. Đứng lại, tuần tra thị vệ, thấy Diệp Thần đến gần cửa thành, nhất thời đi tới, hỏi. Ngươi là người phương nào, trên mình nhưng có thư mời. Cái gì thư mời? Diệp Thần đứng yên bước chân, nghi ngờ nói. Đan Tôn Đại Hội thư mời. Một người thị vệ liếc Diệp Thần một mắt, lạnh lùng nói, nếu như không có thư mời, không cho phép bước vào bên trong thành nửa bước. Đan Tôn Đại Hội. Diệp Thần giật mình trong lòng, do thứ hai huyết mạch sơ khai, quả nhiên và Đan Tôn Đại Hội có liên quan. Đan Tôn Đại Hội, nghe danh tự này, tựa hồ và luyện đan có liên quan. Con đường luyện đan, Diệp Thần tự nhiên cũng là tinh thông, bất quá đoạn thời gian này, Thiên Đạo Cung, Minh Điện, vực ngoại, thượng giới cho hắn áp lực, lớn vô cùng, hắn lại có rất lâu không có luyện chế qua đan dược. Tại hạ ngưỡng mộ Đan Tôn Đại Hội rầm rộ, mộ danh tới, muốn vào thành khai mở nhãn giới, mong rằng các vị châm trước. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong, móc ra mấy viên phẩm tương tuyệt đẹp đan dược, đưa tới. Hắn chỉ là tìm dò thứ hai huyết mạch sơ khai, chẳng muốn đổ trọc ân oán, gây thêm rắc rối. Ha ha, không có thư mời, người cút đi cho ta đi ra ngoài. Không ngờ, một bọn thị vệ nhưng là lạnh nhạt hình dáng, trực tiếp cự tuyệt Diệp Thần, làm bộ muốn đuổi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, giới vực thành bên trong, có rất nhiều cơ duyên tạo hóa, chờ đợi hắn thu lấy. Nếu như bỏ qua, nhất định tiếc nuối suốt đời. Sắc sắc. Diệp Thần quả đấm nắm chặt, cả người gân cốt hơi chấn động. Làm sao, muốn động thủ? Tại chỗ thị vệ thấy một màn này, nhất thời đề phòng. Sau lưng của bọn họ, cũng đứng đặc biệt thế lực đáng sợ, nếu như Diệp Thần động thủ, tuyệt đối muốn đắc tội sau lưng nhân vật lớn. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, mặc dù hắn cũng không muốn đổ xanh sự bưng, nhưng dưới mắt kế. Chỉ có xông vào, mới có thể bước vào giới vực thành. Sư tôn. Ngay tại lúc này, một đạo kiều thúy giọng nữ vang lên, nghe có chút quen thuộc. Diệp Thần ngẩn người, quay đầu vừa thấy, liền gặp sau lưng đi tới một người cô gái, thân mặc một bộ tao nhã thanh bào, mắt ngọc mày ngài, lớn lên tươi đẹp động lòng người, thướt tha dáng vẻ, ở áo khoác hạ như ẩn như hiện, ánh nắng chiều bao phủ ở trên người nàng, lộ vẻ được phá lệ tuyệt lệ. Thanh Thu Vân, là ngươi. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, trước mắt cô gái, lại là ngày xưa thần quốc thứ nhất thần y, Thanh Thu Vân. Ban đầu lấy đế lâm lửa, liền bất ngờ làm quen Thanh Thu Vân. Sư tôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh Thu Vân một mặt ngạc nhiên chạy lên, giơ tay lên vuốt ve một tí Diệp Thần gương mặt, cảm giác thật ấm áp, tuyệt không phải giả tạo ảo mộng. Sư tôn, ta, nhất thời. Thanh Thu Vân vô cùng kích động, không thèm để ý chút nào chung quanh thị vệ ánh mắt, khoác lên Diệp Thần cánh tay, tâm thần đong đưa dưới, ngay cả lời đều không nói được. Trước đây ở thần quốc, nàng hy vọng bái Diệp Thần vi sư, nhưng Diệp Thần cũng không có đáp ứng. Nàng lấy là mình đời này, cũng không thể gặp lại Diệp Thần, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp nhau.
Diệp Thần cảm thụ cánh tay như có như không mềm mại xúc cảm, không khỏi được bật cười khanh khách, hắn cũng không nghĩ tới, còn có cơ hội và Thanh Thu Vân gặp nhau. Ban đầu hắn chỉ để lại một bản thương cổ y thần cổ tịch, cũng thật không có đáp ứng thu Thanh Thu Vân làm đồ đệ, bất quá con bé này nhưng là quật cường, từ đầu đến cuối gọi hắn làm sư tôn, đến bây giờ còn không đổi lời nói. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thanh tiểu thư lại có thể kêu hắn sư tôn, ta không nghe lầm chứ? Người này là ai, lại có thể và Thanh tiểu thư như thế thân mật? Thị vệ chung quanh cửa, thấy Thanh Thu Vân và Diệp Thần thân mật hình dáng, nhất thời kinh hãi. Bọn họ lại không nghĩ rằng, Thanh Thu Vân lại có thể sẽ kêu Diệp Thần làm sư tôn. Phải biết, Thanh Thu Vân gia thế đặc biệt khủng bố, bản thân liền tinh thông trước đan đạo y thuật, là náo động thần quốc và giới vực thành thần y, có thể để cho nàng kêu một tiếng sư tôn, vậy Diệp Thần thân phận, nên có đáng sợ dường nào. Các ngươi mới vừa muốn gây khó khăn ta sư tôn. Thanh Thu Vân nhìn về thị vệ chung quanh, giọng có chút nghiêm nghị. Ở Diệp Thần trước mặt, nàng mặc dù một cách tinh quái, nhưng ở trước mặt người ngoài, nàng nhưng là một tòa băng sơn hình dáng, cơ hồ là bất cận nhân tình. Không có không có, đều là hiểu lầm. Thị vệ chung quanh cửa, không ngừng bận rộn lắc đầu phủ nhận, nhưng lại cũng không có mới vừa kiêu căng. Thanh cô nương, nhà ngươi ở giới vực thành bên trong. Diệp Thần ở Thanh Thu Vân bên tai, nhỏ giọng hỏi. Hắn biết Thanh Thu Vân sau lưng, nhất định có một đồ vật khổng lồ, nhưng không biết cụ thể lai lịch. Hiện tại xem những thị vệ này nơm nớp lo sợ hình dáng, Thanh Thu Vân thân phận, rõ ràng rất khủng bố, liền giới vực thành bên trong rất nhiều thế lực, đều phải cho nàng mặt mũi. Không nói cho ngươi. Thanh Thu Vân mặt mày hớn hở, nhưng là có chút đắc ý hình dáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 160.